Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 12 chương 246. Hắn thấy túi tuệ năng không ngừng rung động, do dự một lát vẫn lấy di động tuệ năng ra, ba chữ hiện lên trên màn hình di động. Khổng tiểu thư Mạc Phàm nheo mắt nhận điện thoại Khổng Tuyên gọi tới, giọng nói sắc nhọn của Khổng Tuyên truyền từ trong ra. Lại cho ông thêm một nhiệm vụ, tiểu tử chết tiệt kia có một người bạn chết tiệt tên Mục Kinh Hoa, giết chết cậu ta cho tôi. Lần này mà không thành, đi chết đi. Mạc Phàm hơi nhíu mày, mắt lập tức sắc bén hơn một chút. Bản lĩnh của Khổng Tuyên này đúng là không nhỏ, nhanh như vậy đã đào khoét ra được tin tức về bản tử. Ông ta không có cơ hội, người chết rồi ai cũng không giết được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Trong điện thoại yên tĩnh một lát, sau đó lại truyền ra giọng nói gần như tức điên của Khổng Tuyên. Cậu là Mạc Phàm, vậy mà cậu không chết. Cô ta phái hai cao thủ cấp bậc nội kinh qua đó giết Mạc Phàm, rõ ràng là đã thất bại, di động của người đi giết Mạc Phàm nằm trong tay cậu ta, nói lên cao thủ này đã chết. Người cô phái tới quá yếu. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Được, cậu chờ đó, rất nhanh sẽ có người giết được Mạc gia cậu, đến lúc đó sẽ khiến Mạc gia chó gà không tha, chu di thập tộc. Khổng Tuyên hung dữ kêu gào nói. Mạc Phàm khiến cô ta mất mặt như thế. Cô ta có thể bỏ qua cho Mạc Phàm sao? Tu La Tông có 23 cao thủ nội kình, đã chết hai tên phế vật còn lại 21 người, ngoại trừ những cao thủ này ra, cấp bậc hậu thiên cũng có 100 người, nhiều người như vậy cô ta không tin không diệt được một Mạc gia nho nhỏ. Thập tộc, mắt Mạc Phàm lóe sáng, sắc bén như sao sáng giữa trời đêm. Đế vương cổ đại giết người nặng thì Chu Di cửu tộc, cũng có Chu Di thập tộc này là bạn bè. Khổng Tuyên muốn Chu Di thập tộc hắn. Cô muốn Chu Di thập tộc tôi cũng được, chỉ cần cô có bản lĩnh này, nhưng có qua có lại mới toại lòng nhau, cô hẳn là không tu luyện ma công của Tu La Tông. Đấy chứ. Trên đường quay về thành phố Nam Sơn, trong một chiếc xe ben, vẻ mặt Khổng Tuyên ngây ngốc. Cô ta thân là đại tiểu thư Khổng gia đương nhiên biết ma công Mạc Phàm nói là gì. Cậu biết quá nhiều, tôi tu luyện ma công hay không liên quan gì đến cậu. Khổng Tuyên ngạo mạn nói. Sao cô có thể học ma công này, luyện ma công này không chỉ nhất định phải giết người thân giết bạn bè, hơn nữa chưa từng có ai đến tiên thiên tông sư. Từng có người sắp đến gần cảnh giới tiên thiên tông sư, khi sắp đột phá thành tiên thiên tông sư bị tẩu hỏa nhập ma thành kẻ điên, ma công có tai hại lớn như vậy sao cô có thể tu luyện. Tu La Tông chiêu môn đồ, đều tuyển chọn những người hạ đẳng ác đồ mất sạch nhân tính và tâm ngoan thủ lạt, cô ta là đại tiểu thư Khổng gia, những người hạ đẳng này có thể so sánh được sao? Có một chút quan hệ, nếu cô tu luyện cô sẽ chết nhanh thôi, nếu không đợi tôi tới thành phố Nam Sơn, cô sẽ bị tôi tự. Tay giết chết, cứ như vậy. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Giết tôi, Khổng Tuyên cười, vô cùng tự tin nói. Nói cho cậu biết, Mạc Phàm, tôi không tu luyện loại ma công này, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, chỉ cần cậu bước vào Nam Sơn nửa bước, thì đợi chết đi. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Nếu hắn nhớ không sai vài ngày sau sẽ có một việc xảy ra, hắn nhất định phải đến thành phố Nam Sơn giải quyết một người. M. Sơn cũng ở Nam Sơn, hắn cũng nhân cơ hội đến đó xem, tìm một chút nguyên liệu luyện chế pháp bàn. Nếu cô còn có thể tỉnh lại, hãy nói với tôi những lời này. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên mặt không mang theo chút tình cảm. Tỉnh lại, Khổng Tuyên hơi nhíu mày, Mạc Phàm này có ý gì? Cậu nói cái gì? Mạc Phàm không nói tiếp, trong miệng thốt ra những âm phù cổ quái. Hồng mã ni mạ hồng, M tiết không nhiều lắm, cách di động lọt vào tai Khổng Tuyên, trên khuôn mặt quyến rũ của Khổng Tuyên, biểu cảm phẫn nộ lập tức nhu hòa xuống, ánh mắt sắc bén cũng có chút đờ đẫn. Một bên khác, sắc mặt Mạc Phàm vô cùng tái nhợt, vừa rồi trong đôi mắt còn tinh quang bắn ra bốn phía lúc này cảm thấy như sắp tắt, cả người vô cùng suy yếu. Lập tức đi đến tông môn Tu La Tông. Mạc Phàm có chút vô lực nói. Đi Tu La Tông, Khổng Tuyên nói theo, giống như máy ghi âm. Triệu tập tất cả đệ tử Tu La Tông. Triệu tập. Đóng cửa tất cả lối ra. Mạc Phàm cau mày, cố nén kích thích sắp ngất đi, nói tiếp. Đóng cửa. Tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng. Diệt ma kinh từ trong miệng Mạc Phàm thốt ra. Hắn nói một câu, Khổng Tuyên sẽ ghi nhớ một câu. Mạc Phàm lặp lại diệt ma kinh một lần. Lúc này mới tắt di động, vội vàng dán thất hồn ngọc ở trước mi tâm. Một dòng chi ý mát rượu từ ngoài mi tâm tràn vào thức hải hắn, thấm nhuận thức hải gần như khô héo.
Đồng thời hắn vận chuyển Diễn Thiên Thần Tuyệt, kinh văn của Diễn Thiên Thần Tuyệt đang lưu chuyển trong thức hải hắn, chậm rãi khôi phục thần thức, rất lâu sau mới dịu đi một chút. Nửa tiếng sau hắn mới lấy Thất Hồn Ngọc ra, mở to mắt. Đại diễn ma M này quá hao tâm tổn sức. Đại diễn ma M là một loại trong mê hồn thuật, tương đương với một loại lợi hại. Đồng thuật yêu nguyệt của hắn phải mượn tiếp xúc ánh mắt giúp đỡ, đại. Diễn ma M này thì lấy thần thức làm dẫn, lấy giọng nói làm môi giới, khiến đối phương nghe theo hắn sai bảo. Cho dù là thiên sơn vạn hải, chỉ cần nghe thấy sẽ rơi vào trong ảo thuật của hắn, mệnh lệnh không hoàn thành, ảo thuật sẽ không kết thúc. Nhưng đại diễn ma M này có yêu cầu cực cao, cho dù tiên thiên kỳ sử dụng pháp thuật này cũng sẽ có khó khăn. Hơi vô ý một chút sẽ có khả năng kết thúc thi triển pháp thuật với đối phương, còn mình thì hao hết thần thức mà chết. Hắn tu luyện Diễn Thiên Thần Tuyệt nên mới dám dùng pháp thuật này, vừa rồi cũng thiếu chút nữa xong đời. May mà hoàn thành rồi. Hắn cười chua xót, ánh mắt kiên định hơn. Khổng Tuyên chúng đại diễn ma M của hắn, tất nhiên quay về thành phố Nam Sơn sẽ dựa theo hắn nói mà làm. Trừ phi có người giải được đại diễn ma M của hắn. Người có thể giải được pháp thuật này ở tu chân giới không có nhiều, trên địa cầu hẳn là không tồn tại. Không phải Khổng Tuyên muốn diệt Mạc gia hắn sao? Không phải Khổng gia muốn bồi dưỡng ma tu sao? Không phải Khổng gia là một bá chủ ở Nam Sơn sao? Chọc hắn, tuy cách xa ngàn núi cũng khiến ma tu diệt cả nhà cô ta, cũng để. Cô ta đại tiểu thư Khổng gia không ai bì nổi biến thành xương trắng. Chờ xem. Hắn nghỉ ngơi một lát. Gọi điện thoại cho Đường Long. Không lâu sau Đường Long mang theo A Hào và mấy thuộc hạ tới. Thấy xương trắng máu chảy đầm đìa trên đất, ngay cả A Hào cũng chau mày. Một người sống sờ sờ trực tiếp biến thành xương trắng. Mạc tiên sinh đây là... Mặt Đường Long trắng bệch hỏi. Tên đầu bóng loáng kia, một tên xúc sinh giết người thân giết bạn, các anh dọn dẹp đi. Tên đầu bóng loáng, Đường Long nhìn thoáng qua tăng bào trên xương trắng. Trong chớp mắt hiểu rõ là ai, lúc này sắc mặt mới tốt hơn chút, vội vàng sai người dọn dẹp. Mạc tiên sinh, cậu không sao chứ? Đường Long lo lắng nói. Mặt Mạc Phàm trắng xanh dọa người, trước kia tinh quang trong mắt bắn ra. Bốn phía, bây giờ như ngọn đèn lay động trước gió. Cho dù bọn họ là người bình thường cũng nhìn ra được, chắc chắn Mạc Phàm. Trải qua một cuộc đại chiến, bọn họ ở bên Mạc Phàm đã lâu. Chưa từng thấy Mạc Phàm yếu ớt như vậy. Tìm một chỗ yên tĩnh cho tôi, nghỉ ngơi một đêm là được. Mạc Phàm nói, hắn như vậy không nên quay về nhà thì tốt hơn, tránh dọa người trong nhà. Vậy thì đến biệt thự của tôi. Đường Long vội vàng nói. Mạc Phàm gật đầu, đợi đám Đường Long. Thu dọn công viên sạch sẽ, ngồi trên xe Đường Long rời đi. Mà lúc này Khổng Tuyên đang ngồi trên một chiếc xe khác. Đại tiểu thư, chúng ta đi đâu đây? Đến núi Ma Vân. Giọng nói của Khổng Tuyên có chút giống bình thường nói. Không. Bốn tiếng sau, trên một ngọn núi 200 mét ở thành phố Nam Sơn. Bởi vì ngọn núi này thường xuyên bị mây đen che khuất, bởi vậy được gọi là núi Ma Son. Trên núi có một ngôi chùa, đoạn đường hẻo lánh, bình thường cũng không có nhiều người lui tới nơi này, nhưng bên trong có không ít hòa thượng, khoảng chừng 100-200 người. Nơi này đúng là nơi ở của Tu La Tông. Lúc này Khổng Tuyên đang ở trước cửa chùa, bên cạnh cô ta là một lão hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ. Lão hòa thượng này khoảng 50-60 tuổi, cơ thể hơi mập, không tính là cao, chỉ tới tai Khổng Tuyên. Tai to mặt lớn nhìn vô cùng bỉ ổi, đôi mắt chuột hữu ý vô ý liếc bộ ngực cao ngất của Khổng Tuyên, không ngừng nuốt nước miếng. Hòa thượng này là Tuệ Trí Tông chủ Tu La Tông, một ma tu nội kình đỉnh phong. Cũng có khả năng trở thành tiên thiên tông sư nhất. Ông ta vì giải quyết tai hại của Tu La Ma Công khiến người ta điên cuồng, tìm kiếm hỏi thăm mỗi đại tự miếu đạo quán, cuối cùng đạt được một bộ tâm kinh, có thể khống chế một chút kích thích thị huyết thành cuồng. Khổng đại tiểu thư, đã muộn thế này rồi, cô đến đây là có chuyện gì? Tuệ Chí nịnh nọt hỏi. Sau đó ông ta thấy đám tuệ năng chưa quay về, lại hỏi một câu. Hai người kia đâu rồi? Không phải theo đại tiểu thư đến thành phố Đông Hải sao, sao không cùng quay trở về? Lông mày Khổng Tuyên nhíu lại, lạnh lùng hỏi. Tôi cần giải thích với ông sao? Đương nhiên không cần. Tuệ Chí vội vàng nói, trong đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Một tiểu nha đầu mà dám hung hãn trước mặt ông ta như thế,
nếu Khổng Tuyên không phải là đại tiểu thư Khổng gia, ông ta đã sớm lột Khổng Tuyên trần như nhộng, tìm một chỗ dưới tảng cây làm cô ta rồi. Cho dù là đại tiểu thư Khổng gia, đợi ông ta đến Tiên Thiên Tông sư sẽ đưa ra yêu cầu với Khổng gia, nhất định phải ngủ với Khổng Tuyên này. Bọn họ là những cao thủ võ đạo được Khổng gia bồi dưỡng ra, chỉ đến Tiên Thiên Tông sư mới có tư cách bàn điều kiện với Khổng gia. Vì tu luyện ma công dám chó này, bọn họ giết sạch người nhà, chuyện này vẫn không có gì, vứt đi lớn như thế địa vị vẫn dưới Khổng gia, không nói ra yêu cầu hà khắc thì thực có lỗi với mình. Không cần là được, lập tức triệu tập mọi người đến Bảo Điện Đại Hùng, tôi có chuyện quan trọng tuyên bố. Khổng Tuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tuệ Trí nói. Lúc này sao, hay là ngày mai được không? Tuệ Trí nhíu mày, có chút khó xử nói. Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, tất cả mọi người ngủ rồi. Không ngủ cũng đang cày cấy với trên người người phụ nữ nào đó, lúc này triệu tập tất cả bọn họ tới sao? Lời nói của tôi cần lặp lại lần thứ hai sao? Sắc mặt Tuệ Trí trầm xuống, vội vàng lắc đầu, giận dữ trong đáy mắt lại dày đặc thêm chút nữa. Tôi lập tức đi làm. Nhớ rõ là tất cả mọi người, nếu thiếu một ai thì biết tay tôi. Khổng Tuyên nghiêm túc nói. Ra. Tuệ Trí vô cùng buồn bực gật đầu, vội vàng đi gõ chuông triệu tập mọi người gấp, trong lòng buồn bực giống như mới vừa tìm được hai tiểu thư xinh đẹp, ném lên trên giường chuẩn bị giơ roi thúc ngựa, cởi quần áo phát hiện hai người là. Yêu, gạch chéo ngược. Mình đang làm gì thế này? Tuệ Trí rời đi, trong mắt Khổng Tuyên. Hiện lên chút mờ mịt, đi về phía Bảo Điện Đại Hùng. Không lâu sau tất cả những người trong Tu La Tông được triệu tập đến Bảo Điện. Đại Hùng, cơ bản trên mặt mỗi người đều có chút không tình nguyện. Nhưng nhìn thấy Khổng Tuyên, không ít người giận mà không dám nói gì, một số người hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên. Khổng Tuyên là mỹ nữ nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn, bộ dạng xinh đẹp, dáng người còn nóng bỏng, là tình nhân trong mộng của không biết bao nhiêu người. Buổi tối nhìn thấy mỹ nữ như thế dậy cũng đáng, làm sao có thể ngủ một tối mới càng giá trị. Đại tiểu thư, mọi người đến đông đủ rồi, cô có chuyện gì muốn tuyên bố thế? Tuệ Trí hỏi. Khổng Tuyên thấy cửa Bảo Điện Đại Hùng đã khóa kỹ, nói. Các người giết người nhà của mình có hối hận không? Trong Bảo Điện Đại Hùng, tất cả đệ tử Tu La Tông đều lộ ra nụ cười gần quen thuộc. Đại tiểu thư, tôi hối hận không tìm thêm mấy cha mẹ. Làm quen với nhiều bạn hơn nữa. Một tên đầu bóng loáng đeo kính cười nói. Bọn họ tu luyện ma công, ngoại trừ thiên phú ra, người nào giết càng nhiều người thân bạn bè, thực lực sẽ tăng nhiều hơn, người thân bạn bè ít thì yếu kém, địa vị cũng thấp. Gia tộc Đông Hải có tên tiểu tử bắt nạt Khổng gia tôi, các người nên làm thế nào? Vậy còn phải nói sao, đương nhiên là diệt khẩu cả nhà cậu ta, không biết là gia tộc nào ở Đông Hải. Tuệ Trí cười âm hiểm nói. Đắc tội Khổng gia, vậy còn phải nói, tất phải diệt tộc. Khổng Tuyên không trả lời, trầm mặc một lúc mới mở miệng lần nữa. Người kia bảo tôi nói với các người, tất cả chúng ta có thể chết. Lời này vừa vang lên, tất cả đệ tử Tu La Tông ở trong Bảo Điện Đại Hùng sửng sốt, nhìn Khổng Tuyên đầy khác thường. Nhất là Tuệ Trí, ngay từ đầu ông ta đã cảm thấy Khổng Tuyên có gì đó không đúng. Tông chủ. Có phải Khổng tiểu thư bị chúng ta rồi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một lão hòa thượng gầy khô hỏi. Người kia chuẩn bị giết chúng ta thế nào, sẽ không đặt bom hẹn giờ trên người Khổng tiểu thư đấy chứ, tôi cảm thấy cần phải kiểm tra người Khổng tiểu thư một phen. Một tên hòa thượng bị ổi khác cười dâm nói. Khổng tiểu thư này quá kỳ lạ, cho dù kiểm tra người Khổng tiểu thư một phen, Khổng gia cũng sẽ không nói gì. Dù sao nhỡ đâu thật sự có bom, cho dù bọn họ có không ít cao thủ nội kình cũng phải chết hết. Tu La Tông không còn, thực lực của Khổng gia cũng sẽ giảm mạnh. Tôi thấy được đó, tông sư ông cảm thấy thế nào? Người kia vừa mở miệng, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Ngay cả Tuệ Trí cũng nhếch miệng cười, nhìn dáng người duyên dáng của Khổng Tuyên. Vừa rồi Khổng Tuyên vô lễ với ông ta như thế, đây chắc chắn là cơ hội giáo. Huấn Khổng Tuyên. Sau này giao một đệ tử không nghe lời cho Khổng gia cũng sẽ không làm gì, chỉ là chuyện vá một tầng màng. Khổng tiểu thư, vì an toàn của Tu La Tông chúng tôi và Khổng gia, chúng tôi chỉ có thể đắc tội. Tuệ Trí cười dâm nói. Nói xong tay ông ta muốn duỗi về phía Khổng Tuyên. Lúc này môi Khổng Tuyên mở ra,
Diệt Ma Kinh chua xót khó hiểu truyền từ miệng cô ta ra. Mọi người sửng sốt, sau đó đều cười to. Bọn họ là vũ khí trong tay Khổng gia, không phải là Tôn Ngộ Không thuộc hạ của Đường Tăng, niệm kim cô chú sẽ sống không bằng chết. Nhưng Tuệ Trí còn chưa chạm vào người Khổng Tuyên, sắc mặt ông ta thay đổi. Khổng Tuyên niệm kinh còn lợi hại hơn kim cô chú, bình thường nội khí của bọn họ ôn hòa, bây giờ nhanh chóng sôi trào hừng hực, đi loạn trong cơ thể bọn. Họ, vốn là Tuệ Trí, sau đó tất cả đệ tử Tu La Tông trong Bảo Điện Đại Hùng đều biến. Sắc, tươi cười trên mặt lập tức cứng ngắc, sắc mặt vô cùng khó coi. Có người bịt lỗ tai nhưng không có tác dụng gì. Có người vận chuyển công pháp, muốn khống chế nội khí trong cơ thể mình. Càng khống chế khí của mình càng cuồng loạn. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra Bảo Điện Đại Hùng. Một đệ tử Tu La Tông không chịu nổi, một bàn tay cắm vào ngực một đệ tử. Khác, huyết khí nồng đậm tràn ngập ra, mắt không ít đệ tử lập tức đỏ bừng, Tu La Địa Hàng Lâm. Ngục A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Đừng niệm, đừng niệm nữa. Nhưng mà Khổng Tuyên không dừng lại. A a a, tiếng kêu rằng con nửa tiếng. Lúc này trong Bảo Điện Đại Hùng mới yên tĩnh. Lại, không ít người bị nội kình xuyên nhập thương tích đầy mình mà chết, có người bị đồng môn giết chết. Mãi đến khi trong Bảo Điện Đại Hùng không còn tiếng động, lúc này Khổng Tuyên mới dừng lại, thần trí chậm rãi khôi phục lại. Rất lâu sau cô ta ôm đầu đau nhức, nhìn thoáng qua máu me đầm đìa trước mặt trong Bảo Điện Đại Hùng. A, à, tiếng thét chói tai thê lương truyền vang trong Bảo Điện Đại Hùng. Phá màng tai người ta. Nhất kinh văn, nhất tông diệt. Hiệu quả của đại diễn ma M vừa kết thúc, trong biệt thự của Đường Long, Mạc Phàm ngồi khoanh chân trên giường bỗng nhiên mở to mắt, nhìn thoáng về phía nam. A Hào vẫn canh giữ ở một bên không ngủ, vội vàng hỏi. Mạc tiên sinh, có gì phân phó sao? Không có gì, anh cũng đi ngủ đi. Mạc Phàm khoát tay áo nói. Chuyện này. Đi đi, tôi không sao rồi, đúng rồi. Giúp tôi để ý tin tức gần đây ở thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hao hết thần thức sử dụng đại diễn ma M, không biết có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh ngạc vui mừng, mang đến cho Khổng gia bao nhiêu tại họa. Dạ, Mạc tiên sinh. Lúc này A Hào mới gật đầu rời đi. Sáng sớm hôm sau, Mạc Phàm rời khỏi biệt thự. Hai ngày sau hắn đều ở trong biệt thự của mình. Chu Hiệt bố trí ổn thỏa cho em trai cô xong liền đến biệt thự tìm Mạc Phàm. Chu Hiệt đã quá 18 tuổi, lỡ thời cơ trúc cơ tốt nhất. Sau khi hắn dùng một bộ ngọc châm thi triển thứ thần châm với Chu Hiệt, liền dạy Chu Hiệt một bộ tên là Bàn Long Tuyệt Luyện Thể Thuật. Bộ thể thuật này được cải tạo dựa theo luyện thể thuật của Long tộc, tổng cộng có 10 thức, mỗi một thức đều vô cùng thống khổ. Nhưng nắm giữ mỗi một thức, đó là một tầng tôi luyện, hiệu quả không kém trước 16 tuổi đạt tới trúc cơ. Thậm chí còn mạnh hơn chút, dù sao cũng là công pháp của Long tộc, có thể nói là công pháp cảnh giới tôi luyện cực mạnh. Vừa mới bắt đầu chú ba Mạc Phàm xuất phát từ tò mò cũng luyện theo, nhất thức, nhị thức còn được, đến tam thức thì trốn tránh, không tới thử nữa. Chu Hiệt không rên một tiếng, kiên trì nhất thức lại nhất thức. Hắn chậm rãi khôi phục thần thức tiêu hao, thuận tiện luyện chế mấy viên đan dược lấy trên người hòa thượng lần nữa, chia cho Chu Hiệt và Tiểu Vũ. Anh! Thuốc của anh quá khó ăn, anh có thể luyện chế ra ăn ngon như kẹo đường không? Tiểu Vũ ăn một viên tôi thể đan, không hài lòng bĩu môi nói. Mạc Phàm đang tu luyện diễn thiên thần quyết, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Y tiên bất tử hắn luyện chế đan dược, đã quan tâm đến khẩu vị cá nhân, vậy mà Tiểu Vũ còn nói khó ăn. Nếu để Tiểu Vũ ăn đan dược luyện đan sư khác luyện chế, chắc là cô sẽ nôn. Luyện đến 10 thức bàn long tuyệt, anh mua cho em một xe kẹo. Mạc Phàm cương chiều nói, nếu Tiểu Vũ có thể luyện đến 10 thức của bàn long tuyệt, đó là tôi luyện tầng 10, không chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, người bình thường sẽ không phải đối thủ của cô. Nếu như sau này gặp phải cha nam kiếp trước, ít nhất sẽ không bị bắt nạt, đương nhiên cô sẽ không gặp cha nam kia. Anh nói đó, ngoéo tay. Tiểu Vũ thiên chân vô tà vươn ngón út ra nói. Ngoéo tay. Mạc Phàm cười bất đắc dĩ, ngoéo tay với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ăn tôi thể đan, dụng tâm đi tu luyện bàn long tuyệt. Chu Hiệt và Tiểu Vũ, một người khắc khổ một người trẻ tuổi, thực lực cơ bản là như nhau. Những người khắc khổ luyện nhiều năm mà không thể đột phá tôi luyện, ở trên người bọn họ lại đơn giản như ăn kẹo. Thừa dịp hai người luyện công,
hắn đến trường học một chuyến. Trường học có tin thi vào trường cao đẳng, với thực lực hiện giờ của hắn, hắn hoàn toàn không cần tham gia thi vào trường cao đẳng cũng có thể trở thành sinh viên Đại học Quốc phòng Đông Hải. Nhưng hắn không làm như vậy. Thay đổi càng nhiều, sau đó chuyện xấu càng nhiều hơn, chuyện hắn không thể nắm trong tay cũng càng nhiều. Loại chuyện đơn giản này, thuận theo tự nhiên là được. Kiếp trước hắn cố gắng học tập một năm mới thi vào được Đại học Đông Hải. Nhưng một đời này thi vào Đại học Thủ đô cũng không có việc gì khó, càng không cần nói đến chuyện thi Đại học Đông Hải. Hắn vẫy một chiếc xe taxi, nửa tiếng sau liền đến lớp học. Từ sau khi hắn đánh Tần Kiệt vẫn không tới trường, hình như lớp học yên tĩnh hơn nhiều. Không ít người vùi đầu vào học bài, Bàn Tử không có ở đây, chắc là còn chưa có tối. Mãi đến khi hắn ngồi xuống vị trí của mình, lúc này xung quanh mới có những ánh mắt kỳ lạ nhìn sang. Đó không phải là Mạc Phàm sao, sao cậu ta còn dám tới trường học, không sợ Tần gia trả thù à? Lần trước sau khi Mạc Phàm đánh Tần Kiệt xong thì biến mất không thấy, Tần gia sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Vài người nhìn thấy Mạc Phàm liền né tránh theo bản năng, sợ trao đổi với Mạc Phàm sẽ rước họa vào thân. Cậu ta còn ngồi vị trí cũ, không phải vị trí đó. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt không để ý đến ai, nhắm mắt tu luyện diễn thiên. Thần quyết, khôi phục thần thức khiến hắn nhức đầu. Không lâu sau Bàn Tử cầm hai phần KFC đến, nhìn thấy Mạc Phàm hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Tiểu Phàm, tôi mới mua hamburger, vẫn còn nóng đó, chúng ta ngồi đây ăn. Đi. Bàn Tử chỉ vị cuối cùng, cười nói. Tin thi vào trường cao đẳng là anh ta nói. Với Mạc Phàm, tất nhiên biết hôm nay Mạc Phàm tới trường, cho nên sáng sớm đã đi mua hai phần. Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Ngồi ở đây sao? Giáo viên chuyển vị trí cuối cùng rất tốt, không gian rộng lại yên tĩnh, đi ngủ, nghịch di động cũng không dễ bị phát hiện. Bàn Tử cười nói. Hắn cũng không để ý ngồi ở đâu, dù sao hắn cũng không thường tới đi học, chỉ là. Cảnh tượng quen thuộc khiến hắn bỗng nhiên nhớ tới một người. Kiếp trước là Super Sir được khống chế, trường học mới khai giảng. Hình như trong lớp có một học sinh chuyển tới, tên là Lâm Đào. Nghe nói chuyển từ tỉnh Giang Nam tới, thành tích học tập rất ưu tú, là học sinh top 10 trong tỉnh. Chuyển tới thành phố Đông Hải là muốn lấy vị trí số 1 thành phố Đông Hải, số 1 thành phố Đông Hải không chỉ nhận được khen thưởng, lên đại học cũng có vinh dự. Cho nên một số học sinh không có hy vọng đạt được vị trí số 1 trong tỉnh. Trước khi thi vào trường cao đẳng sẽ chuyển tới thành phố gần đây, lấy số 1 thành phố đó. Cho dù thành tích không bằng thứ 2 thứ 3 trong tỉnh, nhưng Ninh Tố kê đầu, bất tổ phượng vĩ. Gặp được học sinh như vậy lãnh đạo trường học có vẻ hoan nghênh, dù sao hiệu trưởng nào mà không hy vọng số 1 thành phố ở trường bọn họ, nói không chừng phát huy tốt, số 1 tỉnh cũng không biết chừng. Lâm Đào tiến vào lớp ngày đầu tiên liền nhìn chúng vị trí gần cửa sổ của hắn và Bàn Tử. Yêu cầu hắn và Bàn Tử chuyển đi ngay tại chỗ, lúc ấy hiệu trưởng, chủ nhiệm. Lớp tự mình đưa anh ta đến lớp, nghe thấy Lâm Đào yêu cầu, hiệu trưởng, chủ nhiệm và giáo viên đang dạy lập tức ra lệnh, bảo hắn và Bàn Tử chuyển đến bàn sau. Hai người bọn họ tức giận cũng không có biện pháp, đành phải chuyển đi, một mình Lâm Đào chiếm hai vị trí của bọn họ. Mấy ngày nay hắn không tới trường học, lúc này mới bỏ qua một màn này. Chỉ là 8-9 phần 10 đã xảy ra. Chỗ này có cửa sổ, phong cảnh tốt hơn, ăn ở đây đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Không ít học sinh xung quanh nhíu mày, có một số người lắc đầu thở dài. Chuyện Mạc Phàm đánh Tần Kiệt chắc còn chưa giải quyết xong, lúc này lại đi đắc tội Lâm Đào, con hàng này đúng là yêu tinh gây chuyện. Ngồi ở đây sao, Bàn Tử gãi đầu, có chút khó xử. Chuyện anh ta bị đuổi ngồi ở phía sau, anh ta còn chưa nói với Mạc Phàm. Do dự một lát, Bàn Tử cầm KFC đặt xuống vị trí trước. Được, ngồi chỗ nào cũng như nhau. Hai bọn họ mới bắt đầu ăn, một nam sinh 16, 17 tuổi và một nữ sinh đi tới. Nữ là Tôn Thiến, bình thường cô ta ăn mặc trang điểm lộng lẫy, bây giờ nóng. Bỏng ăn mặc thanh lệ, lập tức thành thục hơn nhiều. Người nam bên cạnh không cao không thấp, trên mặt đeo một cái kính đen. Phía trên mặc áo màu đen còn đeo cà vạt. Phía dưới là quần cũng màu đen, trên vai là một chiếc túi, một tay đeo đồng hồ giá trị xa xỉ bỏ vào trong túi. Quần, vẻ mặt cao ngạo. Hai người vừa nói vừa cười,
nhưng nhìn thấy vị trí ngồi có Mạc Phàm và Bàn Tử. Vẻ mặt Tôn Thiến sửng sốt, Lâm Đào thì chau mày. Cậu là ai, vì sao lại ngồi chỗ tôi ăn uống, lau sạch bàn của tôi rồi nhanh cút đi. Lâm Đào không khách sáo nói. Mạc Phàm giống như không nghe thấy, nói với Bàn Tử. Cho tôi chút sốt cà chua, French fry không có sốt cà chua thì ăn không ngon. Bàn Tử vốn sửng sốt, sau đó cười đưa sốt cà chua cho Mạc Phàm. Đều đưa cho cậu, tôi cảm thấy ăn nguyên vị ngon nhất. Ham! Lâm Đào nhíu mày, sắc mặt âm trầm không ít. Anh ta có thân phận gì, là người tới trung học Đông Hải lấy vị trí số 1. Ngay cả hiệu trưởng, chủ nhiệm đều khách sáo với anh ta. Tuy anh ta mới vào lớp chưa được 2 ngày, nhưng hầu như bạn học trong lớp đều nịnh bợ anh ta. Danh hiệu bạn học của số 1 khu vực thành phố, cũng đủ cho đám phế vật trong lớp thổi phồng cả đời. Tiểu tử hắn chưa từng thấy này dám chiếm vị trí của hắn, còn coi những lời. Hắn nói như gió thoảng bên tai. Có phải cậu bị điếc, không nghe thấy tôi nói chuyện hay không? Một quyền của anh ta đánh lên trên bàn, trầm giọng hỏi. Mạc Phàm chấm chút sốt cà chua, ăn một cái French fry, lúc này mới nhìn về phía Lâm Đào. Cậu mù sao, không thấy tôi đang ăn à, có biết lúc ăn không nói chuyện hay không? Kiếp trước Lâm Đào này rất ngông cuồng, không chỉ chiếm lấy vị trí của hắn và Bàn Tử. Khi hắn giúp cô Trần ghi tài liệu thống kê, gia hỏa này vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Tôn Thiến, hắn gọi vài tiếng Lâm Đào mới nói với hắn câu này. Lúc ăn không nói chuyện có biết không, tên hai lúa. Lúc ấy hắn tức giận quá nên đánh Lâm Đào một quyền, tất nhiên không thể thiếu trừng phạt. Hắn bị phạt 5.000 tệ, vẫn là Bàn Tử trả giúp hắn. Lúc ăn không nói tôi biết, lúc ăn cơm không muốn mình nhìn thấy người có bộ dạng xấu xí, còn cả người đáng ghét cằn nhằn ở bên cạnh, như vậy rất ảnh hưởng đến sự ngon miệng, nói không chừng sẽ dẫn đến bệnh ghê tởm nôn mửa, cho nên lúc ăn không nói chuyện. Bàn Tử ở bên cạnh cười giải thích. Bàn Tử mới mở miệng, không ít bạn học xung quanh không còn lời gì để nói. Hai người này tự tìm đường chết à, đợi lát nữa giáo viên đến đây, thể nào bọn họ cũng xong đời. Lâm Đào là cục cưng của hiệu trưởng, không thể đắc tội vào. Nhớ đâu chọc giận Lâm Đào, anh ta giận dữ đến trường học khác. Không chỉ giáo viên tìm Mạc Phàm và Bàn Tử gây phiền phức, nói không chừng hiệu trưởng sẽ xử bọn họ. Đến lúc đó hiệu trưởng tìm lý do không cho bọn họ tham gia thi vào trường cao đẳng, hai người bọn họ sẽ xong đời. Có thể nói bây giờ hiệu trưởng là người rất có quyền lực, trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai một học sinh. Cho dù Mạc Phàm càn rỡ ở trường học như vậy, đánh học sinh đánh giáo viên, lúc này tốt nhất cũng nên thành thật chút. Lâm Đào không hề ngốc, tất nhiên nghe. Ra ý trong lời nói của Bàn Tử, hai mắt gần như muốn phun lửa. Tên mập đáng chết, cậu nói ai bộ dạng xấu xí. Anh ta không biết Mạc Phàm, nhưng có quen Bàn Tử. Tôi không có nói cậu, chỉ là cậu sắp ảnh hưởng đến ngon miệng của tôi và Tiểu Phàm rồi. Bàn Tử cũng không sợ, cười nói. Có Mạc Phàm ở đây, anh ta sợ gì? Tiểu Phàm. Lâm Đào liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Cậu ta là Mạc Phàm. Tôn Thiến ở bên cạnh nhắc nhở. Lâm Đào nhíu mày, nhanh chóng khôi phục bình thường, sau đó cười lạnh lùng. Chẳng trách hung hãn như vậy, hóa ra là người đánh giáo viên và Tần Thiếu. Thiếu chút nữa tôi đã quên vị trí ban đầu ở đây, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới trường học thế, bạn Mạc Phàm. Trước khi anh ta tới trường có nghe ngóng chuyện trong trường học, trong đó có chuyện liên quan đến Mạc Phàm. Anh ta đánh giá Mạc Phàm bằng 4 chữ, ngu ngốc đần độn. Trường học là nơi liều mạng để có thành tích, bây giờ đánh nhau ở trường học, sau này hơn phân nửa là làm bảo vệ KTV, quán bar, không có bằng cấp không thể làm vệ sĩ của Phú Hào, căn bản không có tiền đồ gì đáng nói, cho dù có thể làm cận vệ, cũng là những người thượng đẳng phục vụ bọn họ sau này. Tôi muốn tới thì tới, cậu có ý kiến gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đương nhiên tôi không có ý kiến, nhưng vị trí này giờ là của tôi, vị trí của cậu ở sau cùng ấy. Tôi khuyên cậu vẫn nên thành thật ngồi ra sau đi, đối với chúng ta ai cũng có chỗ tốt, nếu tin cậu ở trong lớp truyền tới Tần gia, có khả năng không hay rồi. Lâm Đào nửa uy hiếp nói. Chuyện Mạc Phàm đánh Tần Kiệt anh ta cũng nghe rồi. Tuy là Tần Kiệt khiêu khích Mạc Phàm, nhưng nếu Mạc Phàm bị Tần gia tóm được, chắc chắn không có kết cục gì tốt. Mạc Phàm cười khinh thường. Như vậy đi, cậu đi nói với Tần gia, tôi ở chỗ này đợi. Chuyện Tần gia cúi đầu với hắn không có nhiều người biết, tất
tất nhiên không lan truyền đến trường học, chỉ sợ trong trường này không có quá 10 người biết. Cậu! Sắc mặt Lâm Đào khó coi hơn, anh ta không ngờ Mạc Phàm này lớn mật như thế, anh ta đã nói chuyện đến nước này, vậy mà không cút đi. Quả đấm của anh ta giơ lên, trong chớp mắt lại hạ xuống. Được lắm, coi như cậu lợi hại, cậu chắc chắn không rời đi đúng không, cậu đợi đó. Lâm Đào xoay người ra khỏi phòng. Nhìn Lâm Đào rời đi, không ít người lắc đầu. Ngay cả Bàn Tử cũng lộ ra chút lo lắng. Tiểu Phàm, hay là chúng ta ra sau ăn đi. Đám Triệu Phi, Tống Trung, Tần Kiệt trực tiếp ra tay là giải quyết được. Lâm Đào này không giống với bọn họ, người ta là học bá, chọn bừa một vị trí cũng không sao. Cơ bản mỗi trường đều như thế, học bá là có đặc quyền, muốn ngồi đâu thì ngồi, muốn không đi học thì không tới, căn bản không cần xin phép. Ngồi đây đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Được rồi. Bàn Tử gật đầu, muốn ăn nhưng không nuốt nổi. Một lát sau Lâm Đào dẫn một giáo viên gầy khô đi tới. Thầy Lưu, thầy xem rồi làm đi. Hai tay Lâm Đào để trước ngực, lạnh lùng nhìn Mạc Phàm nói. Tất nhiên anh ta sẽ không ra tay với Mạc Phàm, dù Côn Lưu Manh mới làm như thế, anh ta chỉ cần động não có thể khiến Mạc Phàm xám xịt rời đi. Giáo viên gầy khô này khoảng hơn 40 tuổi, người gầy như cái que, làn da đen xì, trên mũi là đôi mắt rất sâu. Phần lớn giáo viên là thư sinh khí phách. Hào hoa phong nhã, giáo viên này thì có vẻ mặt bị ổi, giống như khách làng chơi thường xuyên ở trên người phụ nữ bị ép khô. Giáo viên này là giáo viên ngữ văn của bọn họ, tên Lưu Phong, là giáo viên có thế lực nhất trong tất cả giáo viên lớp bọn họ. Sau khi Lâm Đào tới lớp, trên cơ bản mỗi tiết ông ta đều khen ngợi Lâm Đào một lần. Có đôi khi trực tiếp khen ngợi Lâm Đào học thức uyên bác, ý nghĩ rõ ràng. Có đôi khi có câu hỏi khó sẽ bảo bạn học không sẽ bảo giỏi trả lời, đợi người đó trả lời sai Lâm Đào trả lời. Trên cơ bản đều sử dụng tất cả từ ngữ và phương pháp của ông ta ra hết. Nhưng sau này Lâm Đào không lấy được vị trí số 1, ngay cả vị trí số 2 cũng không được, chỉ xếp thứ 3. Vị trí thứ nhất bị một học sinh không có tiếng tăm gì lấy đi, vị trí thứ 2 là của đứng đầu trường bọn họ lúc trước, một học sinh tên là Hà Bân. Người Lưu Phong trừng mắt. Đôi mắt tam giác lóe lên ánh sáng lạnh, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Bạn học này, em là ai, là học sinh lớp chúng tôi à, nếu không phải thì nhanh. Rời đi. Vừa nói xong những lời này, Lưu Phong không để ý tới Mạc Phàm, lạnh lùng rời mắt nhìn Bàn Tử. Bạn Kinh Hoa, vì sao em lại ngồi ở vị trí của bạn Lâm Đào ăn, em cảm thấy ngồi ở vị trí của bạn Lâm Đào ăn ngon hơn, hay cho rằng đó là vị trí của em? Lưu Phong mới mở miệng, không ít người trong phòng học nhìn hai người đầy thương hại. Đương nhiên cũng có vui sướng khi người khác gặp họa, ví dụ như Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt lúc trước từng đắc tội Mạc Phàm, bị Mạc Phàm chỉnh mà thành thật hơn. Vừa tới trường đã gây chuyện, phiền phức đến rồi. Lâm Đào khẽ nâng cằm, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười đắc ý. Trên gương mặt cao ngạo viết mấy chữ. Xem các người xuống đài thế nào. Tiểu Phàm, chúng ta ngồi bên kia đi. Bàn Tử lo lắng nói. Dù sao anh ta cũng là đứa bé 16 tuổi, vẫn có kính sợ với giáo viên. Mạc Phàm không nhúc nhích, nhai kỹ nuốt chậm ăn thịt gà. Ngay cả tôi là ai mà ông cũng không biết, có tư cách gì bảo tôi đi. Mạc Phàm vừa ăn vừa bình tĩnh nói. Lời này vừa vang lên, gần như tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Mạc Phàm không e ngại gì bọn họ đã sớm quen, nhưng cũng quá cản rỡ rồi. Vậy mà dám nói chuyện với Lưu Phong như thế. Lâm Đào cười nham hiểm, Mạc Phàm càng đắc tội Lưu Phong anh ta càng vui vẻ. Lưu Phong nheo mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm lần nữa, cẩn thận đánh giá Mạc Phàm một phen. Cậu là Mạc Phàm, học sinh chỉ biết đánh nhau cả ngày, không chỉ đánh giáo viên, ngay cả Tần Thiếu cũng bị cậu đánh gãy tay mới ra viện gần đây, cơ bản không có tới đi học. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Đây không phải là ngày đầu tiên hắn quen Lưu Phong, tất nhiên biết ông ta không phun ra được ngà voi. Cậu ở đây làm gì, không phải lúc này cậu nên ở đồn công an sao? Lưu Phong lạnh lùng nói. Theo ý ông ta, học sinh vô pháp vô thiên như Mạc Phàm trường học không giáo dục nổi, vẫn nên ném vào trong nhà giam giáo dục tốt hơn. Lưu Phong mới mở miệng, không ít người cũng sửng sốt, những lời này hoàn toàn như kim châm. Ở đồn công an. Có giáo viên nguyền rủa học sinh như vậy sao? Thầy Lưu, có phải thầy nói chuyện hơi quá đáng hay không?
Bàn tử không nhịn được nói. Tuy Mạc Phàm đánh không ít người, nhưng trong đó có ai tốt không? Giáo huấn người xấu, chẳng lẽ là sai? Quá đáng. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Bạn Kinh Hoa, không muốn tôi quá đáng thì quay về vị trí của em đi. Sắc mặt bàn tử khó coi, nhưng không có biện pháp. Dù sao Lưu Phong là giáo viên, anh ta không có gan như Mạc Phàm, không phục thì đánh. Nếu chúng tôi không đi, ông quá đáng như thế nào? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước hắn từng phản kháng, cũng có nhẫn nại. Bây giờ hắn muốn nhìn xem Lưu Phong này có thể quá đáng như thế nào. Không đi sao? Lưu Phong cười nham hiểm. Hôm nay hai tiết đầu môn ngữ văn là tự học, khi nào vị bạn học Mạc Phàm này chuyển đến vị trí sau thì chúng ta bắt đầu. Tôi vốn chuẩn bị cho các em bộ đề đoán trước, đây là bộ đề không dễ dàng gì bạn tôi làm ra, nghe nói hàng năm đều có đề tương tự. Bạn học Mạc Phàm, nếu em muốn nghe thì tốt nhất nên nghe lời chút, nói không chừng một hai điểm có thể khiến em kéo chênh lệch với người khác. Lưu Phong vừa nói những lời này, không ít bạn học bĩu môi, lộ ra bất mãn. Có bất mãn Lưu Phong, càng bất mãn Mạc Phàm. Mạc Phàm này bình thường không đến đi học, vừa tới học đã gây trở ngại cho việc học của chúng ta. Nhanh ngồi vị trí sau đi. Tiếng oán hận nổi lên bốn phía. Đám Lưu Phong, Lâm Đào nhướng mày, vẻ đắc ý càng dày đặc hơn. Mạc Phàm cười lạnh lùng, căn bản không thèm để ý. Hắn không thèm quan tâm những người khác nói gì, càng không thèm quan đề đoán trước của Lưu Phong. Mỗi đề đoán trước đều bay đầy trời tâm trước khi thi vào trường cao đẳng, cho dù có một câu tương tự với đề thi thử vào trường cao đẳng, người ra đề cũng sẽ nói phét trắng trợt, đoán trước chính xác 50%, không đáng tin một chút nào. Có lẽ có lực hấp dẫn với người khác, nhưng không có chút tác dụng với người từng thi vào trường cao đẳng như hắn. Nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể nói cho mọi người biết đề thi ngữ văn sang năm thi vào trường cao đẳng, để viết môn tiếng Anh, thậm chí là trọng điểm. Đây là quá đáng mà ông nói sao, quá ngây thơ, đổi cái khác đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, lấy cái này đè hắn, nghĩ quá đơn giản. Rồi, bắt nạt những người khác còn được. Lưu Phong nhíu mày, tươi cười lập tức cứng đờ. Tiểu tử, cậu muốn ngồi đó cũng được, chỉ cần cậu học giỏi hơn Lâm Đào, cậu muốn ngồi đâu thì ngồi, nếu không thì cút sang một bên. Mạc Phàm nheo mắt, ánh mắt hơi phát lạnh, hỏi. Học tập tốt hơn thì muốn ngồi đâu cũng được đúng không? Không sai, cậu phải so với bạn học Lâm Đào xem ai thành tích tốt hơn. Lưu Phong cười híp mắt nói. Nếu tiểu tử này thật sự ra tay, ông ta đúng là sợ hãi. Nhưng muốn so thành tích học tập, hai Mạc Phàm cộng lại cũng không thể hơn Lâm Đào. Một người chỉ biết đánh nhau, 750 câu đúng 300 đã không tệ rồi. Lâm Đào người ta chưa từng thấp hơn 650. Mạc Phàm cậu dám thi với tôi không, nếu cậu trả lời đúng nhiều hơn tôi. Tính cậu thắng, tôi tự mình chuyển ra sau, vị trí trả cho hai người, thế nào? Lâm Đào vô cùng tự tin nói. So thành tích với anh ta, cả tỉnh Giang Nam chỉ có mấy người có thành tích tốt so được với anh ta. Trong mấy người đó chắc chắn không bao gồm Mạc Phàm. Lâm Đào vừa nói, không ít người nhìn về phía Mạc Phàm. Bình thường Mạc Phàm ngông cuồng như vậy. Hôm nay sẽ sợ thôi. Nếu thành tích của Mạc Phàm tốt hơn Lâm Đào, hiệu trưởng sẽ không tự mình đưa Lâm Đào đến, mà là Mạc Phàm rồi. Thế nào, bạn học Mạc Phàm, Lâm Đào đã nói đến nước này, cậu muốn thử một lần không? Lưu Phong châm ngòi thổi gió nói. Lấy đầu của tôi ra đặt cược, không có hứng thú. Mạc Phàm trực tiếp từ chối. Vị trí này vốn là của hắn, lấy vị trí của hắn ra đánh cược, nghĩ thực đơn giản. Mạc Phàm mới nói xong, không ít bạn học lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Mạc Phàm cũng chỉ như vậy thôi, nói đến học tập lập tức héo rồi. Cậu ta cũng có ngày hôm nay. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt ở bên cạnh hưng phấn nói. Hai người bọn họ bị Mạc Phàm ngược thảm nhất, nhất là Triệu Phi, ngay cả tư cách thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm cũng mất. Nhìn thấy Mạc Phàm kinh ngạc, tâm tình anh ta hưng phấn hơn đi quán ba tán gái gặp được xử nữ. Bàn Tử và Phong nhíu mày. Tức giận nhìn Lưu Lâm Đào. Học tập tốt thì trâu bò sao, Mạc Phàm là người cứu. Bàn Tử muốn nói chuyện Mạc Phàm giải trừ Super Sơ, nhưng bị Mạc Phàm kéo lấy. Thế nào, không phải sợ đấy chứ? Lưu Phong cười âm hiểm nói, đắc ý trên mặt càng nhiều hơn. Đánh Tần Kiệt, lại đánh hai giáo viên học sinh, không phải đến ông ta thì sợ rồi sao?
cũng không có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua trước kia không rơi vào tay ông ta mà thôi, nếu đụng chúng ông ta, đã sớm thu thập dễ bảo rồi. Như vậy đi, cậu chê thiệt đúng không, nếu cậu có thể thắng tôi, miếng ngọc tệ này là của cậu, nhưng nếu cậu thua, tôi muốn thêm một điều kiện nữa, nếu cậu thua không chỉ nhường tôi vị trí của cậu, mỗi ngày cậu còn phải lau bàn ghế và sàn nhà chỗ tôi một lần, mãi đến khi kết thúc thi vào trường cao đẳng, thế nào? Khi nói chuyện, Lâm Đào lấy một ngọc tệ màu đen ra. Lâm Đào vừa lấy ngọc tệ ra, nhiệt độ trong phòng giảm xuống trong chớp mắt giống như bật điều hòa. Hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt, miếng ngọc tệ này có thể khiến nhiệt độ phòng học giảm xuống, chắc chắn bất phàm. Lâm Đào lấy nó ra đặt cược, lần này chơi lớn rồi. Từ khi Mạc Phàm đến trường liền ngông cuồng như vậy, thậm chí tên tuổi còn vượt qua tứ thiếu của Trung học Đông Hải. Nếu thua thì phải dọn vệ sinh cho Lâm Đào, cậu ta sẽ mất hết mặt mũi. Bạn có muốn kiếm tiền từ nhà? Chỉ cần cậu ta dám đánh cược, 89 phần 10 là thua. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt đã không thể chờ đợi được cảnh Mạc Phàm quỳ rạp trên đất dọn vệ sinh cho Lâm Đào. Cậu có dám không? Lâm Đào tự tin nói. Bạn học Mạc Phàm, Lâm Đào đã nói như vậy rồi, cậu còn không dám đánh cược một lần, như vậy đi, nếu cậu vẫn cảm thấy thiệt thòi, vậy thì nếu cậu thắng tôi sẽ ăn sấp bài thi vừa rồi, nếu cậu thua, sau này có tiết của tôi thì cứ đứng đi. Lưu Phong cười âm hiểm nói. Cơ hội tốt nhục nhã Mạc Phàm như vậy, sao có thể bỏ qua? Mạc Phàm nhìn ngọc tệ trong tay Lâm Đào, hai mắt hơi sáng lên. Ngọc tệ màu đen tỏa ra âm hàn chi khí. Hoa văn hai mặt giống nhau, có khắc hình long, phượng cổ xưa, một con rồng một con phương quay quanh một con mắt tròn, không chỉ tràn đầy sức sống, còn rất sống động. Không ngừng nhìn chằm chằm ngọc tệ sẽ có cảm giác long phượng đang chuyển động. Hoàng tuyền thạch. Nghe nói hoàng tuyền thạch là tảng đá chỉ có bên hoàng tuyền. Loại đá này do hồn phách tinh trong hoàng tuyền trải qua ngàn năm biến thành, là một loại thiên tài địa bảo vô cùng khó có được. Đeo lâu dài loại đá này không chỉ đông ấm hè mát, tương đương như mang theo điều hòa tự nhiên, còn có thể làm người ta tại thính mắt tinh, trí nhớ siêu hơn người thường. Chẳng trách thành tích học tập tốt như vậy, cho dù là ai đeo hoàng tuyền thạch ở trên người cũng tiến bộ nhanh hơn người khác. Dù sao có thể nói trí nhớ là điều kiện quan trọng nhất trong học tập. Chỉ cần nhớ được càng nhiều, tất nhiên sẽ thông hiểu đạo lý, nhất thông bách thông. Cho dù là khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội. Ngoại trừ có thể tăng cường trí nhớ ra, hoàng tuyền thạch này còn có tác dụng lớn hơn nữa với hắn. Hoàng tuyền thạch chính là tinh phách biến thành, cơ bản một khối rất nhỏ nhưng bên trong ẩn chứa hồn lực cường đại, là thứ chữa trị thần thức rất tốt. Thất hồn ngọc và hoàng tuyền thạch có cùng kích cỡ, nhưng bên trong hoàng tuyền thạch ẩn chứa hồn lực gấp nghìn lần thất hồn ngọc của hắn. Cho nên hắn không dùng thất hồn ngọc của tiểu vũ chữa trị thần thức. Nếu như hắn dùng xong, thất hồn ngọc sẽ biến thành tảng đá bình thường, nhưng hoàng tuyền thạch này thì khác, không chỉ có thể mau chóng chữa trị hồn lực của hắn mà không có tổn hại, cho dù hắn đến kim đan kỳ cũng có thể dùng được. Hắn vốn đang phát sầu vì chuyện thần thức, xem ra bây giờ không cần nữa, có người tự động đưa đến cửa. Bạn có muốn kiếm tiền từ nhà? Cậu họ Lâm, có quan hệ gì với Lâm gia ở Giang Nam? Mạc Phàm hỏi, nếu Lâm Đào đến từ Giang Nam, lại đeo hoàng tuyền thạch chân quý như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Không biết Lâm Đào có cùng một gia tộc với Lâm Khuynh Thiên kẻ thù lớn nhất của hắn hay không? Bạn có muốn kiếm tiền từ nhà? Lâm Đào nhướng mày, trong mắt hiện lên khác thường, lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên mặt đều là kiêu ngạo. Không ngờ cậu còn biết Lâm gia Giang Nam chúng tôi. Lâm gia Giang Nam. Trong phòng học bàn tán xôn xao, Lâm Đào thực sự là người của Lâm Gia Giang. Nam, một trong những gia tộc lớn nhất tỉnh Giang Nam, cũng là một trong những gia tộc cổ xưa nhất. Từng được ghi tên vào trong sách sử, đến bây giờ vẫn là phú hào đếm trên đầu ngón tay ở Hoa Hạ. Ngoại trừ là thương nghiệp bất động sản lớn nhất Hoa Hạ ra, phạm vi buôn bán còn liên quan đến quảng trường, giải trí điện ảnh và truyền hình. Vương gia Đông Hải có thể hô phong hoán vũ ở thành phố Đông Hải. Nhưng so với Lâm gia căn bản chính là gặp sư phụ. Ai biết Lâm Đào lại là người Lâm gia? Chẳng trách Lâm Đào có thể lấy ra ngọc tệ bất phàm như thế. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Đào lập tức thay đổi. Có kính sợ, có hâm mộ. Thế nào, cậu tự mình quay về vị trí của cậu, hay là chúng ta so xem thành tích? Của ai tốt hơn, nếu bây giờ cậu lau bàn sạch sẽ,
sau đó quay về vị trí của mình, tôi có thể coi như lúc trước cậu chưa nói gì. Lâm Đào đắc ý hỏi, u vẻ mặt Bàn Tử lo lắng, gần đây anh ta giúp trong nhà buôn bán lời không ít tiền, cũng có chút bành trướng thêm. Nhưng biết Lâm Đào là người Lâm gia, anh ta lập tức ỉu xìu hơn. Chút tiền nhà bọn họ không đáng là gì trước mặt Vương gia, ở trước mặt Lâm gia càng không đáng nhắc tới. Mạc Phàm không chỉ không có chút sợ hãi, trái lại trong đáy mắt hiện lên chút hàn quang. Kiếp trước sau khi kết thúc thi vào trường cao đẳng hắn chưa từng gặp lại Lâm Đào, cũng không biết Lâm Đào có phải người Lâm gia hay không. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người Lâm gia, hơn nữa hình như ngay từ đầu hắn và Lâm gia đã không hợp. Lâm Đào cướp vị trí của hắn, Lâm Khuynh Thiên cướp Tuyết Nhi của hắn. Nếu người Lâm gia đưa mặt qua để hắn đánh, lại đưa Hoàng Tuyền Thạch, hắn việc gì phải từ chối. Cậu đã tự tin như vậy thì chúng ta thử xem, chỉ cần các người không hối hận là được, so thế nào? Mạc Phàm đứng dậy hỏi. Mạc Phàm vừa dứt lời, không ít người sửng sốt. Mạc Phàm biết rõ Lâm Đào là người Lâm gia, thành tích còn tốt hơn cậu ta, vậy. Mà vẫn so với Lâm Đào, có phải đầu người này bị đánh hỏng rồi không? Khóe miệng Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt nhếch lên, bọn họ còn đang sợ Mạc. Phàm không dám so tài. Lần này có trò hay để xem rồi, đánh nhau thì bọn họ còn tin, Mạc Phàm. Không có lên lớp, thành tích có thể so được với Lâm Đào sao? Lưu Phong híp mắt lại, mặt tươi như hoa. So thành tích với Lâm Đào, quả thực tiểu tử này là tự rước lấy nhục. Mạc Phàm từ nông thôn đến, tuy ông ta không biết thành tích của Mạc Phàm, nhưng nếu thành tích của Mạc Phàm cao hơn Lâm Đào, sao ông ta không biết? Bây giờ thành tích đều công khai trên mạng, không có ở đằng đầu thì là quá kém, không lên đầu được. Như vậy đi, tôi có một bộ bài thi còn. Chưa công khai, hai người mỗi người làm một lần, sau khi xong mọi người cùng chấm điểm. Công bằng công chính. Lưu Phong cười âm hiểm, giống như đang đợi Mạc Phàm mắc câu. Phần bài thi kia ông ta đã đưa cho Lâm Đào làm, tổng là 150, Lâm Đào làm được 140. Đối với ngữ văn mà nói, 140 điểm là cao lắm rồi, dù sao có phần viết văn ở trong Mạc Phàm nhìn thế nào cũng không thể so được với Lâm Đào. Nói xong Lưu Phong lấy bài thi ra, cười híp mắt nói. Thế nào, bạn học Mạc Phàm? Bạn học Lâm Đào. Mạc Phàm lắc đầu, hắn từng làm bài thi này rồi. Tuy khi đó cách 500 năm, hắn hầu như quên hết rồi, nhưng hắn tích lũy hơn. 500 năm, há lại sợ một bài thi ngữ văn. Tôi không có ý kiến. Những lời này vừa nói ra, Tâm Bàn Tử lập tức chạy lên cổ họng, biết không khuyên được Mạc Phàm, cũng không nói gì thêm. Trái lại khóe miệng Lâm Đào nhếch lên. Làm bài quá tốn thời gian, sắp vào học rồi. Không bằng như vậy đi, tìm bừa một bản tập thơ chúng ta cùng đọc, ai có thể nhớ nhiều hơn thì người đó thắng. Lâm Đào cười ngạo nghễ nói, anh ta từng làm bộ đề kia rồi, thật sự không muốn làm lại lần nữa. Lưu Phong nhíu mày, liếc mắt nhìn Lâm Đào đầy bất mãn. Lâm Đào quá tự đại, nếu dùng bài thi của ông ta, 89 phần 10 Lâm Đào sẽ thắng, cậu ta lại lựa chọn tập thơ gì đó. Tập thơ thì không được tốt lắm. Nhớ đâu từ nhỏ bạn học Mạc Phàm đã học tập thơ, như vậy không công bằng lắm. Lưu Phong khuyên. Ông ta vừa mở miệng, Bàn Tử bất mãn. Anh ta vốn không tin bài thi của Lưu Phong lắm, Lưu Phong thường xuyên đưa để cho Lâm Đào làm, ai biết bài thi này ông ta đã đưa cho Lâm Đào làm chưa? Lâm Đào vừa nói ra một phương pháp, Lưu Phong này lại hoài nghi Mạc Phàm học thơ từ nhỏ, sao lão mẹ ông ta có thể sinh ra một người khốn nạn như ông ta nhỉ? Thầy Lưu. Gì mà Mạc Phàm học thơ từ nhỏ, sao thầy không nói Lâm Đào lớn lên trong sách từ nhỏ? Bạn học Kinh Hoa, em vừa nói cái gì? Lưu Phong nhíu mày, trầm giọng hỏi. Tôi nói ông là một tên ngốc. Bàn Tử dứt khoát mắng. Vừa rồi anh ta kính sợ Lưu Phong là vì thân phận giáo viên của ông ta, thân là học sinh phải có lòng kính sợ giáo viên. Nhưng Lưu Phong này khoác lớp ra giáo viên, nhưng lại làm chuyện tiểu nhân, anh ta không sợ chút nào nữa. Cùng lắm thì đến trường khác học, chút tiền ấy cha anh ta vẫn có, không thì anh ta về nhà buôn bán. Mục Kinh Hoa, em làm phản à, dám nói chuyện với giáo viên như thế. Lưu Phong tức giận nói, cầm sách lên muốn ném vào Bàn Tử. Mạc Phàm hơi nghiêng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái. Ông muốn làm gì, tôi có thể hiểu là ông muốn lấy sách đập bạn tôi hay không? Lưu Phong muốn dùng mưu gì đều không sao, ở trước mặt hắn. Những thứ này đều vô dụng.
hắn hoàn toàn có thể xem là một phàm nhân đang diễn trò, không thèm để ý. Nhưng nếu Lưu Phong dám ra tay đánh bản tử, hắn không ngại khiến Lưu Phong nếm thử quả đấm kích cỡ bánh mi. Lưu Phong thấy Mạc Phàm biến sắc, nuốt nước bọt, ngượng ngùng hạ tay. Xuống. Mạc Phàm đánh nhau có tiếng ở trường học, ông ta vẫn không nên nếm thử thì tốt hơn. Đợi lát nữa sẽ giáo huấn các cậu, tập thơ thì tập thơ, các cậu chuẩn bị tập thơ gì đây? Lưu Phong thu hồi ánh mắt hung ác, nói sang chuyện khác. Tôi có một bản tập thơ vừa mới xuất bản, tổng cộng có 600 bài, tất cả các bài chưa từng được học trong sách giáo khoa, không bằng thi bản này đi. Tôn Thiến lấy một tập thơ trong túi ra nói. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, cậu cảm thấy thế nào, Mạc Phàm? Lâm Đào tự tin hỏi. Anh ta từng tham gia cuộc thi lớn về trí nhớ của Hoa Hạ, còn lấy được giấy khen, trên cơ bản là đã đọc qua thì không quên được. Tuy trí nhớ một lần của hắn có hạn, tối đa có thể nhớ kỹ 150 bài thơ đường, 80 bài thơ cận đại, nhưng dư sức đấu với một người bình thường. Người bình thường đừng nói là 100 bài thơ đường, liếc mắt nhìn một bài mà thuộc đã coi là thiên tài rồi. Cho nên nhìn phương thức của anh ta như công bằng với Mạc Phàm, tỷ số anh ta thắng cũng tăng chứ không giảm. Mạc Phàm cười, tất nhiên là không có ý kiến. Theo cậu đó, Lâm Đào thấy Mạc Phàm bình tĩnh như vậy, mắt hơi híp lại. Cậu đã tự tin như vậy, chúng ta lại thêm chút độ khó nữa, mỗi người đọc một bài, nếu sai thứ tự thì cũng coi như thua, thế nào? Nếu đã chơi phải nâng cao độ khó một chút, lúc này mới thú vị, cũng khiến Mạc Phàm thua tâm phục khẩu phục. Lâm Đào vừa nói xong, không ít bạn học đưa mắt nhìn nhau. Bình thường bọn họ thuộc một bài thơ cũng phải mất nửa tiếng, hai người ngoại trừ thuộc thơ còn phải nhớ kỹ thứ tự của bài thơ đó. Lâm Đào thì bọn họ còn tin tưởng, Lâm Đào người ta là người đứng top 10 trong tỉnh, chắc chắn có chỗ hơn người. Mạc Phàm có thể ăn hết tập thơ này thì bọn họ còn tin tưởng, thuộc tập thơ thì thôi đi. Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Mạc Phàm. Đợi Mạc Phàm trả lời. Tiểu tử này có lâm trận lùi bước hay không? Không sao cả, càng khó càng tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Đào hơi sửng sốt, vốn tưởng rằng Mạc Phàm sẽ từ chối hoặc lùi bước, không ngờ Mạc Phàm còn muốn thi với anh ta. Ha ha, được lắm, bắt đầu đi. Lúc này khẩu khí lớn như vậy, đợi lát nữa. Không thuộc được xem Mạc Phàm làm thế nào. Hai người bắt đầu, học sinh xung quanh lập tức tránh ra. Thi đánh nhau bọn họ xem nhiều rồi, đấu văn mới hiếm thấy. Bạn học lúc trước còn đang vùi đầu vào bài học cũng hứng chí bừng bừng vây quanh, thậm chí còn có người bắt đầu đánh cược. Tôi cá 100 tệ Lâm Đào thắng. Tôi cá 200 tệ Mạc Phàm không thuộc một bài thơ nào. Đinh Tuấn Kiệt cười âm hiểm nói. Đừng vậy chứ, chúng ta là bạn học cùng lớp, ít nhất cậu ta cũng thuộc được. Một bài, nhưng tôi cá 500 tệ Lâm Đào thắng. Triệu Phi giả mù sa mưa nói. Vậy tôi cũng chơi một chút, tôi cá Lâm Đào thắng. Đây là 500 tệ của tôi. Tôn Thiến cũng lấy tiền trong ví ra đặt cược. Lâm Đào có tiền đồ hơn Mạc Phàm. Nhiều, tất nhiên cô ta đứng về phía Lâm Đào. Trường học vốn cấm đánh bạc, nhưng nhìn thấy một đám học sinh đều cược Lâm Đào thắng, Lưu Phong cười đắc ý. Không chỉ không ngăn lại, còn lấy tiền trong ví ra. Tôi cũng đặt 1.000, đặt bạn học Lâm Đào thắng. Ông ta ngoại trừ dạy học ra cũng thích đánh bạc, có ván bài thắng ở đây. Sao có thể không tham gia, không kiếm được tiền cũng dính chút vận khí tốt. Có Lưu Phong này làm gương, bạn học khác nhau nhau lấy tiền ra, tất cả đều đặt cược Lâm Đào thắng, rất nhanh liền đặt một đống tiền, không được một vạn cũng gần 8-9 ngàn. Lâm Đào ngồi đối diện Mạc Phàm, cằm nâng rất cao, trên gương mặt đều là đắc ý. Mạc Phàm, xem ra phần thắng của cậu không cao lắm. Nghe Lâm Đào nói, bàn tử tức giận nghiến răng. Đánh cược một bên thì có gì thú vị. Các người hoàn toàn không lỗ, thắng cũng không kiếm được một chút tiền nào, không phải thích đánh cược sao, tôi cược 1 vạn tệ Mạc Phàm thắng. Bàn tử lấy ví tiền của anh ta ra, lấy một xấp tiền ra ném lên trên bàn chỗ mấy người đặt cược. Gần đây anh ta theo Mạc Phàm buôn bán lời không ít tiền, cha anh ta cũng cho thêm nhiều tiền tiêu vặt. Nếu Mạc Phàm thắng, anh ta sẽ lấy hết toàn bộ tiền tiêu vặt của đám đần độn. Này, nếu Mạc Phàm thua, coi như số tiền này cho chó ăn. Nhìn người thấy số tiền kia hai mắt không ít sáng lên. Họ vốn tưởng rằng không kiếm được, ai biết có người đưa tiền đến rồi. Tiền để kiếm, sao có người từ chối? Có.
Bàn tử, cậu thua chắc rồi. Lâm Đào tự tin nói. Cậu nói nhiều lắm, bắt đầu đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hừ, nhìn xem cậu còn mạnh miệng được bao lâu, vậy chúng ta bắt đầu, cậu nhìn cẩn thận đó, nếu không tôi đọc nhanh thì không có biện pháp rồi. Lâm Đào lạnh nhạt liếc nhìn Mạc Phàm một cái, cũng không tức giận, anh ta muốn xem Mạc Phàm có thể giả bộ bao lâu. Anh ta mở giấy gói quyển sách 600 bài thơ cổ ra, mở trang đầu tiên. Một tờ này mới lật ra, không ít người nhìn thấy tên bài thơ ở ngay trên cùng, kinh loạn ly hậu thiên ân lưu dạ lang ức cựu du thư hoài tặng giang hạ vi thái. Thú lương tể, đây là một bài thơ của Lý Bạch. Đoạn thứ nhất là, thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Tiên, nhân phủ ngã đính, kết phát thụ trường sinh. Khóe miệng Lâm Đào nhếch lên, cũng không thèm nhìn nội dung, trực tiếp lật. Sang trang thứ hai. Ngại quá, tôi thuộc bài thơ này rồi nên không cần nhìn nữa. Những lời này vừa nói xong, không ít người trong phòng học vui vẻ. Quá lợi hại rồi. Lần này chắc chắn Lâm Đào thắng, trưa nay ăn bữa tiệc lớn rồi. Bài thơ này có tổng cộng 42 đoạn, 830 chữ. Không ít người chỉ biết vài câu phía trước, đừng nói là đoạn còn lại, rất nhiều người ngay cả tên bài thơ cũng không biết. Ha ha, như vậy còn so tài làm gì, chuẩn bị giúp bạn học Lâm Đào dọn dẹp vệ sinh đi, đúng rồi, còn đứng tiết của tôi nữa. Lưu Phong cười đắc ý nói. Tuy ông ta là giáo viên ngữ văn, nhưng ông ta cũng không thuộc bài thơ này. Đám Triệu Phi cũng cười theo, như nhìn thấy Mạc Phàm bị đè bẹp. Bàn tử trao mày, tâm tình chìm vào đáy cốc. Lần này xong đời rồi. Biểu cảm của Mạc Phàm như thường, tuy bị Lâm Đào lật qua, nhưng hắn vẫn liếc mắt nhìn một cái. Bài này sao, vậy là đủ rồi. Bài thơ thứ hai là bài thơ cổ tên Quan Sơn Nguyệt, cả bài thơ chỉ có 40 chữ, Lâm Đào chỉ nhìn thoáng qua. Không tới 2 giây lại lật qua kế tiếp trên cơ bản đều là bọn họ thấy Lâm Đào lật giấy. Có người cũng muốn thử trí nhớ của mình, bọn họ mới nhìn 1/3 bài thơ, Lâm Đào đã lật sang trang. Có một số người chỉ nhìn thấy tên bài thơ đã bị lật qua, lý do rất đơn giản. Cậu ta thuộc bài thơ này rồi. Một đám người khiếp sợ hoàn toàn không nói ra lời, có một số người nhìn. Mạc Phàm đầy thương hại. Thi đấu thuộc thơ như vậy. Hoàn toàn là bị đè bẹp. Theo bọn họ, trên cơ bản Mạc Phàm không có biện pháp nhìn được một bài thơ đầy đủ. Đừng nói thuộc 1/1 với Lâm Đào, nếu cậu ta có thể thuộc 1/2 bài thơ không thường gặp thì tính là cậu ta thắng, cậu ta cũng không có bất luận cơ hội thắng. Lâm Đào lật một hơi đến trang 300, tốc độ này mới dừng lại. Dù vậy xung quanh bất luận là học sinh hay Lưu Phong giáo viên ngữ văn hoàn toàn như đang nhìn đại thần đấu pháp. Nếu Lâm Đào thuộc hết những bài đã lật, vậy chuyện đó quá đáng sợ. 300 trang là 300 bài, mà thời gian chỉ mới gần 15 phút, không hổ nằm trong top 10 trong tỉnh. Người bình thường căn bản không thể so là sánh, hoàn toàn là thiên tài gặp qua không quên trong tiểu thuyết hay trên TV. Không ít người giơ ngón tay cái lên với Lâm Đào, một số người thì trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cậu vẫn còn tiếp tục xem không? Lâm Đào cảm thấy nhớ cũng tạm ổn rồi. Không lật tiếp nữa, mỉm cười hỏi. Những bài thơ này đủ để thắng Mạc Phàm, thậm chí nhiều như vậy cũng không có tác dụng, không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Bạn học Mạc Phàm, cậu vẫn tiếp tục học thuộc sao, nếu không được tôi thấy. Đừng làm lãng phí thời gian của mọi người nữa. Lưu Phong hỏi, vẻ mặt đắc ý. Cậu không nhớ được nữa sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười hỏi. Lâm Đào nhíu mày. Tuy anh ta có thể gặp qua là không quên được nhưng vẫn có giới hạn, anh ta nhớ được nhiều nhất là 50 bài, dù sao mấy bài trước đó có một số bài anh ta thuộc rồi. Nhưng vậy mà Mạc Phàm còn muốn học thuộc nữa. Bạn học Mạc Phàm, cậu đùa giỡn gì thế, sao bạn học Lâm Đào có thể không? Nhớ được nữa, em ấy chỉ quan tâm cảm nhận của cậu, không để cậu thua thảm như thế. Lưu Phong nói một cách khinh thường. Theo ý ông ta, Mạc Phàm chỉ biết nói khoác. Chiêu thức như vậy ông ta thấy nhiều ở sòng bạc rồi, nói trắng ra là cầm một đống bài thối nát nhưng đùa chiến thuật tâm lý. Nếu cậu muốn thuộc tiếp tôi phụng bồi đến cùng. Sắc mặt Lâm Đào trầm xuống, cắn chặt răng tiếp tục ghi nhớ. Anh ta muốn nhìn xem Mạc Phàm có thể giả bộ tới khi nào. Dù sao Mạc Phàm giả bộ càng lâu, sẽ rơi càng thảm. Được lắm, trước đó là cậu lật rồi, phía sau để tôi lật cho, tốt nhất cậu nhìn nhanh một chút. Mạc Phàm bình tĩnh nói, cầm lấy tập thơ nhanh chóng lật trang.
cho dù là thơ dài thơ ngắn đều qua một giây, tốc độ lật còn nhanh hơn Lâm Đào. Nhiều. Lúc này sắc mặt đám Lưu Phong, Triệu Phi thay đổi. Tiểu tử này thật sự nhanh như vậy sao? Sắc mặt Lâm Đào cũng hơi đổi, tiểu tử này lật nhanh như vậy, ngắn anh ta còn có thể nhớ một phen, nhưng dài nhãn lực của anh ta bắt đầu không theo kịp, không nhìn xong hết cả bài thơ, càng đừng nói đến chuyện ghi nhớ chúng. Anh ta đều không nhớ được, Mạc Phàm này có thể nhớ sao? Chẳng lẽ Mạc Phàm là đại sư trí nhớ, ý niệm này chợt lóe qua. Đại sư trí nhớ nổi tiếng ở Hoa Hạ anh ta từng gặp rồi, không có ai là Mạc Phàm. Vậy chỉ có một loại khả năng, con mẹ nó Mạc Phàm đang đùa anh ta. Sau 6 phút, Mạc Phàm nhìn bài thơ cuối cùng, Tào Tháo quan Thương Hải, hắn khép cả tập thơ lại. Bạn học Mạc Phàm, cậu lật trang rất nhanh đó, bắt đầu từ cậu trước đi. Lưu Phương thấy nhớ thơ kết thúc, ông ta lấy tập thơ Âm Dương Quái Khí nói. Vì sao không phải là Lâm Đào bắt đầu trước? Bàn Tử bất mãn nói. Người nào bắt đầu trước, khả năng thua sẽ là người đó. Bởi vì tôi cảm thấy bạn học Mạc Phàm có khả năng không thuộc bài thơ đầu tiên. Lưu Phong cười híp mắt nói. Những học sinh xung quanh cũng cười theo, tất cả đều không có ý tốt. Mạc Phàm không để ý đến Lưu Phong, nhìn về phía Lâm Đào. Không phải cậu thích chơi độ khó cao. Sao, không bằng như vậy đi, cậu nói ra. Một số, tôi đọc thuộc bài thơ đó, tôi nói ra một số, cậu đọc, thế nào? Trái lại hắn không ngại nhớ toàn bộ 600 bài thơ. Nhưng nếu Lâm Đào thích chơi độ khó cao, hắn sẽ thêm độ khó cao nữa. Lâm Đào nhíu mày, không giận trái lại rất vui, chơi độ khó với anh ta sao, không phải Mạc Phàm này tự tìm đường chết à? Bài thứ nhất đi. Bài thơ này anh ta trực tiếp lật qua nếu trước đó Mạc Phàm không thuộc, ngay cả tên bài thơ cũng không đọc được. Cho dù biết tên, Mạc Phàm đọc tối đa 4 câu là không tệ rồi. Mạc Phàm cười đọc bài thơ này. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phủ ngã định, kết phát thụ trường sinh, ngộ trục thế gian nhạc, pha cùng lý loạn tình, cửu. Thập lục thánh quân, phù vân quải không danh. Vừa mới đọc những người khác không có cảm giác gì. Càng về sau không ít người mở to mắt, nhìn chằm chằm quyển sách trong tay Lưu Phong. Một bài thơ 830 chữ, Mạc Phàm đọc thuộc không sai một chữ nào. Lúc này cả phòng học, bao gồm Bàn Tử ở bên trong đều sợ ngây người. Chẳng lẽ Mạc Phàm thuộc bài thơ này từ trước, hay là Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua liền ghi nhớ? Ngay cả Lâm Đào cũng nhíu mày, nhất. Định là Mạc Phàm thuộc bài thơ này. Lông mày Bàn Tử nhíu lại, đôi mắt thì khẽ đảo. Chẳng lẽ Mạc Phàm ngoại trừ giỏi võ còn là học bá? Anh ta nhìn thoáng qua tiền trên bàn, trong lòng vui vẻ, các người chuẩn bị ăn gió Tây Bắc đi. Cậu nói đi, tôi đọc. Lâm Đào ra vẻ trấn định nói. Một bài thơ mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Vậy thì bài 500 đi. Mạc Phàm nói. Bài 500 sao? Sắc mặt Lâm Đào trầm xuống, 300 bài sau anh ta không nhớ được bao nhiêu. Lưu Phong thấy sắc mặt Mạc Phàm thay đổi, vội vàng xen miệng vào. Bạn học Mạc Phàm, cậu nhìn có vẻ thành thật nhưng không ngờ âm hiểm như thế, 300 bài sau cậu lật nhanh như thế, có bản lĩnh cậu đọc bài 568 đi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười khinh thường. Bài 568, biệt trừ, u dương tu, hoa quang nùng lạn liễu khinh minh, trước tử hoa tiền tống ngã hành. Ngã diệt thả như thường nhật túy, Mạc giáo huyền quản tác ly thanh, hẳn là không sai chứ. Lưu Phong vội vàng mở trang đó, một đám người lại sửng sốt. Ánh mắt bọn họ nhìn Mạc Phàm giống như nhìn quái vật. Bài thơ thứ nhất có thể nói là trùng hợp, có khả năng Mạc Phàm học thuộc trước. Đó rồi. Nhưng bài thơ thứ hai Mạc Phàm cũng thuộc lòng. Cho dù từng thuộc cũng không thể nhớ rõ vị trí như thế. Không có khả năng, bài thứ 39. Lưu Phong khó có thể tin nói. Mạc Phàm cười lắc đầu, dựa theo số mà Lưu Phong chọn. Một hơi đọc hơn 10 bài thơ, mỗi một bài thơ đều không thiếu một chữ. Bài thứ 600, Lưu Phong cắn răng không cam lòng nói. Quan Thương Hải, Tào Tháo, Đông Lâm Kiệt Thạch, Dĩ Quan Thương Hải. Cả bài thơ hành văn liền mạch lưu loát, không ngập ngừng chút nào. Trong thanh, người. Phòng học không có một chút âm, ngay cả Bàn Tử cũng sợ ngây. 600 bài thơ cổ, thật sự đã đọc qua không đọc quên được sao? Xong về là bài thơ này, hắn bình tĩnh nhìn phía Lâm Đào. Tôi đã thuộc 600 bài thơ này rồi, còn cần tiếp tục so nữa không?
có thể nói thần thức càng mạnh thì trí nhớ cũng càng mạnh. Lâm Đào này đeo một khối hoàng tuyền thạch mà muốn so trí nhớ với hắn sao? Quá coi trọng hoàng tuyền thạch của anh ta rồi, cũng quá coi thường y tiên bất tử hắn. Không có hoàng tuyền thạch, Lâm Đào chỉ giống một người bình thường. Cho dù có hoàng tuyền thạch, dựa vào thứ này để tăng thần thức cũng không thể đánh đồng với thần thức hắn tu luyện. Nếu làm bài thi Lâm Đào còn có khả năng thắng một chút, nhưng so trí nhớ, con kiến có thể so với tiên nhân sao? Mạc Phàm nói xong cả phòng học lặng ngắt như tờ. 600 bài thơ cổ, Mạc Phàm nhớ hết rồi. Nếu lúc trước hắn nói sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng trước đó Lưu Phong nói ra gần 20 bài thơ, Mạc Phàm đều đọc thuộc được hết, còn không cần thời gian suy nghĩ. Không phải nhớ kỹ 600 bài thơ cổ thì là gì? Ánh mắt cả đám người nhìn Mạc Phàm đều là khó có thể tin, Mạc Phàm nổi. Tiếng về đánh nhau trong trường học, trí nhớ này cũng quá biến thái rồi. Nhất là Lâm Đào lại càng ngốc như gà gỗ. Mạc Phàm học thuộc nhiều như vậy, mà bài thứ nhất của anh ta vẫn dừng đó. Chỉ cần Mạc Phàm đọc bừa một số sau 300, anh ta có 60% trở lên không thuộc, anh ta còn so cõng lông. Oán khí và lửa giận không gì sánh nổi xuất hiện trong lòng anh ta, cho dù là ở cuộc thi trí nhớ tổ chức cả nước ở Hoa Hạ, thực lực của anh ta cũng ngang với đám đại sư trí nhớ kia, không kém nhiều lắm. Ai biết đến một nơi nhỏ như Đông Hải, vậy mà thua một tên hai lúa, còn thua thảm hại như thế. Thi đấu này không công bằng, chắc chắn bạn Mạc Phàm đã sớm thuộc cả tập thơ này rồi, thuộc thơ mà thôi, căn bản không thể chứng minh thành tích của Mạc Phàm tốt hơn Lâm Đào, tôi cảm thấy cần phải so tài một lần nữa. Lưu Phong chớp mắt, kiên quyết nói. Lưu Phong mới mở miệng, đám Triệu Phi hoàn hồn từ trong cơn khiếp sợ, nhao nhao gật đầu. Thầy Lưu nói rất đúng. Chuyện này rất không công bằng với Lâm Đào, em cũng cảm thấy cần thi lần nữa. Tôn Thiến nói, cho dù Mạc Phàm có năng lực trong trí nhớ thì sao, một người dùng thiên phú đi trêu chọc phiền phức sẽ không có tiền đồ gì. Lâm Đào thì khác, top 10 của tỉnh Giang Nam, còn là người Lâm gia, nếu có thể bám vào Lâm Đào, nói không chừng sau này có thể gả vào nhà giàu. Bàn Tử còn đang khiếp sợ về trí nhớ của Mạc Phàm nghe thấy những lời này, lông mày anh ta lập tức nhíu lại. Tức muốn chết. Đề là các người ra, tập thơ cũng là các người chọn, thua các người còn quỵt nợ, các người có biết xấu hổ không, thua không chịu nổi thì đừng chơi chứ. Thua không chịu nổi, Ban Tử, cậu quá coi trọng chút tiền nhà cậu rồi. Lâm Đào vốn có chút đâm lao phải theo lao, thấy có bậc thềm này, cười lạnh lùng nói tiếp. Miếng ngọc tệ kia là trái tim của anh ta, nhưng tiền bạc mà nói, cho dù là 8 vạn 10 vạn anh ta không để vào trong mắt. Bàn Tử lạnh lùng nhìn Lâm Đào, tức giận nói. Tiền nhà chúng tôi không so được với Lâm gia, nhưng ít nhất sẽ không quyệt no. Quyệt nợ, chúng tôi quyệt nợ sao, chỉ nói là so tài mà thôi, lấy thành tích luận thắng thua, trí nhớ không thể đại biểu cái gì, thế nào, tên mập đáng chết, cậu không tin Mạc Phàm hay là sợ thua 1 vạn tệ. Triệu Phi cười âm hiểm nói. Sợ thua có thể lấy tiền của cậu lại, chúng tôi coi như vừa rồi không có đánh. Cược, Đinh Tuấn Kiệt nói. Lưu Phong và Lâm Đào nhìn nhau cười, tuy thua nhưng trên mặt đều là đắc ý. Ban Tử nhíu chặt mày, đám người này thực sự biết vô liêm sỉ sao, lúc trước bọn họ còn có không cảm giác, bây giờ rất muốn nôn. Cậu là một bại tướng dưới tay Tiểu Phàm, dựa vào cái gì nói tôi không tin tưởng Mạc Phàm. Không chịu thua thì coi như hết, hai người mau ngồi ra sau đi, nếu không thì. Ra ngoài, đừng làm chậm trễ việc dạy học của tôi. Lưu Phong khoát tay áo, không kiên nhẫn lấy bài thi ra. Trong chớp mắt ông ta ném chuyện Mạc Phàm nhớ 600 bài thơ ra sau đầu, trái lại giống như Mạc Phàm và Bàn Tử như hai người sợ thua. Hai người có nghe thấy không, bây giờ tôi là người đại diện của lớp trưởng, mời hai người ra bàn sau ngồi. Tôn Thiên Vinh mặt hất hàm sai khiến ra lệnh. Vương Vân đến phòng vẽ tranh học vẽ, chuẩn bị tham gia thi nghệ thuật, một tháng đến không được mấy ngày, chức vụ lớp trưởng do Tôn Thiên đại diện. Trong lúc này, Mạc Phàm và Bàn Tử thành người bị mọi người chỉ trích. Các người, Bàn Tử nắm chặt tay, hai mắt tức đến mức phun lửa. Chúng tôi làm sao, trường học cấm đánh bạc, vừa rồi chúng tôi chỉ làm trò chơi giải trí nhỏ, khiến bầu không khí thoải mái mà thôi, không phải bạn học Kinh Hoa thật sự muốn đánh bạc đấy chứ, nếu như vậy tôi thân là giáo viên sẽ ngăn cản. Lưu Phong cười đắc ý nói. Các người, Bàn Tử giận mà không làm gì được. Mạc Phàm thắng bọn họ nói như vậy, nếu Mạc Phàm thua chắc chắn bọn họ.
sẽ không nói đây là trò chơi nhỏ, muốn phạt bằng được. Mạc Phàm ở bên cạnh bàn tử nhếch miệng, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉa như dao. Quyệt nợ còn quang minh chính đại như thế, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn trọng sinh. Bàn tử, lấy hết tiền bạc trên bàn đi, tôi xem ai dám động. Mạc Phàm vỗ bả vai bàn tử lạnh lùng nói. Hai mắt bàn tử lập tức sáng lên, lúc này sắc mặt mới tốt hơn chút, đi qua lấy. Tiền. Đám Triệu Phi thấy bàn tử không chỉ lấy một vạn của mình, còn đang lấy tiền của. Bọn họ, sắc mặt cả đám trầm xuống. Bàn tử, cậu. Bọn họ muốn đi lên ngăn cản nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Mạc Phàm, cả đám nuốt nước miếng lùi về. Trong bọn họ Triệu Phi và Đinh Tuấn Kiệt đều từng được Mạc Phàm chiếu cố đặc biệt. Những người khác không được chiếu cố đặc biệt nhưng nhìn thấy cảnh Mạc Phàm đánh người, trong lòng đã sớm chôn xuống hạt giống sợ hãi, đâu dám nói gì. Bạn học Mạc Phàm, cậu đây là khuyên bạn học Kinh Hoa đánh bạc cộng thêm cướp bóc sao? Lưu Phong thấy 1.000 tệ của ông ta cũng bị lấy đi, vội vàng quát. Mạc Phàm rời mắt nhìn Lưu Phong. Bây giờ Lưu Phong mới nói là đánh bạc, sao vừa bắt đầu đặt cược ông ta lại? Không nói là đánh bạc. Khái niệm chuyển hóa nhanh nhỉ? Nhưng không có tác dụng gì với hắn. Đánh bạc thì sao, cướp đoạt thì sao? Đoạt của đám người khiến người ta buồn nôn này, hắn không có một chút áy náy nào. Thầy Lưu, tôi nhớ ông từng nói nếu tôi thắng, ông sẽ ăn bài thi, ông xem rồi làm đi, tự ông ăn hay để tôi giúp ông? Mạc Phàm bá đạo hỏi. Lưu Phong lập tức sửng sốt, dưới ánh mắt của Mạc Phàm, lùi về phía sau hai bước theo bản năng. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Chúng ta đã nói rồi, trí nhớ không đại biểu cho thành tích tốt, cho nên vừa rồi cậu không có thắng. Các người nói tôi không thắng thì không thắng sao, do ai nói, lặp lại lần nữa cho tôi nghe. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Các người nói không công bằng thì không công bằng, thực cho rằng nhiều người có thể chèn ép Y Tiên Bất Tử hắn. Hắn vốn không định chơi thi văn gì đó, nếu bọn họ muốn chơi quyệt nợ, vậy càng tốt. Một đời này hắn rất thích ra tay đánh kẻ khốn nạn. Mọi người ở trong phòng học lập tức cúi đầu không dám nhìn Mạc Phàm, lại càng không dám mở miệng nói chuyện. Lần này bàn tử rất hả giận, thực sự cho rằng có nhiều người thì có thể bắt nạt người khác sao? Thầy giáo có thể tùy tiện bắt nạt học sinh à? Cho ông 3 phút ăn bài thi, không ăn hết hoặc thừa lại, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong hắn không để ý đến Lưu Phong, rời mắt nhìn Lâm Đào. Ngọc tệ để tôi tự lấy hay cậu giao ra đây? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Lâm Đào nhíu mày, trên mặt đều là phẫn nộ. Mạc Phàm, cậu đừng quá kiêu ngạo, nhanh bảo bàn tử trả tiền cho bạn học khác, nếu không tôi gọi điện bảo Lâm gia trừng trị cậu. Tỉnh Giang Nam nhắc tới Lâm gia cũng có thể khiến không ít người nghe mà biến sắc, không cần nói đến một thành phố Đông Hải nho nhỏ, anh ta không tin Mạc Phàm không sợ. Lâm Đào vừa nhắc tới Lâm gia. Sắc mặt Lưu Phong và đám Triệu Phi tốt hơn nhiều. Mạc gia là cái thá gì, bọn họ còn chưa từng nghe nói đến, căn bản không có cách nào đánh đồng với Lâm gia. Bạn học Kinh Hoa nhanh trả tiền cho các bạn học khác, của tôi là 2.000. Lưu Phong nói, nếu bàn tử lấy tiền của ông ta, lấy vào 1.000 phải trả lại 2.000 mới được. Của tôi là 1.000. Triệu Phi chớp mắt, dứt khoát thêm bội lần theo phong trào. Của tôi cũng là 1.000. Đinh Tuấn Kiệt cười âm hiểm nói. Sắc mặt bàn tử lập tức trầm xuống, đám người này đúng là khốn nạn. Nhưng e ngại Lâm Đào, anh ta không dám nổi giận. Lâm gia ở Giang Nam rất có lực uy hiếp, nhà anh ta không thể so được, cho dù là Mạc Phàm cũng cần phải cân nhắc suy nghĩ. Nhưng sắc mặt của Mạc Phàm như thường, khóe miệng hơi nhếch lên, cười mỉa liếc Lâm Đào một cái. Lúc hắn trọng sinh Lâm gia đã nằm trong danh sách phải giết của hắn. Trước khi cậu gọi người Lâm ra tới thì giao đồ cậu thua ra đây, nếu không cậu không có khả năng gọi người Lâm ra tới, bởi vì tôi ghét nhất bị người ta đổ oan là chơi xấu nhất là người Lâm ra. Cậu, mắt Lâm Đào mở to, trong mắt là khó mà tin, vẻ mặt còn khiếp sợ hơn lúc Mạc Phàm thuộc những bài thơ kia. Những người khác cũng sửng sốt, vậy mà Mạc Phàm không sợ Lâm ra. Bạn học Mạc Phàm, cậu đây là đe dọa cổng cướp bóc đó. Lưu Phong cố gắng can đảm nói. Mạc Phàm cười không thèm nhìn Lưu Phong. Ông còn 2 phút rưỡi, nếu không thích ăn bài thi, vậy ăn hết hộp phấn nhé, bồi bổ calcium. Lúc trước Lưu Phong này rất thích dùng phấn ném người,
ném xong lại bắt học sinh mua phấn cho ông ta. Lúc ấy bọn họ suy đoán Lưu Phong thích chữ phấn đi bán. Nếu Lưu Phong thích phấn viết, ăn một hộp cũng không sao. Mạc Phàm, cậu! Sắc mặt Lưu Phong vô cùng khó coi. Ông ta nhìn bài thi, yết hầu động vài cái, vẻ mặt do dự bất định. Ăn thì quá mất mặt, ông ta là giáo viên, còn kiêm nhiệm phó chủ nhiệm lớp. Không ăn lát nữa Mạc Phàm thật sự bắt ông ta ăn viên phấn, ăn một hộp chắc chắn sẽ chết. Do dự một lát ông ta cầm lấy bài thi xé ra ăn. Lâm Đào thấy Lưu Phong thật sự ăn bài thi lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng khó coi hơn. Mấy chuyện của Mạc Phàm ở trường anh ta đều biết, cũng cơ bản hiểu Mạc Phàm một chút. Nếu anh ta không đưa ngọc tệ, quả thật có khả năng như Mạc Phàm nói. Nghĩ vậy mắt anh ta híp lại, không cam lòng nói. Ngọc tệ không đáng tiền lắm, chỉ là một tín vật của tôi cho cậu 10 vạn tệ như bồi thường, thế nào? Mạc Phàm nhìn thế nào cũng không giống đứa bé nhà có tiền, 10 vạn tệ đủ để. Mạc Phàm động lòng, dù sao không thể đưa ngọc tệ cho cậu ta. Ngọc tệ này không phải chỉ là 10 vạn, còn liên quan đến tương lai của anh ta, tất nhiên không thể đưa cho Mạc Phàm. 10 vạn tệ, tôi chỉ có thể tự mình lấy. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi nói. Thực cho rằng hắn không biết Hoàng Tuyền Thạch, đừng nói 10 vạn, 1.000 cũng không giá trị bằng, căn bản chính là báu vật vô giá, nếu không hắn cần lãng phí nhiều thời gian với Lâm Đào như vậy sao? Cậu! Lâm Đào nắm chặt tay, giận mà không dám nói gì. Anh ta đang do dự có nên đưa ngọc tệ cho Mạc Phàm trước, đợi người Lâm gia đến đây rồi cầm lại hay không. Lúc này có một người đi vào trong phòng học. Không biết người nào kêu lên. Tần Kiệt đến kìa. Lâm Đào nhìn người đi tới, hai mắt lập tức sáng lên. Tuổi người này xấp xỉ bọn họ, bước đi mạnh mẽ uy vũ, anh khí bức người, vừa. Nhìn là biết bất phàm, chỉ là tay vẫn băng bó thạch cao. Lâm Đào chưa từng thấy Tần Kiệt. Nhưng biết Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh gãy tay. Vừa rồi lại có người kêu Tần Kiệt, trong chớp mắt anh ta kết luận người này là Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh bị thương. Nếu Tần Kiệt tìm đến lớp, chắc chắn là tới tìm Mạc Phàm. Xem ra anh ta không cần đưa ngọc tệ cho Mạc Phàm rồi. Mạc Phàm, cậu có thể lấy được ngọc tệ hay không, phải hỏi Tần Thiếu trước rồi. Lâm Đào cười đắc ý nói. Tần Kiệt vừa tới, Lưu Phong lập tức dừng ăn bài thi. Trong mắt đám Triệu Phi cũng thấp thoáng ánh lửa. Mạc Phàm xong đời rồi, cho cậu hung hãn, Tần Thiếu tìm tới cửa rồi. Tần Thiếu. Mạc Phàm cười liếc mắt nhìn Tần Kiệt vừa mới vào. Không biết tay bị gãy của anh ta dùng thuốc gì đã tốt hơn, Tần gia và Lạc gia còn rất có bản lĩnh. Cậu ta nợ tôi ngọc tệ, cần thông qua ý kiến của cậu sao? Mạc Phàm chỉ Lâm Đào lạnh giọng hỏi. Tần Kiệt nhìn thấy Mạc Phàm vốn hơi bất ngờ. Anh ta tới tìm bàn tử, không? Ngờ Mạc Phàm cũng ở đây, phẫn nộ lập tức hiện lên trên mặt anh ta. Nhưng nghĩ đến lời ông nội và ông ngoại nói, lửa giận nhanh chóng giấu đi. Anh ta rời mắt nhìn Lâm Đào, bất mãn nói. Cậu là ai, chúng ta quen nhau sao? Ở đây ngoại trừ Mạc Phàm bàn tử ra, mọi người lập tức sửng sốt. Chẳng lẽ Tần Kiệt không tới tìm Mạc Phàm báo thù? Tôi tên là Lâm Đào, người Lâm gia ở Giang Nam. Không phải Tần Thiếu tới tìm Mạc Phàm báo thù sao? Lâm Đào nói. Người Lâm gia. Sắc mặt Tần Kiệt hơi thay đổi, rất nhanh liền khôi phục như thường. Tôi báo thù hay không có liên quan gì đến cậu? Tần Kiệt trầm giọng hỏi. Tần Kiệt vừa nói xong không ít người lại sửng sốt, hoàn toàn không hiểu gì rồi. Đào nhăn mặt, sắc mặt vô cùng khó Lâm coi, giống như bị người ta tát mạnh mấy cái. Vừa rồi thuộc thơ thua Mạc Phàm. Bây giờ lại bị Tần Kiệt làm mất mặt, anh ta ước gì có thể băm Mạc Phàm, bàn tử và Tần Kiệt ra vạn đoạn. Không liên quan. Lâm Đào cắn răng nói. Bây giờ có liên quan, đưa đồ cậu nợ ra đây. Tần Kiệt bá đạo nói. Gần đây anh ta phát sầu vì nghĩ khi gặp Mạc Phàm thì phải làm sao bây giờ có một bậc thang không tệ như thế, tất nhiên anh ta không thể bỏ qua. Lâm Đào mở to mắt, tràn đầy vẻ khó mà tin. Tần Kiệt không chỉ không tìm Mạc Phàm báo thù, còn đòi nợ giúp Mạc Phàm. Đây là cái quỷ gì thế? Người bọn họ thực sự là kẻ thù sao? Hai. Thế nào, cậu có ý kiến gì? Tần Kiệt lạnh lùng liếc Lâm Đào một cái, hỏi. Lâm Đào tức đến mức hai mắt như sắp phun ra lửa, anh ta nắm chặt tay rồi. Buông ra, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm. Ngọc tệ đây, lấy đi, tốt nhất là cậu đừng hối hận,
người bình thường lấy ngọc tệ này không nhận được bất luận lợi ích gì đâu. Lâm Đào hung dữ nói, Mạc Phàm nhận lấy ngọc tệ với vẻ khinh thường, người bình thường lấy ngọc tệ không có lợi ích, hắn đường đường là y tiên bất tử, giống kẻ đầu đường xó chợ sao. Hắn nắm ngọc tệ trong tay, một dòng âm hàn chi khí truyền từ cánh tay đến. Mi tâm, nhanh chóng thấm nhuận thần thức bị hao tổn của hắn. Ngọc tệ tính cậu bại bởi tôi, chỗ ngồi hẳn là không cần tôi nhiều lời đúng không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lâm Đào cắn chặt răng, trừng Mạc Phàm đầy hung dữ. Anh ta nhất định phải báo cho Lâm gia chuyện này, xem Lâm gia thu thập Mạc Phàm thế nào. Một tên hai lúa cũng dám liều lĩnh trước mặt Lâm gia bọn họ. Mạc Phàm, các người đợi đó, hừ. Anh ta hừ lạnh một tiếng đi về bàn phía sau. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, ánh mắt phát lạnh. Lâm gia, tôi nhất định sẽ tự mình đi một chuyến, còn cậu, tôi tiễn cậu một đoạn trước đi. Lời này vừa nói ra, hắn nắm lấy áo Lâm Đào ném mạnh một cái. Dầm, Lâm Đào giống như con gà bị hắn ném ra ngoài, cuối cùng té chỏng vó trên đất, vô cùng chật vật, mãi mới đứng dậy được. Mạc Phàm, cậu. Lâm Đào nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt sắp phun lửa. Tôi sao, cậu là chi thứ của Lâm gia không chọc được đầu, bảo Lâm Khuynh Thiên qua đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn vẫn biết một chút về Lâm gia, chỉ có chính thống mới có tên lót, ví dụ như chữ Khuynh trong Lâm Khuynh Thiên, không có phần lót là chi thứ, ví dụ như là Lâm Đào. Cậu biết Lâm thiếu. Lâm Đào vô cùng kinh ngạc nói. Mạc Phàm không để ý đến Lâm Đào, hắn còn biết nhiều lắm. Những chuyện này một chi thứ Lâm gia như Lâm Đào không cần biết, hắn rời mắt sang nhìn Lưu Phong. Tôi đi ra ngoài, trước khi tôi quay về tốt nhất ông nên ăn hết tất cả bài thi, không thì ăn phấn viết đi, nếu để tôi phát hiện ông vứt một chút nào, thì ăn luôn cả rẻ lau bảng đó. Thân thể Lưu Phong khẽ run rẩy, vo một tờ giấy thi nhét vào trong miệng trước mặt Mạc Phàm, nuốt xuống. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng học nhìn Mạc Phàm đều là kính sợ. Cho dù là Tần Kiệt hay Lâm Đào cũng vậy. Nhìn Lưu Phong ăn một lát, Mạc Phàm rời khỏi phòng học, bàn tử theo sát phía. Sau, Tần Kiệt nhíu mày cũng đi theo. Tầng cao nhất khu dạy học, vì phòng ngừa có người nhảy lầu, tầng cao nhất rào lưới sắt giống như lồng chim. Cậu tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm đứng ở gần lan can nhìn nơi xa hỏi. Tần Kiệt nắm chặt tay sau đó lại buông ra, do dự một lát, trong lòng kiên định hơn. Phịch phịch, Tần Kiệt quỳ với Mạc Phàm. Mong cậu nhận tôi làm đồ đệ. Anh ta vốn tìm bàn tử bảo bàn tử dẫn anh ta đi gặp Mạc Phàm, ai biết Mạc. Phàm lại ở trong lớp học, việc này giảm bớt chút phiền phức cho anh ta. Bàn tử ở bên cạnh chớp chớp mắt, đầu như bị chập mạch. Tần Kiệt hỗn thế tiểu ma vương lợi hại nhất trong tứ thiếu trung học Đông Hải lại muốn bái Mạc Phàm làm vị sư. Tần Kiệt bị đánh thảm như vậy. Đổi lại là người khác rất có khả năng người kia không còn tồn tại. Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh, vậy mà còn quỳ xuống bái Mạc Phàm làm vi sư. May mà lúc này trên sân thượng không có ai, nếu không chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sóng to gió lớn. Mạc Phàm nhíu mày, cũng cảm thấy hơi bất ngờ, Tần Kiệt tới lớp tìm hắn chắc chắn là có chuyện gì, hắn cũng không ngờ Tần Kiệt sẽ bái hắn làm thầy. Nhưng nghĩ đến hai vị tướng quân khai quốc thành tinh trong biệt thự Tần gia. Hắn lập tức thoải mái hơn. Cậu chắc chắn muốn bái tôi làm thầy. Mạc Phàm hỏi. Đúng vậy. Tần Kiệt cắn chặt răng, kiên định nói. Cho tôi mấy lý do nhận cậu làm đồ đệ. Mạc Phàm cười nói. Tất nhiên y tiên bất tử hắn không phải ai muốn bái sư đều sẽ nhận, nhất là người như Tần Kiệt. Cậu mạnh hơn tôi muốn trở nên cường đại giống như cậu. Trong mắt Tần Kiệt lóe lên ánh sáng kiên định nói. Trước khi chưa gặp Mạc Phàm anh ta vẫn cho rằng mình 16 tuổi đã đến hậu thiên điên phong là cực mạnh rồi. Ai biết mình còn không cản được một quyền 5 phần lực lượng của Mạc Phàm, ngay cả Tần gia và Lạc gia đều không báo thù được cho anh ta, cuối cùng còn phải cầu xin Mạc Phàm, chuyện này tuyệt đối là một đả kích lớn với anh ta. Chuyện đầu tiên khi anh ta tỉnh lại là muốn báo thù, nhưng nghe được chuyện gần đây về Mạc Phàm, anh ta chỉ có tuyệt vọng. Ngay cả Tiên Thiên Tông sư chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm. Anh ta báo thù sao đây? Đây có thể tính là một lý do, nhưng vì sao tôi phải nhận cậu làm đồ đệ? Mạc Phàm hỏi. Bởi vì tôi là Tần Kiệt, cháu của hai tướng quân khai quốc, chỉ cần cậu nhận. Tôi làm đồ đệ, hai nhà Tần Lạc tôi còn một ngày, sẽ bảo vệ Mạc gia một ngày ở Bắc Xuyên và Đông Hải. Tần Kiệt ngẩng đầu rất cao,
tuy quỳ trên mặt đất nhưng khi nói chuyện vẫn là thế đội trời đạp đất. Mạc Phàm nhíu mày, do dự. Dù hắn lợi hại đến mấy cũng chỉ có một mình, nhớ đâu ngày nào đó rời khỏi thành phố Đông Hải, cũng cần phải có người bảo vệ người nhà hắn. Cho dù có Chu Hiệt và Tiểu Vũ, nhưng dù sao cũng chỉ có hai người, không thể. So với thân phận của Tần Kiệt, Bàn Tử thấy Mạc Phàm bị đả động, vội. Vàng hỏi. Sao Mạc Phàm biết cậu học võ công của Mạc Phàm, sẽ không ra tay với cậu? Ấy. Nếu là những người khác thì dễ nói, Tần Kiệt bị Mạc Phàm đánh gãy tay, Tần Kiệt không báo thù lại bái sư, rất có cảm giác lão hổ dũng mãnh học nghệ giống mèo. Một khi học thành sẽ là lúc lão hổ ăn mèo. Hình như Tần Kiệt đã sớm suy xét vấn đề này, cũng không tức giận, anh ta vươn hai ngón tay ra chỉ lên trời. Tần Kiệt tôi trên không phản quốc, dưới sẽ không làm bất luận chuyện gì có. Lỗi với Mạc gia, nếu tôi không tuân thủ chuyện này, thiên lôi đánh xuống. Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hắn nhìn ra được. Tần Kiệt nói thật, đây cũng là ý của hai vị lão gia tử sao? Cậu cầm lấy hai thứ này, lão gia tử bảo tôi đưa cho cậu. Tần Kiệt lấy hai huân chương khảm kim cương ra đưa cho Mạc Phàm. Trên huân chương có khắc hai chữ khai quốc, bên cạnh là tên Tần Quỳnh và Lạc Phi. Huân chương khai quốc, Mạc Phàm cảm nhận được nguyện lực khổng lồ trong huân chương, hít vào một hơi thật sâu. Thứ này nhìn như là huân chương, nhưng số mệnh của Tần gia và Lạc gia ở. Đây, bên trong tràn đầy nguyện lực của tướng quân khai quốc ở Hoa Hạ. Có hai huân chương ở đây, trong trăm năm Tần gia và Lạc gia không đổ. Vật như vậy đừng nói hắn thi triển pháp thuật gì, cho dù hắn phá hủy hai huân chương này, số mệnh hai nhà Tần Lạc cũng hoàn toàn gián đoạn, giống như Lộc Đỉnh ký lấy một đoạn long mạch. Hai lão gia tử này đúng là có thể hạ vốn gốc, vậy mà đưa huân chương cho hắn, giao vận mệnh hai nhà vào tay hắn. Mặt hai vị lão gia tử, tôi có thể cho. Nể cậu hai cơ hội, thứ nhất chỉ cần cậu hoàn thành hai chuyện, tôi có thể giao. Cho cậu sở học cả đời tôi, không giữ lại gì. Mạc Phàm nghiêm túc nói, Tần Kiệt hơi ngẩn ra, anh ta vốn lo lắng. Mạc Phàm không hiểu dụng tâm, nhưng lão gia tử lại nói rằng Mạc Phàm sẽ hiểu, bây giờ anh ta có phần tin. Thứ hai, cậu có thể khiêu chiến với tôi một lần hàng năm, nếu tôi thua thì tính thực lực tôi không đủ, tôi mặc cậu xử trí, nếu 10 năm cậu vẫn chưa từng thắng, ngoan ngoãn bảo vệ Mạc gia tôi đi. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hào quang nói. Anh ta vừa nói xong, ánh mắt Tần Kiệt rất nóng. Tôi thật sự có thể khiêu chiến cậu sao? Đợi cậu hoàn thành hai chuyện thứ nhất rồi nói sau, bây giờ chỉ cần một ý. Niệm trong đầu tôi là có thể giết cậu, Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chuyện gì? Tần Kiệt hơi kích động nói. Bị Mạc Phàm đánh còn bái sư, nếu nói anh ta không có một chút oán hận, vậy không có khả năng. Vậy mà Mạc Phàm cho anh ta cơ hội khiêu chiến, anh ta giống như thấy hy. Vọng. Nếu thua 10 lần thì thực sự không cần thiết làm địch của Mạc Phàm. Tôi sẽ rời khỏi Đông Hải một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này tôi. Không hy vọng bất luận kẻ nào làm hại người nhà bạn bè tôi. Mạc Phàm nói. Hắn sẽ đến thành phố Nam Sơn nhanh thôi, Chu Hiệt và Tiểu Vũ còn quá yếu. Chuyện này chỉ có thể giao cho Tần Kiệt. Chuyện này thì cậu yên tâm, tôi sẽ điều toàn bộ cao thủ Lạc gia qua đây, nói. Chuyện thứ hai đi. Trước khi chưa luyện đến nội kình thì luyện bộ thể thuật này, phải nắm giữ. Toàn bộ, ít một thức nào thì cút đi. Ngón tay Mạc Phàm điểm lên mi tâm Tần Kiệt. 10 thức của Bàn Long Tuyệt xuất hiện trong đầu Tần Kiệt. Hai mắt Tần Kiệt mở to, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Chuyện này, chỉ điểm một cái liền truyền công pháp cho anh ta, đây là thần niệm trong. Truyền thuyết sao? Nghe nói luyện công pháp đến thâm sâu. Đã tới mức độ thông thần có thể ngưng tụ thần niệm ngự kiếm, thần niệm truyền công. Mãi đến khi Mạc Phàm rời đi anh ta mới phản ứng kịp, trong lòng vẫn xôn xao như trước. Tôi nhất định sẽ nắm giữ. Ở cửa hành lang Bàn Tử nhìn Tần Kiệt đang quỳ ở phía xa, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Tiểu Phàm, cậu thật sự muốn nhận Tần Kiệt làm đồ đệ sao? Có vấn đề gì à? Cậu không sợ Tần Kiệt học xong bản lĩnh của cậu, sẽ báo thù cậu sao? Mạc Phàm vỗ vai Bàn Tử cười. Bàn Tử không biết tác dụng của hai huân chương trong tay hắn, nếu Tần gia thực sự muốn báo thù, hắn bóp nát huân chương này là đủ rồi. Hơn nữa có thể trả thù hắn dễ dàng như vậy sao? Bàn Tử, thế giới này cậu đều có thể sợ thứ gì,
không cần sợ người khác mạnh hơn cậu, ước nhân bất như Dương Kỳ, cậu đủ cường đại rồi, không cần e ngại bất luận kẻ nào, thua cũng không sao cả. Bàn tử nghe Mạc Phàm nói nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy khác thường, sau đó cười đê tiện. Nói có đạo lý, vậy cậu giao bản lĩnh nhớ 600 bài thơ cho tôi đi, lúc nào tôi... Không có tiền, tôi sẽ đi Macau hoặc Las Vegas một chuyến, có thể lừa được nhiều tiền. Là 600 bài thơ cổ đều có thể đọc qua không quên, chắc chắn nhớ một bộ bài không có bất luận vấn đề gì, vào sòng bà còn không như nhặt được tiền. Nói không chừng sau này còn có thể làm đổ vương gì đó. Cậu cảm thấy cậu có thể sống rời đi sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn bàn tử một cái nói. Tên mập đáng chết này chỉ biết kiếm tiền, hoàn toàn không biết tiền bạc nguy hiểm. Tiền đến một mức độ không cao không thấp, có lẽ không tồi, nhưng có nhiều người sẽ đỏ mắt. Ví dụ như nhà bàn tử, người có tiền như nhà bọn họ rất nhiều, người có tiền hơn bọn họ càng nhiều hơn, ai sẽ để ý đến bọn họ. Nếu qua vạch này thì sẽ thành con mồi, không đủ mạnh thì chết. Kiếp trước hắn không cùng nắm giữ thực lực và tài nguyên quan trọng. Thân là y tiên bất tử, trong 500 năm ngắn ngủi hắn tích lũy vô số tài nguyên, thậm chí sư phụ còn có chút hâm mộ hắn. Nhưng hắn chỉ có tu vi kim đan đỉnh phong, tài nguyên trên người khiến cao. Thủ đại thừa nóng mắt. Vì thế hắn bị võ thần quân Khương Lâm một quyền đánh chết, ngay. Cả Phượng Vũ đều chết trên tay quân Khương Lâm, đây là vết xe đổ. Kiếp trước bàn tử làm buôn bán nhà cậu ta như mặt trời ban trưa, ở tỉnh Giang. Nam đều có cửa hàng cậu ta mở. Rất nhiều người muốn gia nhập liên minh, phí gia nhập liên minh đều phải 500 vạn, còn có rất nhiều người bắt chước cửa hàng của cậu ta, xuất hiện những thương hiệu khác nhưng buôn bán không tốt như bàn tử. Bàn tử coi như là nhân sinh đắc ý, nhưng cuối cùng một chiếc xe đã lấy mạng bàn tử. Nếu bàn tử có thực lực trúc cơ kỳ, có khả năng không phải là bàn tử, mà là một tên sát thủ. Lúc hắn lái xe một tay nắm lấy chiếc xe kia, ném luôn cả người trên xe cùng nữa. Hình như cũng đúng, vậy tôi cũng quỳ với cậu cũng nhận tôi làm đồ đệ nhé. Bàn tử nghĩ một lát cười xấu xa nói. Mạc Phàm lợi hại như thế, anh ta sớm đã tâm ngứa rồi, chỉ là không thích chịu thiệt mới không tìm Mạc Phàm dạy anh ta. Cậu là anh em của tôi, không cần quỳ tôi cũng sẽ giúp cậu nghĩ biện pháp. Mạc Phàm tức giận nói. Một đời này hắn tuyệt đối không để bàn tử chết ở đường như đời trước, cho dù lịch sử tái diễn lại, hắn đuổi tới cửu U Hoàng Tuyền cũng phải mang bàn tử về. Nhưng nếu cho bàn tử sức mạnh tự cậu ta cũng có thể đối đầu với kẻ địch, từ nay. Về sau đều có lợi với bàn tử. Cho cậu ta con cá, không bằng dạy người ta bắt cá. Biện pháp gì? Vẻ mặt bàn tử đầy chờ mong nói. Mạc Phàm điểm giữa mi tâm bàn tử. Một bộ kinh văn lập tức xuất hiện trong đầu anh ta. Bàn tử lập tức sợ ngây người, giống như đang nằm mơ. Mạc Phàm chỉ điểm anh ta một cái, trong đầu anh ta liền xuất hiện một bộ. Kinh văn hoàn toàn không hiểu, nó đang không ngừng lưu chuyển, vô cùng thần kỳ, giống như tiên nhân truyền công trên TV. Đây là gì thế? Một lúc lâu sau bàn tử mới lấy lại tinh thần hỏi. Công pháp, thật sự có thứ này à? Lợi hại hơn như Lai Thần Trưởng sao? Bàn tử vô cùng kinh ngạc vui mừng hỏi. Anh ta thường xuyên xem TV, đọc tiểu thuyết, tất nhiên biết công pháp là gì, nhưng trên địa cầu thực sự tồn tại công pháp sao? Cậu thử thì biết. Như Lai Thần Trưởng chỉ là một bộ võ pháp, công pháp hắn đưa cho bàn tử. Tinh diệu hơn như Lai Thần Trưởng nhiều. Bàn tử chỉ suy nghĩ một lát, trên mặt lộ vẻ kích động, Mạc Phàm lợi hại như vậy. Ngay cả hai nhà Tần Lạc đều không phải đối thủ của cậu ấy, nếu không có công pháp thần kỳ này thì không thể làm được. Tôi nên luyện như thế nào, mau nói cho tôi biết. Từ nhỏ anh ta đã muốn nhặt được một bản võ lâm bí kỹ, làm một cao thủ võ lâm, trái lại đến bây giờ vẫn chỉ là bàn tu. Ai cũng không ngờ đến anh ta thật sự đạt được một bộ công pháp. Cậu chỉ cần suy tưởng đúng giờ vào mỗi lúc trời tối, lại phục dùng với đan dược mà tôi luyện chế là được. Mạc Phàm tức giận nói. Với hiểu biết của hắn về bàn tử, tất nhiên bàn tử không có khả năng như Chu Hiệt, Tần Kiệt khắc khổ luyện công như thế, cho anh ta bàn long tuyệt, ngay cả một thức anh ta cũng không kiên trì được mà ném sang một bên. Suy nghĩ một lúc lâu hắn mới nhớ tới bộ công pháp thích hợp với bàn tử, bộ công pháp này tên là Huyền Vũ Chân Kinh, là bộ công pháp võ pháp song tu đầy đủ nhất, cũng là bảo vật trấn phái của Huyền Tông Môn. Bộ công pháp này lấy kinh văn nhập đạo, chỉ cần không ngừng suy tưởng, ngưng tụ chân kinh,
những thứ này ngưng tụ ra chân kinh liền lên tu thần thức, hạ luyện thân thể, võ pháp song tu. Bù lại võ giả khó có thể khu pháp, pháp tu thân thể khuyết thiếu rất nhiều. Mới bắt đầu tu luyện cho dù không vừa lĩnh ngộ chân lý trong chân kinh, vẫn có thể tăng tu vi như trước, chỉ cần bàn tử mặc niệm mỗi ngày là được, không khác gì ngẩn người lắm. Một khi lĩnh ngộ một ít kinh văn trong đó, sẽ thấy pháp thuật và võ pháp tương ứng xuất hiện, để tu luyện giả sử dụng. Nếu bàn tử có đủ thiên phú, luyện đến nguyên anh kỳ cũng không phải không. Thế, cho dù không luyện tới, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Suy tưởng, ý của cậu là ngẩn người, mơ mộng hão huyền sao? Bàn tử tò mò hỏi. Anh ta ngoại trừ thích ăn và tiền ra, còn thích ngẩn người, ảo tưởng vô căn cứ. Nếu như ngẩn người đều có thể tu luyện, vậy thoải mái muốn chết. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng liếc bàn tử một cái, không để ý đến anh ta. Cậu phải nhớ kỹ nếu tình thế bắt buộc, nếu không nhất định không được để lộ thực lực. Loại công pháp này cũng là một con dao hai lưỡi, dùng tốt trường kiếm thiên nhai, dùng không tốt phơi thây đầu đường. Bàn tử gật đầu, đạo lý ẩn giấu tài năng sao anh ta có thể không hiểu. Yên tâm đi, cho dù có người đánh tôi cũng không dùng, đúng rồi, tôi có thể truyền công pháp này cho người khác không? Có thể truyền cho con trai tương lai của cậu, tuổi cha cậu quá nhiều rồi, bây giờ tu luyện cũng không có tác dụng gì. Mạc Phàm nói, nếu hắn cho bàn tử, thì là của bàn tử rồi. Tôi truyền như thế nào? Bàn tử gãi đầu hỏi. Anh ta cảm thấy trong đầu có thêm một thứ, nhưng bảo anh ta viết ra anh ta. Không viết ra được, cảm thấy rất kỳ lạ. Đợi cậu đến tu vi như tôi là có thể rồi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Hắn lấy thần thức truyền công, đó là phòng ngừa có người đánh cắp công. Pháp. Bàn tử gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến chỗ không đúng lắm, sau đó lại tò mò. Hỏi. Được rồi, đợi đã, sao cậu biết sau này tôi sẽ sinh con trai? Vì sao không phải là con gái, cậu tính ra được sao? Phàm nhíu mày, lại nói với bàn tử. Mạc sẽ lộ ra hết. Kiếp trước bàn tử và Hoàng Giao Giao sinh hai đứa, đều là con trai. Tàng tinh vu cốt, hiện tinh vu mi, muốn sinh con gái sao, đừng nghĩ nữa. Chấm, bàn tử bĩu môi, cho dù hơi buồn bực không hỏi nhiều. Cũng Mạc Phàm đều có thể truyền công pháp cho anh ta giống tiên hiệp trên TV, nói cái gì chắc đúng cái đó. Con trai thì con trai, cũng không tệ. Điền nguyện vọng thi đại học xong, Mạc Phàm và bàn tử đi ăn cơm, hắn bảo bàn tử xin nghỉ dài hạn cho mình rồi quay về biệt thự. Quay về biệt thự hắn lấy hoàng tuyền thạch và hai huân chương ra. Hắn nhìn thoáng qua huân chương, ngoại trừ nguyên liệu đặc biệt ra, cũng coi như là một pháp khí, bên trên là tụ nguyện trận, có thể ngưng tụ nguyện lực từ trên người mọi người. Tuy hắn biết mấy loại trận pháp này, nhưng cũng ít thấy. Dù sao nguyện lực ít thì không có tác dụng gì, chỉ có nhiều nguyện lực mới có thể chống đỡ số mệnh một gia tộc, thậm chí ngưng tụ thần linh. Hắn ghi nhớ trận pháp trên huân chương, liền ném huân chương vào trong chiếc nhẫn. Hắn cầm lấy miếng hoàng tuyền thạch, một dòng thần thức nhập vào bên trong, xác nhận bên trong không có bất luận vấn đề gì. Hắn dán hoàng tuyền thạch lên trán, vận chuyển diễn thiên thần quyết. Từng dòng khí lạnh lẽo xuất hiện trong hoàng tuyền thạch. Xuyên qua mi tâm tiến vào thức hải trong linh đài hắn. Dòng khí lạnh lẽo này được diễn thiên thần quyết thúc dục, nhanh chóng chuyển hóa thành thần thức của hắn, thấm nhuận thức hải gần như khô héo. Rõ ràng chỉ là một ngọc tệ nhỏ bé, lại giúp hắn tu luyện nhanh gấp 5 lần. Mạc Phàm tu luyện đồng thời trong biệt thự số 1. Lão gia tử Tần gia nhìn Tần Kiệt luyện một tư thế trong phòng luyện công qua cửa kính thủy tinh, nhíu mày. Lão Hạc. Ông có phát hiện tư thế này của Tiểu Kiệt có chỗ đặc biệt gì không? Tần lão gia tử hỏi Lạc Phi bên cạnh. Lạc Phi lắc đầu, tư thế này giống như tập yoga độ khó cao, ông ta thật sự không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Tôi không nhìn ra được gì, ông thì sao, lão Tần? Tôi cũng không nhìn ra được gì. Tần lão gia tử cũng lắc đầu. Không phải tên tiểu tử Mạc Phàm lừa chúng ta đấy chứ? Lạc Phi hơi bất mãn nói. Bọn họ đã đưa thứ đại biểu số mệnh của Tần gia, Lạc gia cho Mạc Phàm rồi, chỉ đổi lại được một bộ yoga, không phải đùa bọn họ thì là gì? Vân tiên sinh thì sao? Tần lão gia tử khách sáo nói. Cho dù thế nào thực lực của Vân Thiên không cũng là cao thủ tiên thiên, nói không chừng nhãn lực có chỗ độc đáo. Mắt Vân Thiên không nheo lại, nhìn Tần Kiệt chỉ mặc quần có một tư thế. Một lát sau ông ta mới mở miệng,
mấy tư thế này ngoại trừ có độ khó cực cao, tôi cũng không nhìn ra có chỗ nào mói đặc biệt, nhưng không phải là luyện khí, chỉ luyện thể, cụ thể mà nói, có khả năng phải đợi Tần Thiếu luyện xong biết được kết quả thế nào. Vân Thiên không nói, không phải luyện khí thì chẳng lẽ là luyện thể thuật, tẩu hoành luyện nhất đạo sao? Lông mày trắng như tuyết của Lạc Phi nhướn lên, tức giận nói. Theo ý ông ta lấy khí ngự lực mới là vương, luyện thể đạt tới cảnh giới hoành luyện quả thật lợi hại, nhưng luyện thể không chỉ vô cùng thống khổ, còn quá khó khăn. Mông Hãn một đại tướng dưới tay ông ta phải đập vỡ hàng trăm ngàn tảng đá lớn, đập 5 tấn sắt nguyên thạch thành trăm miếng thép, lúc này mới trở thành hoành luyện đại sư. Hoành luyện đại sư, muốn trở thành hoành luyện tông sư cơ bản còn khó hơn lên trời. 100 hoành luyện đại sư cũng không ra được một hoành luyện tông sư. Có thể nói tẩu hoành luyện nhất đạo gần như chỉ còn đường chết, cùng lắm chỉ đến hoành luyện đại sư. Nếu có thể được hoành luyện tông sư thì dễ nói, nghe nói cho dù đến hoành luyện tông sư, trong cơ thể không có một chút nội khí nào. Cánh tay đẩy đó là lưỡi dao không khí nhập đao, giết người vô hình. Bước xa dẫm xuống thì có thể dẫm lên không khí, ngang trời mà đi, như bước bậc thang trên mây. Không chỉ súng ống bình thường khó có thể thương tổn được. Ngay cả súng bắn tỉa lợi hại nhất bắn vào người bọn họ cũng không có bất luận tác dụng gì, lợi hại hơn những tiên thiên tông sư luyện khí hay tu pháp. Nhưng bọn họ hạ vốn gốc, lại chỉ lấy được luyện thể thuật phứt đi này. Quả thật chuyện này rất có khả năng. Sắc mặt Vân Thiên không khẽ biến âm trầm, nói chi tiết. Lão Tần, ông nghe rồi chứ, tôi cảm thấy chúng ta cần phải đi tìm tên tiểu tử kia. Lạc Phi tức giận nói. Tần Quỳnh nhíu mày. Do dự một lát lúc này mới giãn ra. Chúng ta vẫn nên xem kết quả tiểu kiệt tu luyện trước, thằng bé cũng sắp hoành thành rồi. Lúc này đi tìm Mạc Phàm không thích hợp lắm, bọn họ không nhìn ra kỳ diệu trong mấy tư thế này, không có nghĩa là mấy tư thế này vô ích, hữu dụng vô dụng, chỉ có tiểu kiệt biết. Được rồi, nếu mấy tư thế này vô dụng, đừng nói là bảo vệ người nhà cậu ta, bắt người nhà cậu ta ấy chứ. Lạc Phi buồn bực nói. Tần Quỳnh lắc đầu. Bắt người nhà Mạc Phàm sao? Cho dù Mạc Phàm không có ở thành phố Đông Hải, cũng vô cùng không sáng. Suốt. Không nói đến chuyện Mạc Phàm đánh bại cao thủ nước ngoài, tối hôm đó thực lực cảm ứng của Mạc Phàm bao phủ cả khu biệt thự, không chấp nhận được chuyện bọn họ hành động thiếu nghĩ. Suy cho dù Mạc Phàm chỉ cho mấy tư thế yoga, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhưng ông ta có cảm giác không chỉ như vậy. Tần Kiệt đã đến hậu kỳ đỉnh phong, gần đến nội kình. Thân thể cường hãn hơn người bình thường không ít. Tuy bàn long tuyệt rất khó rất thống khổ, nhưng nếu anh ta muốn đánh bại Mạc Phàm mạnh mẽ như thế, anh ta tiếp. Tục kiên trì 10 tư thế. Dựa theo yêu cầu của bàn long tuyệt, lần đầu tiên tu luyện mỗi tư thế 5 phút, tổng cộng là 50 phút. Rất nhanh anh ta kết thúc tư thế cuối cùng, đứng dậy. Anh ta mới đứng dậy, mặt vốn không thay đổi lập tức biến sắc. Lúc luyện những tư thế này ngoại trừ đau ra. Không còn gì khác. Nhưng lúc này một dòng lực lượng cường đại rót vào trong tứ chi bách hải của anh ta, vì cơ thể anh ta làm một loạt động tác mà vô cùng suy yếu, lập tức như nham thạch nóng chảy vào trong núi lửa, lực lượng gào thét trong khung xương, bắp thịt, làn da anh ta. Trong chớp mắt cơ thể anh ta như khối sắt đốt hồng, mồ hôi biến thành xương trắng không ngừng tỏa ra trên người anh ta. Không chỉ không có bất luận đau khổ gì, trái lại vô cùng sảng khoái. Lúc này lão gia tử Tần gia và đám Lạc Phi đẩy cửa đi vào. Tiểu Kiệt, cảm thấy thế nào? Lạc Phi không ôm hy vọng hỏi. Ông ngoại, ông bắn cháu một phát thử xem. Tần Kiệt kích động nói. Cho dù đây là lần đầu tiên tu luyện, anh. Ta cảm thấy cơ thể đâu chỉ cường đại gấp đôi. Đám Tần lão gia tử lập tức sửng sốt, nhất là Lạc Phi. Tiểu Kiệt, công pháp tiểu tử kia cho cháu không thành vấn đề gì chứ? Tần Kiệt ngay cả nội kình cũng chưa luyện ra, chỉ là hậu thiên điên phong. Chắc chắn một súng bắn xuyên qua, không có bất luận khả năng đỡ được. Không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngu luôn đấy chứ. Nghĩ vậy ông ta nhíu mày chặt hơn. Không thành vấn đề, ông thử xem. Tần Kiệt kích động nói. Lão Lạc, ông thử xem, bắn Tiểu Kiệt một phát. Tần lão gia tử suy nghĩ một lát, hai mắt hơi sáng lên, nói với Lạc Phi. Lão Tần, có phải đầu ông bị nước vào không, thằng bé là cháu ông đó. Lạc Phi kêu lên. Vậy mà Tần Quỳnh bảo ông ta nổ súng với cháu ngoại mình, không phải đầu bị nước vào thì là gì? Ông thử xem thì biết. Nhiên Lạc Phi nghĩ đến gì đó,
nhíu bỗng mày lấy súng lục trên người ra. Tiểu Kiệt, cháu thật sự muốn thử một chút sao, lực bắn của súng này không? Nhỏ đâu? Không sao đâu, ông ngoại, ông bắn đi. Kiệt cười tự tin nói. Tần Lạc Phi nuốt nước miếng, cho đến bây giờ ông ta không ngờ mình sẽ lấy súng. Bắn cháu ngoại mình, cho dù là tướng quân khai quốc lúc này cũng hơi hoảng. Bằng, Lạc Phi do dự một lát, vẫn bóp cò. Một viên đạn bạc bắn về phía bả vai Tần Kiệt, sắp bắn thủng bả vai của anh ta. Một màn ngạc nhiên xảy ra, bắp thịt trên bả vai Tần Kiệt vặn vẹo một cái, biến thành đồ án tương tự long lân. Bằng, đạn có thể bắn xuyên qua bắn vào trên long lân, chỉ để lại dấu ấn màu trắng rồi rơi xuống. Cả phòng luyện công khiếp sợ, cho dù là lão gia tử Tần gia, Lạc Phi, Vân Thiên không hay Tần Kiệt, đều vô cùng kinh ngạc không nói nên lời. Rất lâu sau Tần Quỳnh cười thoải mái. Lão Lạc, ông còn muốn tìm cậu ta gây phiền phức không? Tôi đi triệu tập cao thủ tiên thiên Lạc gia tôi bảo vệ người nhà tiểu. Tử kia, khuôn mặt già nua của Lạc Phi ửng hồng nói. Mấy tư thế này có thể khiến Tần Kiệt hậu thiên hậu kỳ đỡ đạn, nếu đây chỉ là yoga, vậy không có công pháp gì rồi. Mạc Phàm ngồi xuống là gần một ngày, ngày hôm sau hắn mới mở to mắt. Có miếng hoàng tuyền thạch này, chỉ chưa tới một ngày, thần thức bị hao tổn của hắn đã khôi phục lại, còn cường đại hơn trước một chút. Hơn nữa tinh phách chi khí trong hoàng tuyền thạch cũng không hao tổn nhiều lắm. Khóe miệng hắn nhếch lên, cất hoàng tuyền thạch đi. Nếu lại có thời gian sẽ luyện chế hoàng tuyền thạch thành pháp khí, chỉ là xem ra không đủ thời gian. Hắn mới vừa mở mắt ra, một mùi thơm nhàn nhạt truyền từ phía sau đến. Tiểu Vũ như một con mèo nhỏ nhào tới. Nằm úp sấp trên lưng hắn bịt mắt hắn. Lại. Mạc Tiểu Phàm, đoán xem tôi là ai? Là Tiểu Miêu nhà Tiểu Bàn sao? Mạc Phàm cười nói. Loại trò chơi trẻ con này không phải Tiểu Vũ chơi với hắn lần đầu. Đã đoán sai, không phải, Tiểu Miêu nhà Tiểu Bàn đâu có đáng yêu như vậy, em là Tiểu Vũ nhà chúng ta. Tiểu Vũ buông tay khỏi mắt Mạc Phàm, cười hì hì nói. Cho dù sắp 12 tuổi. Nhưng cô vẫn giống như một đứa bé. Đúng vậy. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, cười cưng chiều. Anh, cha mẹ bảo anh đi xuống một chuyến, hình như là có việc. Tiểu Vũ hài lòng nói. Ừ, anh biết rồi, đợi anh gọi điện sẽ đi xuống. Mạc Phàm gật đầu. Hắn gọi điện thoại cho Đường Long, sau đó mang theo Tiểu Vũ đi xuống. Trong phòng khách ở tầng một biệt thự, không chỉ có cha mẹ Mạc Phàm ở đây. Bác cả và chú ba Mạc Phàm cũng có mặt. Trên mặt đều là u ám, giống như có chuyện gì xảy ra rồi. Nhị ca, em thấy mọi người đừng đến thành phố Nam Sơn thì tốt hơn, nói không chừng là hồng môn. Chú ba Mạc Phàm nắm chặt tay nói. Chú ba Mạc Phàm mới mở miệng, thím ba lập tức kéo chú ba. Chú ba Mạc Phàm nhìn thoáng qua lão mẹ Mạc Phàm, lúc này mới thấy mình nói sai. Nhị tẩu, em không có ý gì đâu. Xưởng dược nhà chúng ta mới chuyển biến tốt hơn, tưởng Vân Thiên liền quay về, còn bảo mọi người tới thành phố Nam Sơn, rõ ràng là không có ý tốt. Lão mẹ Mạc Phàm cười chua xót, cũng không tức giận. Chị hiểu ý của em, không sao, chị cũng thấy không đi tốt hơn. Tố Tố, sinh nhật lão phu nhân, chúng ta không đi không được tốt lắm đâu. Cha Mạc Phàm nhíu mày nói, nửa tiếng trước ông mới nhận được điện thoại của tưởng Vân Phong. Bảo bọn họ đến tưởng ra ở thành phố Nam Sơn một chuyến. Nói là tưởng Vân Thiên quay về, đúng lúc cũng gần đến sinh nhật lão phu nhân. Thứ nhất là mừng thọ cho lão phu nhân, thứ hai là giải quyết chuyện tưởng Vân Thiên cho xong. Nếu chỉ là giải quyết chuyện tưởng Vân Thiên, bọn họ có thể hoàn toàn không cần để ý tới. Lúc xưởng dược khó khăn nhất tưởng Vân Thiên lấy hết tiền bạc của xưởng dược đi, khiến xưởng được phá sản, làm Mạc gia tiếp tục rơi vào cảnh tuyệt vọng. Bọn họ và Tưởng Vân Thiên không có gì để nói. Anh em Tưởng Vân Thiên và Tưởng Vân Phong không có nhân tính, nhưng lão phu nhân Tưởng gia không tệ, nếu không cha Mạc Phàm không có khả năng cưới được lão mẹ Mạc Phàm. Ngoài ra lúc Mạc gia khó khăn, không thể thiếu một phần tiền từ thành phố Nam Sơn gửi đến, những số tiền này đều là lão phu nhân Tưởng gia gửi. Đại thọ của lão phu nhân, bọn họ không thể không đi. Lông mày lão mẹ Mạc Phàm hơi nhíu lại, tất nhiên là bà muốn đi. Đã lâu rồi bà không về Tưởng ra thăm bà ngoại Mạc Phàm, trong lòng vẫn lo lắng đến sức khỏe của bà ấy. Nhưng cơ bản mỗi lần về Tưởng ra đều là gặp qua loa, sau đó ôm một bụng tức quay về.
mấy ngày hôm trước Mạc Phàm còn đắc tội Khổng gia. Có thể không đến thành phố Nam Sơn mà nói, cố gắng không đi sẽ có chỗ tốt. Thôi, em nhờ người gửi quà mừng thọ qua đó, không quay về nữa. Lão mẹ Mạc Phàm cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng, trong mắt lại tràn đầy chua xót. Chuyện này, cha Mạc Phàm thấy lão mẹ Mạc Phàm nói như vậy, cũng không có biện pháp. Hay là đợi Tiểu Phàm xuống đã, xem thằng bé nói thế nào. Làm vợ chồng lâu như thế, sao ông không hiểu tâm tư của mẹ Mạc Phàm? Chắc chắn là muốn quay về, chỉ là ngoài miệng không chịu nói mà thôi. Lúc này giọng nói của Mạc Phàm truyền từ cầu thang đến. Mẹ, chúng ta vẫn nên đi đến đó đi. Giọng nói vừa vang lên, Mạc Phàm nắm tay Tiểu Vũ đi từ trên lầu xuống. Đám cha Mạc Phàm hơi sững sờ, bọn họ còn chưa nói với Tiểu Phàm mà. Tiểu Phàm, con đã biết rồi sao? Cha Mạc Phàm hỏi. Dạ, con đã bảo Đường Long sắp xếp xe, lát nữa sẽ đến. Mạc Phàm gật đầu. Sao hắn có thể không biết chuyện này? Kiếp trước vào ngày mừng thọ của bà ngoại, Tưởng Vân Thiên xuất hiện ở Tưởng gia ra mặt giải quyết chuyện này trên bàn cơm. Kết quả là, rõ ràng Tưởng Vân Thiên lấy đi gần ngàn vạn của xưởng dược, ông ta chỉ thừa nhận mình lấy đi 50 vạn, cuối cùng chỉ trả lại cho cha Mạc Phàm 25 vạn, dưới sự cưỡng chế của một đám Tưởng gia, chuyện này kết thúc từ đây. Cha Mạc Phàm tức giận đến mức bệnh nặng một thời gian, lão mẹ Mạc Phàm cũng cơm nước không vô rất lâu. Lúc ấy Tiểu Vũ cũng đi theo. Bị đứa bé Tưởng ra tát một cái. Cha không đi lên đánh đứa bé kia, chỉ nhìn xem Tiểu Vũ có bị thương hay không. Đã bị mấy trưởng bối Tưởng ra nhục nhã một phen, nói cha đánh hậu bối Tưởng ra kia. Những chuyện này là kết cục bọn họ đi thành phố Nam Sơn. Bây giờ nếu Tưởng ra lại mời, vì sao bọn họ không đi? Nếu Tưởng Vân Thiên vẫn không lộ mặt, hắn còn tốn chút công phu đi tìm Tưởng Vân Thiên. Nếu Tưởng Vân Thiên xuất hiện, ngày lành của ông ta đến rồi. Không chỉ Tưởng Vân Thiên, những người Tưởng gia từng gây khó dễ cho Mạc gia đều đợi đấy. Ai tát Tiểu Vũ một cái, hắn nhất định sẽ tát lại trăm cái. Ai nhục nhã cha mẹ, đợi xuống địa phủ đi. Tiểu Phàm, con đừng đi, thế lực của Khổng gia ở thành phố Nam Sơn rất mạnh, chúng ta vẫn không nên đi tốt hơn, đợi chuyện này qua đi lại đến cũng không muộn. Lão mẹ Mạc Phàm lo lắng nói. Vừa nhắc tới Khổng gia, sắc mặt mọi người hơi trầm xuống. Chỉ đến Tưởng gia thì không sao, nếu gặp phải người Khổng gia, có khả năng thật sự phiền phức rồi. Khổng gia? Mạc Phàm cười khinh thường. Có lẽ Khổng gia còn bồi dưỡng cao thủ khác, nhưng một bộ kinh văn của hắn đã diệt một tông phái của Khổng gia, nếu Khổng gia có can đảm cứ việc tới. Nếu dám chặn đường của hắn, vậy thì không phải chỉ diệt một tông phái, Khổng gia cũng đợi bị diệt đi. Không cần để ý đến bọn họ, chắc bọn họ không có lá gan này đâu, cho dù có lá gan này, con đi cùng mọi người, không ai có thể làm mọi người bị thương, yên tâm đi mẹ. Mạc Phàm cười tự tin nói. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, do dự. Tố tố, Tiểu Phàm đã nói như vậy rồi, em còn không tin con trai em sao, đã lâu rồi không quay trở về, chúng ta không đi tìm Tưởng Vân Thiên đòi tiền, chỉ quay về thăm lão phu nhân. Cha Mạc Phàm vội vàng nói. Nhị tẩu, em cũng tin tưởng Tiểu Phàm, người đi đi. Mọi chú ba Mạc Phàm cũng nói theo. Mắt lão mẹ Mạc Phàm nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, vậy mẹ đi chuẩn bị. Mạc Phàm thấy lão mẹ đồng ý, hắn nhìn về phía nam, tinh quang trong mắt chớp lóe. Hắn đã sắp xếp ở thành phố Đông Hải gần xong rồi, không có gì phải lo lắng. Còn Nam Sơn, lần này hắn không chỉ đi đòi nợ, còn muốn báo thù. Đợi đấy. Nửa tiếng sau, A Hào lái một chiếc xe Mercedes-Benz Mobile Home chở nhà. Mạc Phàm rời khỏi Vân Trung Thự, đi về phía thành phố Nam Sơn. Xe Mobile Home là của Tần Trách, Đường Long nghe nói Mạc Phàm muốn đến thành phố Nam Sơn, lại không mang theo người qua đó, anh ta đặc biệt tìm Tần Trách mượn. Thành phố Nam Sơn cách thành phố Đông Hải khoảng 4 tiếng đi xe, cho dù là xe thương vụ cũng không thoải mái như Mobile Home. Một nhà Mạc Phàm nằm trên xe vẫn còn một vùng không gian lớn, trên xe còn có toilet, sofa, ghế massage và quầy bar. Trên xe ngoại trừ người một nhà Mạc Phàm và A Hào ra, Chu Trường Hoằng cũng có mặt. Xử lý xong chuyện Tưởng ra, ông ta sẽ dẫn đường cho Mạc Phàm đến Emerson, tất nhiên không thể thiếu ông ta. Lão mẹ Mạc Phàm đánh giá đồ trang trí trong xe xa hoa,
lúc ánh mắt nhìn Chu Trường Hoàng, lông mày nhíu lại. Tiểu Phàm, vị lão tiên sinh này là... Không đợi Mạc Phàm mở miệng giải thích, Chu Trường Hoàng liền chắp tay. Nói với lão mẹ Mạc Phàm. Chào Mạc phu nhân, lão hủ là một tôi tớ của sư phụ Mạc Hiếu. Ông ta sớm đã nghĩ xong cái cớ này. Tôi tớ của sư phụ Tiểu Phàm. Lông mày lão mẹ Mạc Phàm nhíu càng chặt hơn. Mạc Phàm có sư phụ thì bà biết, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một tôi tớ. Đúng vậy, mẹ, hôm nay ông ấy mới tìm tới chỗ con, ông ấy cũng là người Nam Sơn, đến lúc đó có thể bảo vệ chúng ta an toàn. Mạc Phàm vội vàng nói. Chuyện hắn muốn đến M Sơn, hắn không định nói cho lão mẹ, tránh để bọn họ lo lắng. Lão tiên sinh cũng là người Nam Sơn sao, chẳng trách tôi nghe khẩu âm và tướng mạo lão tiên sinh đều thấy quen thuộc đến thế, không biết lão tiên sinh là người ở đâu, hình như tôi từng gặp lão tiên sinh rồi. Lão mẹ Mạc Phàm nói. Bà vừa lên xe liền cảm thấy Chu Trường Hoàng hơi quen mặt. Quốc Hoa, anh cảm thấy thế nào, có phải chúng ta từng gặp lão tiên sinh này rồi không? Lão mẹ Mạc Phàm hỏi cha Mạc Phàm đang ở trong quầy ba rót rượu đỏ. Cha Mạc Phàm rót một ly rượu đỏ xong, cũng nhìn thoáng qua Chu Trường Hoàng. Khi vừa lên xe ông có chào hỏi Chu Trường Hoàng, tưởng rằng tiện đường đến thành phố Nam Sơn, nên không để ở trong lòng lắm. Nhưng nhìn kỹ, trong chớp mắt cha Mạc Phàm nhận ra được. Tố tố, đây không phải là thầy bói lúc chúng ta đính hôn nói bát tự hai chúng ta không hợp, số mệnh tương xung sao, gọi là Chu Đại Sư gì đó, cuối cùng bị lão Tam hắt một chén máu chó đen lên đầu rồi ném ra ngoài. Hình như đúng rồi. Lúc này lông mày lão mẹ Mạc Phàm mới giãn ra. Nhưng lông mày Mạc Phàm nhíu lại, lạnh lùng nhìn Chu Trường Hoàng. Quả thật hắn nghe cha và chú ba nói chuyện này nhiều lần rồi, hình như là ngày cha mẹ đính hôn, người Tưởng gia và Mạc gia đều ở đây, bỗng nhiên có một lão đạo sĩ đi tới, lão đạo sĩ kia còn có chút bản lĩnh. Lúc ấy lão gia tử Tưởng gia hỏi hôn nhân của cha mẹ Mạc Phàm như thế nào, ông. Ta nói cha Mạc Phàm đoản mệnh. Sống không quá số 4, hai người kết hôn không có kết cục tốt. Lúc ấy chú ba mới đi nghĩa vụ quân sự về nổi giận, cầm lấy chén máu chó đen hất lên đầu lão đạo sĩ kia, bảo lão đạo sĩ kia lại thi triển pháp thuật, lão đạo sĩ làm vài lần, pháp thuật lúc trước lần nào cũng linh vậy mà không linh nữa, cuối cùng tức giận rời đi. Lúc này lễ đính hôn của cha mẹ mói được tiến hành thuận lợi. Chỉ là không ngờ lão đạo sĩ năm đó lại là Chu Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng này tính tướng số rất chuẩn, kiếp trước cha mất trên giường bệnh trong bệnh viện lúc 47 tuổi, cuối cùng không sống quá được số 4. Lúc ấy cũng may pháp lực của Chu Trường Hoàng không bằng hiện giờ, còn bị hắt máu chó đen lên trên người, phá công, nếu không lúc ấy người gặp tai họa là chú ba. Chỉ là Chu Trường Hoàng này từng cản trở cuộc hôn nhân của cha mẹ, chuyện này tính sao đây? Chu Trường Hoàng nhận ra được ánh mắt Mạc Phàm thay đổi. Cũng nhớ tới chuyện năm đó Tưởng gia mời ông ta đi làm một chuyện, toàn thân không khỏi run lên. Ông ta thần cơ diệu toán như thế nào, cũng không tính được sẽ khéo như vậy. Chuyện này lại xảy ra trên người cha mẹ Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, Mạc phu nhân, năm đó lão hủ cũng là nhất thời hồ đồ, cầm số. Tiền lớn của lão gia tử Tưởng gia, lúc ấy mới đi quấy rối, mong hai vị đừng chấp nhặt với lão hủ. Chu Trường Hoàng vội vàng giải thích. Gương mặt già nua tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống như sợ giải thích muộn, sẽ bị Mạc Phàm chém chết. Chút mánh lưới ấy chúng tôi còn không năm đó lão tam nhà tôi còn hắt biết sao. Máu chó đen lên người ông, chúng ta xem như huề nhau, nào, uống một ly. Cha Mạc Phàm cũng không tức giận, rót ly rượu vang cho Chu Trường Hoàng sợ gần chết. Cảm ơn Mạc tiên sinh đại nhân đại lượng. Chu Trường Hoàng thấy Mạc Phàm không có trách tội, lúc này mới nhận lấy. Rượu. Lão gia gia, ông biết đoán mệnh, ông coi mệnh cho cháu đi. Tiểu Vũ chạy trên xe một vòng, nghe thấy thầy bói, đầy hứng thú leo lên ghế sofa Chu Trường Hoàng ngồi, hai tay nâng mặt, nghiêm túc nói. Chu Trường Hoàng liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, lông mày lập tức nhíu lại. Ông ta ngoại trừ biết pháp thuật ra, quả thật cũng tinh thông tướng thuật, mệnh lý. Tuy bộ dạng Tiểu Vũ đáng yêu, nhưng mệnh chung có đại kiếp nạn, nếu không tránh thoát sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là xem mệnh cho người bình thường, ông ta chắc chắn sẽ mở miệng. Nói thẳng, nhưng bên cạnh còn có Mạc Phàm. Thầy bói đều gạt người thôi, vận mệnh đều nằm trong tay cháu, đi thế nào đều phải do cháu nắm chắc ra sao, sau này ngàn vạn lần đừng tin lời thầy bói nói, hỏi bọn họ không bằng hỏi mình.
Chu Trường Hoằng cười nịnh nọt nói, gương mặt già nua giống như trái mướp đắng. Ông ta đường đường là Chu đại sư ở Nam Sơn, cuộc đời chưa bao giờ buồn bực như vậy. Làm thầy bói miễn phí cho người ta, còn tự mình vạch trần mình. Mạc Phàm thấy Chu Trường Hoằng không mở miệng nói thật, lúc này mới không để ý đến Chu Trường Hoằng của Tiểu Vũ, sao hắn có thể không? Mệnh biết, còn cần Chu Trường Hoằng tới tính sao? Cho dù mệnh này không ở trong tay mình, sớm đã định trước hắn cũng cần. Phải sửa, ai cũng không cản được, ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản thần. Giết Phật, cuộc đời này hắn chỉ vì như vậy mà đến. Cảm ơn lão gia gia. Tiểu Vũ bĩu môi không hài lòng lắm, nhưng vẫn nói cảm ơn rồi quay về bên cạnh Mạc Phàm, giống như con mèo dính người, dựa vào trong lòng Mạc. Phàm, anh nói xem thật sự có vận mệnh sao? Có. Vậy vận mệnh của em sẽ như thế nào? Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phàm hỏi, giống như rất khổ não. Cha mẹ Mạc Phàm nhìn nhau cười. Tiểu Vũ nhà ta sao, chắc chắn sau này không gả đi được. Làm sao có chuyện đó được, anh xem cha mẹ kia. Tiểu Vũ cong môi, làm nũng nói. Vận mệnh của Tiểu Vũ sao, mong muốn. Mạc Phàm cười nhạt nói. Thật vậy sao? Như em hai mắt Tiểu Vũ sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy. Thật. Mạc Phàm gật đầu. Vậy em sẽ không gả, cả ngày ở nhà cùng anh và cha mẹ. Không. Có tiền đồ. Cha Mạc Phàm cười mắng, có cô gái nào không lấy chồng chứ? Không có tiền đồ thì không có tiền đồ, ha ha, con nguyện ý, con không tin mọi người nỡ đuổi con đi. Tiểu Vũ cười nói. Cha mẹ Mạc Phàm và Mạc Phàm cười bất đắc dĩ. Người một nhà vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, xe nhanh chóng tiến vào địa phận thành phố Nam Sơn, đi vào đường cao tốc. Bất chợt xe giảm tốc độ rồi dừng lại. Mạc Phàm nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ, hình như xe dừng trước một nơi như trạm xăng dầu. Làm sao vậy, A Hào? Mạc Phàm hỏi. Là một trạm xăng dầu tư nhân ngăn cản đường phía trước, tôi đi xuống xem một chút. A Hào nói. Cha mẹ Mạc Phàm đều nhíu mày, lão mẹ Mạc Phàm vội vàng nói. Không cần, chúng ta cũng đi xuống một chút, ngồi trên xe lâu như vậy cũng không thoải mái, thuận tiện mua chút nước uống. Tôi xuống hút điếu thuốc, A Hào cậu xem dầu còn đủ không, không đủ thì mua thêm. Cha Mạc Phàm nói, sắc mặt Mạc Phàm trầm xuống, biết được tình huống đại khái rồi. Trên xe đều có rượu, sao có thể không có nước? Ở Hoa Hạ, không ít nơi có trạm xăng dầu. Tư nhân, ỷ vào mình là người địa phương, ngăn cản đường đi. Đến nơi này, nếu không xuống xe mua chút đồ, đổ xăng, chi tiêu đến mức độ bọn họ hài lòng, một người cũng đừng hòng chạy. Người dừng xe từ chối chi tiêu, trên cơ bản đều không tránh được bị đánh một trận. Đánh xong còn phải đi đường vòng, không thể đi qua nơi này, cho dù gọi cảnh sát tới cũng không có biện pháp. Mạc Phàm từng chứng kiến một lần, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đi qua nơi này. Nam tuổi trẻ khí thịnh, tướng mạo anh tuấn, nữ bộ dáng như hoa như ngọc, chắc là có việc gấp nên không muốn chậm trễ thời gian liền đưa tiền cho một người trong trạm xe, đã muốn lái xe qua. Kết quả chỉ trong phút chốc, bên trong trạm xe có 20-30 người đi ra, kéo đôi vợ chồng trong xe ra ngoài. Kéo đến sân sau. Lúc vợ chồng Son trở ra, nam mặt đầy máu, nhìn vô cùng đáng thương, nữ quần áo không chỉnh tề, trên người đều là bầm tím, trong mắt đều là tuyệt vọng, hai chân đi đường đều mất tự nhiên. Trái lại vẻ mặt đám người này rất đắc ý, giống như mới đứng dậy khỏi người cô gái này. Phần lớn là vì không muốn chọc phải phiền phức, nên đều xuống xe tốn chút tiền để qua. Hắn và cha mẹ tới thành phố Nam Sơn vài lần, mỗi lần đều phải dừng xe ở đây. Xuống xe mua chút đồ, như vậy mới có thể bình yên rời đi. Xem ra lần này cũng như thế, gặp phải đám người này. A Hào, anh xuống xe xem một chút đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. A Hào lăn lộn với Đường Long nhiều năm như vậy, có gì mà chưa thấy qua, sao có thể không biết những chuyện như vậy? Dạ, Mạc tiên sinh. Anh ta dừng xe trên một chỗ trống ven đường, mở cửa xe ra, một mình đi. Xuống. Tiểu Phàm. Có cần chúng ta xuống xem một chút không, tốn chút tiền cũng không sao. Lão mẹ Mạc Phàm lo lắng nói. Con đường này ra vào thành phố Nam Sơn đều phải đi qua, nếu đi đường vòng thì mất hơn 2 tiếng đường núi, vừa tốn thời gian lại nguy hiểm. Không chỉ như vậy, người trong trạm xăng này coi như là thực lực hiếm có ở thành phố Nam Sơn,
Tưởng ra đều không dễ chọc vào bọn họ. Không sao, lát nữa sẽ tốt thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cửa xe mới mở ra, một người đàn ông trung niên mỏ nhọn đi tới. Bộ dạng người đàn ông này hơn 30 tuổi, không cao lắm, cầm một cái loa trong tay, không chỉ có bộ dạng bỉ ổi, ăn mặc cũng rất lôi thôi. Chân đi đôi tông, nửa dưới mặc chiếc quần đen, khóa kéo ở đúng quần còn chưa kéo lên. Bên trên là áo sơ mi đã ố vàng, buộc ở hông, cúc áo còn không cài hẳn hoi, để lộ ra bộ ngực đầy lông ngực, nhìn làm người ta cảm thấy buồn nôn. Người đàn ông này tên là Hầu Tam, là thủ lĩnh trong đám này, ông ta nhìn thấy A Hào cao lớn uy vũ đi xuống tuyệt không sợ hãi, nghênh ngang đi tới. Lát! Ôi, xe không tệ nhỉ, rất có tiền đó, nữa phải tiêu ở chỗ chúng tôi nhiều một. Chút! Ông ta ở đây lâu rồi, xe nào đắt xe nào rẻ, ông ta liếc mắt một cái là nhận ra. Được! Chiếc xe này không có 5-600 vạn thì đừng nghĩ mua được, có thể mua. Nổi loại xe này chắc chắn không phú thì quý. Nếu biển số xe là Nam Sơn, ông ta không nói hai lời lập tức để người qua. Nhưng biển số xe lại là thành phố Đông Hải, ở chỗ ông ta lại là dê béo, nhất định phải làm thịt. Đây là xe Long Ca đường Long ở Đông Hải, mau tránh đường. A Hào chỉnh tây trang, lạnh lùng nói. Hầu Tam vốn sửng sốt, sau đó khóe miệng ông ta nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu tức. Long Ca. Long Ca nào cơ, địa Long Long, hay là heo mẹ Long Long? Thật ra ông ta biết đường Long ở thành phố Đông Hải, nhưng nếu ai tới đều nói là đường Long, vậy ông ta không làm buôn bán ở đây rồi. Sắc mặt A Hào trầm xuống, hàn quang trong mắt lóe lên. Ông lặp lại những lời vừa nói lần nữa thử xem. Ô, có vẻ tàn nhẫn đó. Hầu Tam khẽ nâng mí mắt đánh giá A Hào. Vậy tôi nói cho cậu nghe lần nữa. Cho dù người ngồi trên xe thực sự là đường Long, cũng cần phải hỏi anh em chúng tôi một chút, xem bọn họ có cho cậu ta qua không. Hầu Tam nói xong vỗ tay, mười mấy người lập tức đi ra ngoài, vẻ mặt bất. Thiện nhìn chằm chằm A Hào và chiếc xe này, có một số người cầm cờ lê, chùy sắt trong tay. Sao thế, đến đây gây chuyện à, khổ người của con hàng này rất lớn, nhìn rất dọa người. Một tên hói đầu nghiến răng nói. Khổ người lớn có tác dụng dám gì, lần trước có tuyển thủ đấu vật chuyên nghiệp, khổ người còn lớn hơn cậu ta một vòng, không phải cuối cùng bị chúng ta đánh gãy hai chân, đưa tiền, ném ra ngoài sao? Một người cầm đại chùy nói, hô hô, những người khác cười theo. Hoàn toàn không để A Hào vào mắt. Khóe miệng Hầu Tam nhếch lên, vẻ mặt đắc ý. Thấy không, cho dù tôi quen mà nể mặt Long Ca các cậu, cho các cậu đi qua. Nhưng đám anh em tôi lại không quen. Cậu xem các người xuống xe chi tiêu. Hay đọ sức với đám anh em tôi đây. Lông mày A Hào nhíu lại, nếu ở thành phố Đông Hải, anh ta sớm đã ra tay rồi. Mười mấy người này, đừng nói cầm búa, cho dù cầm đao anh ta cũng không sợ. Nhưng đây là thành phố Nam Sơn. Tuy cửa thủy tinh trên xe là cách âm, nhưng Mạc Phàm nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Khóe miệng hắn nhếch lên, lắc đầu cười, hạ cửa kính xe xuống. A Hào. Nếu bọn họ không chịu nhường đường thì cứ ra tay đi, không cần lưu tình. Đám người này ở đây tuyệt đối là khối u ác tính, hàng năm đều có người bị đám người này đánh bị thương, đánh cho tàn phế, thậm chí là đánh chết. Nếu không nhường đường, cứ diệt là được. Mạc Phàm vừa hạ kính xe xuống, đám Hầu Tam quay đầu nhìn, trong mắt tràn. Đầy nghiền ngẫm. Đây là Long Ca đường Long của thành phố Đông Hải sao, tuổi quá nhỏ rồi, nói mạnh miệng không sợ đau lưỡi à? Ra tay là được sao, tới đây, chú dạy cháu ra tay thế nào. Hầu Tam cười dâm đãng, hai tay chỉ trong xe. Trong xe còn có một vị phu nhân rất xinh đẹp, anh em nói cho tiểu bằng hữu này ra tay thế nào, thuận tiện dạy cậu ta động cước ra sao, ha ha. Hầu Tam nói xong, những người khác lập tức nhìn trong xe, ánh mắt nhìn lão. Mẹ Mạc Phàm. Lão mẹ Mạc Phàm xuất thân danh môn, bộ dạng vốn vô cùng xinh đẹp. Cha Mạc Phàm lại ra tay hào phóng, gần đây còn kiếm được tiền, mua quần áo, trang sức cho mẹ Mạc Phàm không khác gì phú hào thành thị, nhìn thế nào cũng giống một vị phu nhân. Mắt đám người này lập tức sáng lên, nở nụ cười dâm đãng, bắt đầu đi về phía xe. Động thủ động cước, tôi thích, những người dừng xe tiêu phí ở xung quanh nhíu mày, không khỏi lắc đầu. Ở đây có không ít người không phải qua nơi này lần đầu, cơ bản đều rất hiểu biết huống nơi đây.
Tình ngoại trừ đại lão thành phố Nam Sơn, rất ít người có thể không tiêu tiền mà. Thuận lợi đi qua. Sở dĩ đám người này hung hãn như thế, nghe nói là vì có quan hệ với một đại gia tộc ở thành phố Nam Sơn. Lưng đám người này là một đại gia tộc ở thành phố Nam Sơn, ai dám ra tay sau với bọn họ, cho dù vào trong Nam Sơn. Cũng đừng nghĩ được yên, đợi bị đại gia tộc diệt đi. Không ít người thở dài bất đắc dĩ, nên làm gì thì làm đó. Chắc người trên xe này xong đời rồi. A Hào nhận được mệnh lệnh của Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên, hàn. Quang trong mắt lóe lên. Anh ta tiến lên một bước, nắm lấy cái tay duỗi vào bên trong xe. Cậu ấy không phải Long Ca, nhưng lợi hại hơn Long Ca nhiều, các người đã. Không nhường đường, vậy thì chết hết đi. A Hào nắm lấy người kia ném mạnh, vài người bị đánh trúng ngã xuống đất. Một màn này chỉ diễn ra trong chớp nhưng xung quanh đều vô cùng. Mắt, khiếp sợ. Người trên chiếc xe đánh nhau với đám du côn này, không muốn sống nữa sao? Không đánh người bị thương, tốn chút tiền là có thể giải quyết được. Vừa ra tay thì hoàn toàn xong rồi, không còn bất luận đường sống nào. Trong trạm xăng dầu này có ít nhất 3-40 tên tay chân, trong chiếc xe mobile hôm này chứa được vài người, có thể đánh đám người kia được sao? Không biết tự lượng sức mình. Tiểu Phàm, như vậy sẽ không sao chứ? Lông mày lão mẹ Mạc Phàm nhíu lại, lo lắng nói. Bà là người tưởng ra, biết người đứng sau đám du côn này là ai. Đánh đám người này trái lại không sao, nhưng người ở thành phố Đông Hải đứng sau đám người này không dễ chọc. Yên tâm đi, có Tiểu Phàm sẽ không sao đâu, đám người này gây hại ở đây lâu lắm rồi, cũng nên loại trừ hết. Cha Mạc Phàm cười nói. Trước đây cha Mạc Phàm đi qua nơi này, cũng xuống xe tiêu phí một số tiền nhiều lần, phá tài tiêu tại. Nhưng không có nghĩa là ông không chán ghét đám du côn này, chỉ vì năng lực có hạn không làm được gì mà thôi. Đa số mọi người đều như vậy, chỉ vì không có biện pháp. Được rồi, lão mẹ Mạc Phàm không nói gì nữa, lo lắng không giảm bớt đi quá nhiều. Bên ngoài xe Hầu Tâm thấy A Hào thật sự dám ra tay, lông mày nhíu lại, trong mắt lộ ra hung quang. Đã lâu rồi ông ta không gặp người dám ra tay với bọn họ, đều là bị động bị đánh. Chắc người đi ngang qua đây đã quên Hầu Tam ông ta là ai rồi. Con mẹ nó chắc không muốn sống nữa rồi, các người còn thất thần ở đó làm gì, đều lên hết cho tôi, đập nát chiếc xe này, đánh gãy tay chân đàn ông ngồi trên xe, nữ thì tóm lấy kéo ra sân sau, hôm nay không thu thập bọn họ ông đây không họ Hầu. Ông ta gào lên một tiếng, tất cả đám lưu manh trong trạm xăng dầu đều đi ra. Chỉ trong phút chốc trước xe có hơn 30 người hùng hổ vây quanh. Mạc Phàm cười khinh thường, hàn quang trong mắt lóe lên. A Hào, đánh gãy hết tay chân đám người này đi, có cần tôi giúp anh không? Không cần, Mạc tiên sinh đợi ở trong xe là được. A Hào lắc đầu. Nếu thu thập đám phế vật này mà cần Mạc Phàm ra tay, vậy anh ta mới là phế vật. Tuy anh ta kém xa Mạc Phàm, nhưng dù sao cũng là đại tướng số một thuộc hạ của Đường Long. Đủ để thu thập đám người này. Anh ta nói xong không đợi đám Hầu Tam phản ứng kịp, liền đánh đám người này. Một quyền đập mạnh vào ngực một người, tiếng rắc rắc vang lên từ ngực người nọ, cả người bay về phía sau, còn làm một người ngã theo. Xoay người một cước, một tên cầm đại chùy đánh anh ta bị đá bay, chùy sắt đập lên trên đùi một người, ngay sau đó tiếng hét thảm vang lên. Bình thường đám người này đều dựa vào đùa giỡn cả đám, trên tay cũng không có công phu gì. A Hào so với bọn họ hoàn toàn như một máy giết chóc hình người, đè nặng đối. Thu, chỉ trong vòng hút một điếu thuốc, ngoại trừ Hầu Tam ra, hơn 30 người còn lại đều ngã xuống hết. A Hào đi qua từng người, đánh gãy hết tay chân bọn họ. Tiếng xương bị gãy khiến da đầu người ta run lên và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Người xung quanh lập tức sợ ngây người, nhìn A Hào với vẻ khó mà tin, lại càng kinh hãi khi nhìn Mạc Phàm ở trong xe. Người này quá lợi hại rồi, không chỉ đánh đám du côn, còn diệt sạch đám người này rồi. Khoảng thời gian trước có tuyển thủ đấu vật chuyên nghiệp bị đánh gãy chân. Mất đi công việc kiếm sống, vậy mà người đàn ông này làm được rồi. Có người mừng thầm, đám người này làm hại người ta ở đây lâu rồi, cuối cùng. Cũng gặp phải gốc giả cứng, đánh hay lắm. Lúc này ngay cả Hầu Tam không ai bì nổi cũng trợn tròn mắt, người này lợi hại như vậy sao? Mạc Phàm thấy A Hào xử lý hơn 30 tên du côn này xong, lúc này mới mở cửa xe.
đi đến chỗ Hầu Tam. Không phải ông muốn động thủ động cước sao? Hầu Tam thấy Mạc Phàm đi về phía ông ta, vẻ mặt ngẩn ra, vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, đồng thời hung dữ liếc mắt nhìn đám thuộc hạ bị A Hào đánh ngã. Một đám phế vật, bình thường ăn không làm không ít cô bé, lúc quan trọng lại không dùng được như thế, một ít cơm, người cũng thu phục được hết bọn họ. Chỉ trần trừ một lát, Hầu Tam lập tức sợ hãi, lấy một chiếc điều khiển từ xa trong túi ra, giờ chướng ngại vật trên đường đi, nịnh nọt nói. Vị thiếu gia này, tôi đâu dám, tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi, vị thiếu. Gia này cũng coi là thật à, tôi cái gì cũng tốt, chỉ có điểm xấu là miệng tiện, mọi. Người muốn đến thành phố Nam Sơn thì đi đi, đã tránh đường ra rồi, thuận buồm. Xuôi gió nhé. Khi nói chuyện, trong đôi mắt tam giác lại hiện lên chút tàn nhẫn. Cho Mạc Phàm vào trước, chỉ cần Mạc Phàm dám vào thành phố Nam Sơn sẽ đến địa bàn của bọn họ, lại thành bắt ba ba trong giỏ, để bọn họ một đi không trở. Về. Mánh khóe này không phải ông ta dùng một hai lần, mỗi lần đều thành công. À, Mạc Phàm cười, giống như không nghe thấy. Ông đã thừa nhận mình miệng tiện, A Hào, đánh gãy xương tay chân ông ta đi. Dạ. A Hào nói xong đi đến chỗ Hầu Tam. Hầu Tam lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt thay đổi, không ngờ ông ta cho Mạc Phàm vào vẫn bị đánh gãy tay chân. Vị thiếu gia này, đừng mà, mọi người đều là hòa khí sinh tài có phải không? Nếu cậu đánh tôi bị thương thì cũng không tính là gì với cậu, đó là mệnh của tôi rồi, nhưng nếu để ông chủ tôi biết được, vậy cậu gặp phiền phức rồi. Hầu Tam nửa khuyên nửa uy hiếp nói. Ông chủ ông. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, cười nói. Như vậy đi, nói cho ông chủ ông, tôi tên là Mạc Phàm, nếu ông ta muốn tìm. Tôi gây phiền phức, đại khái có thể đến Tưởng Gia Nam Sơn tìm tôi sẽ phụng bồi bất cứ lúc nào. Trạm xăng dầu tư nhân này hắn sẽ hủy. Hắn muốn nhìn xem người đứng sau trạm xăng dầu tư nhân là ai, dám làm gì. Hắn, A Hào, đánh gãy hết tay chân ông ta, để lại một tay cho ông ta gọi báo cho. Ông chủ mình, Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh nói. Sắc mặt Hầu Tam thay đổi, ông ta từng gặp không ít người gây sự ở trạm xăng dầu, nhưng chưa từng gặp ai ngoan độc như Mạc Phàm, vậy mà đánh ông ta còn. Dám để lại tên. Chẳng lẽ đứa con nít này còn khủng bố hơn Đường Long ở thành phố Đông Hải? Nghĩ đến điểm này, sợ hãi trên mặt ông ta lại nhiều thêm. Mạc thiếu gia, đừng như vậy mà, tôi sai rồi còn không được sao, tôi cho cậu tiền. Nhé. Lúc ông ta nói chuyện không ngừng lùi về sau. Đánh gãy tay chân, bình thường đều là ông ta làm vậy với người khác, chính ông ta cũng không ngờ sẽ như vậy. Tiền sao? A Hào cười. Anh ta bước một bước dài liền bắt được Hầu Tam. Ông cảm thấy Mạc tiên sinh chúng tôi hiếm lạ chút tiền đó của ông à, vẫn nên giữ lại chút sức báo cáo với ông chủ ông đi. A Hào nói xong thì là nhất quyền nhất cước. Rắc rắc. A, tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên trong miệng Hầu Tam, hai chân và một tay ông ta bị đánh gãy. Tiểu tử, mày đợi đó cho tao, mày nhất định sẽ hối hận vì hành động việc làm của mày hôm nay. Hầu Tam không ngừng lăn lộn trên đất. Giận dữ hét. Những người tiêu phí ở trạm xăng dầu này nhìn thấy Hầu Tam bị đánh gãy. Xương, không ít người ngầm vỗ tay tán thưởng. Có người còn lấy di động ra chụp mấy bức ảnh, nghênh ngang rời đi. Cũng có một số người đầy lo lắng, đi đến bên cạnh Mạc Phàm tốt bụng nhắc nhở. Tiểu tử, cậu đừng nên đến thành phố Nam Sơn tốt hơn, chắc chắn sẽ chịu. Thiệt, động cơ của Mạc Phàm là tốt, nhưng quá ngu ngốc. Trạm xăng dầu này không chỉ có hơn 30 người đơn giản như vậy. Tôi đã biết, cảm ơn. Mạc Phàm cười không để ý lắm. Người nọ thấy Mạc Phàm không nghe khuyên bảo, lắc đầu không nói gì thêm. Rồi rời đi. Mạc Phàm cười nhạt ngồi lên trên xe Mobile Home, xe tiếp tục đi đến thành. Phố Nam Sơn, xe mới đi chưa tới 30 km. Bất chợt tiếng phanh xe vang lên, hai chiếc xe minibus dừng ở giữa đường, chắn hết đường đi phía trước. Mấy chiếc xe SUV ở phía sau cũng dừng lại, ngăn kín cả đường lùi. Đám người cầm vũ khí xuống xe. Một trong đó có một thanh niên mặc áo ô đen đứng trước kêu lên. Phá trạm xăng dầu của chúng tao, không nhanh cút xuống cho ông. May còn, mấy chiếc xe này không chỉ chặn xe Mobile Home của Mạc Phàm, còn vây mấy chiếc xe khác ở bên trong. Trên xe nhanh chóng có người đi xuống,
vốn muốn gào lên một phen, nhìn thấy tư thế của đối phương, sắc mặt người sau khó coi hơn người trước. Vị đại ca này, đây là làm sao vậy, chúng tôi không có liên quan gì mà. Một người lấy thuốc lá ra nói. Đúng là không liên quan gì đến các người, nhưng ai bảo các người đi cùng đường với chiếc mobile hôm kia, đứng yên đợi đi, không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nghe thì đừng nghe, không phải chuyện của các người, nhanh quay về xe đi. Thanh niên mặc áo may ô đen không nhận lấy, cười mỉa nói. Người đưa thuốc lá cũng không dám nổi giận, ảo não quay về xe. Chủ mấy chiếc xe bị vây nhìn về phía xe mobile home của Mạc Phàm đầy oán hận. Con mẹ nó đúng là xui xẻo, vừa lái xe đã gặp phải loại sao chổi này. Người trên xe này đúng là không có mắt, đang yên đang lành chọc đám người này làm gì, không phải tự tìm đường chết sao, tự mình chọc bọn họ, còn hại người khác bị liên lụy vây ở chỗ này. Có người nhận ra thân phận của thanh niên mặc áo may ô, la mắng. Người đàn ông mặc áo may ô màu đen tên là Trần Trùng, người ta thường gọi là Trùng Ca, một địa đầu xà nổi tiếng ở phía đông thành phố Nam Sơn. Trước đây phía đông thành phố Nam Sơn loạn như một nồi cháo, quần long vô thủ, nhưng Trần Trùng mang theo một đám thuộc hạ hợp đống cát vụn phía đông thành phố Nam Sơn thành một khối. Không chỉ trạm xăng dầu vào thành phố Nam Sơn là của anh ta, đám lưu manh phía đông thành phố Nam Sơn đều là thuộc hạ của anh ta nữa. Trần Trùng này không chỉ có thế lực cường đại, công phu cũng không tệ. Nghe nói từng một mình cầm đao xông vào trong một bang phái nhỏ, 5-60 người ở bên trong đều bị anh ta chém bị thương, có mấy người bị anh ta chém thành 8 mảnh. Có thể nói hung danh của Trùng Ca hiển hách gần đây, ít có người nghe tên mà không thay đổi sắc mặt. Người chọc vào anh ta chỉ có hai kết quả. Một là chết, hai là sống không bằng chết. Đám người này đắc tội Trần Trùng, chắc ngày hôm nay sẽ chết ở đây. Bên trong xe mobile home, lão mẹ Mạc Phàm nhìn qua cửa kính xe, nhìn thấy người cầm đầu lông mày hơi nhíu lại, vẻ lo lắng đậm hơn chút. Trần Trùng. Lông mày Mạc Phàm nhíu lại, lạnh nhạt hỏi. Mẹ biết người này sao? Cậu ta tên là Trần Trùng, một nhân vật ở phía đông Nam Sơn, kém hơn đường. Long một chút nhưng không kém nhiều lắm. Mặt lão mẹ Mạc Phàm hơi trắng bệch nói. Bà là người của Tưởng gia, vẫn có chút hiểu biết về thế lực ở thành phố Nam Sơn. Bà vốn dự định nếu có người cản đường, dùng thân phận Tưởng gia của bà đè người ta là được, nói không chừng có thể thuận lợi đi qua. Dù sao nơi này là thành phố Nam Sơn, không phải thành phố Đông Hải, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không làm gì được ở đây. Ai biết người tới là Trần Trùng, lần này phiền phức rồi. Cho dù bà ra mặt, chưa chắc Trần Trùng đã chịu nể mặt Tưởng gia. Tôi từng nghe Long Ca nói về Trần Trùng này rồi, quả thật rất lợi hại, có cần tôi gọi điện cho Long Ca, bảo Long Ca ra mặt giải quyết không? A Hào nói xen vào một câu. Không cần, anh ở yên trên xe đợi tôi xuống xem một chút. Mạc Phàm cười nói, đẩy cửa đi xuống xe. Nếu bắt đầu làm, thì phải làm sạch sẽ. Tránh để chạm xăng dầu lửa đốt vô tận, gió xuân thổi lại cháy lên. Chu Trường Hoàng ở bên cạnh muốn mở miệng, thấy Mạc Phàm xuống xe thì không nói gì, đàng hoàng ngồi yên trên xe. Đám Trần Trùng đợi một lát, nhưng thấy một đứa bé ra khỏi xe thì cười to. Không phải đám Hầu Tam bị đứa nhỏ này đánh gãy xương đấy chứ, bọn họ cũng quá vô dụng rồi, hơn 30 người cũng không đánh được một đứa nhỏ. Một người trong đó nói, đừng khinh thường, nói không chừng người ta thật sự có công phu đó. Một đứa con nít có công phu cái rắm ấy. Một mình tôi có thể đánh cậu ta mấy chục cái. Trên mặt đám người này đều là cười đùa. Mạc Phàm giống như không nghe thấy, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tìm tôi có chuyện gì? Mày chính là Mạc Phàm, tuyên bố bảo ông chủ chúng tạo đến Tưởng gia tìm người sao? Trần Trùng đánh giá Mạc Phàm, bất ngờ nói. Đứa bé giống như Mạc Phàm thấy đám người bọn họ cơ bản chân đều mềm nhũn lại, vậy mà thằng nhóc này có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta. Đứa bé như vậy thật sự chưa thấy nhiều lắm. Nếu như không phải Hầu Tam nói trong điện thoại, đối phương chính là một đứa trẻ 16, 17 tuổi, anh ta thật sự không dám tin tưởng. Là tôi, có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Mày đánh 30 anh em tao bị thương, chẳng lẽ liền muốn đi về, mày? Có biết mày làm anh em tao bị thương, một phút khiến ông đây tổn thất bao nhiêu tiền không? Trần Trung tức giận nói. Trạm xăng dầu đó chỉ cần có xe qua có tiền. Thì mỗi ngày có nhiều xe ra vào thành phố Nam Sơn như vậy, căn bản không lúc.
nào không kiếm được tiền, như kho bạc nhỏ với bọn họ. Bây giờ bị Mạc Phàm làm hỏng, bọn họ tổn thất không phải 100.200 đơn giản như vậy. Anh tổn thất bao nhiêu tiền đó là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi, hơn nữa trạm xăng dầu đó của anh sớm nên bị diệt, cho dù không phải bị tôi diệt thì những người khác diệt, là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn nhớ rõ lúc 26 tuổi hắn đi qua thành phố Nam Sơn, trạm xăng tư nhân này đã không còn tồn tại, nghe nói toàn bộ những người ở bên trong đều bị bắt, xử tử hình. Bây giờ hắn làm những chuyện này là đẩy lên trước 10 năm mà thôi. Mạc Phàm vừa mới nói xong, đám thuộc hạ bên cạnh Trần Trùng đều cười to, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Tiểu tử, rất oai phong đó, dám nói chuyện với tao như thế, tao tổn thất bao. Nhiều tiền quả thật không liên quan đến mày, nhưng mày khiến tao tổn thất. Nhiều như thế, chuyện này có liên đến mày. Quan lông mày Trần Trùng nhíu lại, cười mỉa nói, trong mắt lóe lên lửa giận. Anh ta lăn lộn ở thành phố Nam Sơn lâu như vậy, có rất ít người dám nói chuyện với anh ta như thế, nhất là đứa trẻ giống như Mạc Phàm. Dám nói chuyện với anh ta như thế, cơ bản đều là người chết. Phải không, vậy anh muốn thế nào? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Trần Trùng thấy Mạc Phàm muốn thỏa. Hiệp, tức giận mới giảm đi chút, khóe miệng nhếch lên. Mày nhắc tới Tưởng gia, hẳn là có quan hệ với Tưởng gia đi, nể mặt Tưởng gia tao sẽ không làm khó mày, mày đánh 30 anh em tao bị thương, phí chữa trị một người là 10 vạn, cộng lại là 300 vạn, còn phí tổn thất của trạm xăng dầu thì tính 200 vạn được rồi, tổng cộng là 500 vạn, nếu mày lấy ra được số tiền này tao lập tức tha cho mày, nếu không lấy được cũng không sao. Để xe lại các người có thể rời đi. Chiếc xe mobile hôm được tu sửa bên trong có 500 vạn cũng không mua được. Anh ta sớm đã muốn một chiếc xe như vậy để chơi xe chấn với mấy gái đẹp ở bên trong, bây giờ chiếc xe đó ở ngay trước mắt. 500 vạn sao, có phải hơi ít không, 5.000 vạn tốt hơn. Mạc Phàm cười như không cười nói. Ít, mày có ý gì? Trần Trùng nhíu mày hỏi, những người khác cũng sửng sốt. Nhìn về phía Mạc Phàm đầy khó hiểu. Trạm xăng dầu của các người bị tôi hủy tổn thất nhiều tiền như vậy, anh biết các anh chặn tôi ở đây một phút, sẽ tạo ra tổn thất bao nhiêu không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Hắn đường đường là y tiên bất tử, chỉ cần hắn muốn tiền sẽ chảy vào như nước, nhưng lại bị một đám du côn chặn ở đây. Lúc này đám Trần Trùng mới phản ứng kịp, lông mày nhíu chặt lại, hung quang trong mắt mỗi người bắn ra bốn phía, nhìn Mạc Phàm đầy hung dữ. Trùng ca đừng nói nhảm với nó nữa, không cho tiểu tử này chút sắc mặt, cậu nó lại tưởng trùng ca của chúng ta dễ bắt nạt. Một tên mập mạp bên cạnh Trần Trùng hung dữ nói. Đúng vậy, em xé rách miệng tiểu tử này trước, nhìn xem nó còn dám hung hãn như vậy không. Một đám người đang định ra tay. Lúc này một chiếc xe dừng lại, một giọng nói truyền từ phía sau đến. Ai giả mạo người Tưởng ra chúng tôi, gây chuyện ở địa bàn Tiền ra thế. Lời này vừa vang lên, một người trung niên mặc tây trang, đeo kính gọng vàng hào hoa phong nhã đi từ phía sau đến. Người đàn ông này nhìn thấy Trần Trùng, ông ta vội vàng nhiệt tình chào. Hỏi, hóa ra là Trùng ca xử lý chuyện này, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Trần Trùng nhìn người tới, cằm hơi nâng lên, trên mặt lộ ra sắc lạnh. Hóa ra là Tưởng Vân Sinh ông chủ Tưởng, người Tưởng ra các ông phá trạm xăng dầu của ông chủ Tiền. Làm 30 anh em tôi bị thương còn bảo tôi bồi thường cậu ta 5.000 vạn, ông nói xem tôi khỏe không. Sau khi Hầu Tam nói cho anh ta chuyện này, anh ta lập tức gọi điện cho Tưởng gia. Dù sao Tưởng gia cũng là danh môn vọng tộc ở thành phố Đông Hải, nếu thật sự là người Tưởng gia, ít nhiều gì cũng phải cho chút mặt mũi, ít nhất phải để cái mạng. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là, nếu là người Tưởng gia, bồi thường phải nhiều không ít. Nếu giết ít một cái mạng. Bọn họ có thể thêm ít tiền, bọn họ càng nguyện ý kiếm được nhiều tiền, dù sao tiền bạc mới là chân thực, mạng người như cỏ rác. Còn có chuyện này sao? Tưởng Vân Sinh khẽ nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trần Trùng thoạt nhìn là nể mặt Tưởng gia, thật ra là muốn kiếm được nhiều. Tiền hơn, thân là người làm ăn, sao ông ta có thể không hiểu? Ông ta liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy chán ghét, chỉ vào Mạc Phàm hỏi. Trùng ca. Tiểu tử này giả mạo người Tưởng ra chúng tôi sao? Không sai, ông nhìn kỹ xem có phải người Tưởng ra các ông không, nếu không phải tôi muốn ra tay rồi. Trần Trùng nổi giận nói.
Mạc Phàm đánh thuộc hạ anh ta bị thương, hủy đi trạm xăng dầu, còn dám bảo anh ta bồi thường tiền, nếu không phải Tưởng Vân Sinh tới, anh ta đã phế Mạc Phàm rồi. Tưởng Vân Sinh trợn tròn mắt, cẩn thận quan sát Mạc Phàm, nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra, mặt đen lại. Cậu tên là gì, vì sao lại giả mạo là người Tưởng gia chúng tôi? Mắt Trần Trùng hơi híp lại, lửa giận dâng lên cao. Anh ta vốn tưởng rằng có thể lấy được chút tổn thất từ chỗ Tưởng gia, nếu tiểu tử này không phải người Tưởng gia, chắc không lấy được khoản tiền này rồi. Mẹ nó, vậy mà tiểu tử cậu không phải người Tưởng gia. Trần Trùng cắn răng nói. Tôi có nói tôi là người Tưởng gia sao, tôi chỉ nói các người có thể tới Tưởng gia tìm tôi, bởi vì tôi muốn để Tưởng gia xử lý một chuyện. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tất nhiên hắn biết Tưởng Vân Sinh này, anh họ của lão mẹ hắn, bình thường chưa từng tiếp xúc, không nhận ra hắn cũng bình thường. Kiếp trước cũng gặp ông ta trong thọ yến của lão phu nhân Tưởng gia. Lúc ấy Tiểu Vũ giận dỗi với con ông ta, người tát Tiểu Vũ một cái là ông ta. Cha đi lên xem tình hình của Tiểu Vũ cũng bị mấy anh em của Tưởng Vân Sinh giữ chặt, sau đó chế nhạo một phen. Xử lý chuyện gì? Tưởng Vân Phong khẽ nhíu mày, lại liếc mắt đánh giá Mạc Phàm. Cậu là con trai của Tố Tố và Mạc Quốc Hoa, Tiểu Phàm đúng không? Tưởng ra bọn họ mời cha mẹ Mạc Phàm tham gia thọ yến của lão phu nhân, thuận tiện giải quyết chuyện Tưởng Vân Thiên và Mạc gia, tất nhiên ông ta biết. Cho dù ông ta chưa từng gặp Mạc Phàm, cũng có thể đoán ra thân phận của cậu ta. Lúc này cha mẹ Mạc Phàm xuống xe. Tam ca, sao anh lại tới đây? Cha Mạc Phàm cười khách sáo nói. Tưởng Vân Sinh nhìn thấy cha mẹ Mạc Phàm, sắc mặt lập tức âm u. Vốn tưởng rằng là người giả mạo Tưởng gia, để Trần Trùng xử lý là được, ai biết thật sự là người Tưởng gia, đúng là một đám sao chổi, vừa tới thành phố Nam Sơn đã trêu chọc phiền phức, còn là phiền phức lớn như thế. Các người chọc phải phiền phức lớn như thế, tôi không đến hôm nay các người có thể tới Tưởng gia sao? Tưởng Vân Sinh tức giận nói. Chúng em, lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, vừa định giải thích lại bị Tưởng Vân Sinh ngắt lời. Tố Tố, coi như là Tiểu Phàm không hiểu chuyện, chẳng lẽ em còn không biết sao, trạm xăng đó là địa bàn của ông chủ tiền, căn bản không thể trêu chọc. Tưởng Vân Sinh mắng. Tam ca, anh không thể trách Tố Tố chuyện này được, đều do em không ngăn cản Tiểu Phàm. Lão cha Mạc Phàm cười giải thích. Trách cậu thì có ích lợi gì? Tưởng Vân Sinh lạnh lùng nói với lão cha Mạc Phàm. Cậu có tư cách gì để tôi oán trách, ngay cả việc buôn bán một xưởng dược cũng không làm được. Ở trong mắt ông ta, lão cha Mạc Phàm làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là nông dân, có thể so sánh được với Tưởng gia bọn họ sao? Xuống, nếu đổi thành người khác nói ông như vậy, ông nhất định sẽ tiến lên. Đánh đối phương một trận. Nhưng đối phương là anh trai mẹ Mạc Phàm. Tưởng Vân Sinh, anh đủ rồi đó, chúng tôi không có gọi anh tới, chúng tôi sẽ tự. Mình gánh vác chuyện này, ở đây không cần anh. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày nói. Lão cha Mạc Phàm khó mà thất lễ với Tưởng gia, nhưng bà không cần cố kỵ chuyện này. Tố Tố, sao em lại nói chuyện với anh như thế, nếu không phải em họ Tưởng, em nghĩ rằng anh sẽ đến đây sao? Tưởng Vân Sinh nhướng mày, lạnh lùng nói. Chuyện lớn như vậy ông ta không muốn quản đâu, ông ta chỉ mong sao không ai gọi điện thoại cho ông ta. Nếu không ai gọi điện cho ông ta, lúc này ông ta đang chơi trò người lớn với một em gái trên xe rồi. Vậy ông có thể cút, nếu như lại để tôi nghe thấy ông thất lễ với cha mẹ tôi sẽ diệt ông. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chuyện của Tưởng gia hắn chuẩn bị giải quyết ở Tưởng gia. Nhưng nếu Tưởng Vân Sinh muốn gây chuyện ở đây... Hắn không ngại khiến Tưởng Vân Sinh vĩnh viễn biến mất ở chỗ này. Mắt Tưởng Vân Sinh híp lại, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt, sau đó khóe. Miệng nhếch lên, lắc đầu cười. Tố Tố, đây là con trai em sinh với một người nông dân đó, khẩu khí đúng là. Không nhỏ, nếu các người đã nói đến mức này rồi, vậy các người tự xử lý đi, tôi. Ở Tưởng gia đợi các người. Gây phiền phức cho Tưởng gia, còn dám nói với ông ta như thế. Vậy ông ta mặc kê. Ông ta nói xong liền nói với Trần Trùng. Trùng ca, đám người này không liên quan gì đến Tưởng gia chúng tôi, dám giả mạo người Tưởng gia, các cậu nhìn mà làm đi, nhất định không cần hạ thủ lưu tình, lát nữa chúng tôi sẽ mang quà cảm ơn đến, Tưởng gia chúng tôi nói. Được là làm được. Lúc nói chuyện, trong mắt Tưởng Vân Sinh lóe lên tàn nhẫn. Mời nhà Mạc Phàm đến chủ yếu là giải quyết chuyện xưởng dược.
Nếu người một nhà Mạc Gia chết trên đường, nhưng không phải do Tưởng Gia bọn họ gây ra, vậy chuyện này dễ rồi. Không chỉ bớt lo, còn tiết kiệm bọn họ không phải làm gì. Bởi vì người chết không cần giải quyết. Trần Trùng nghe có quả cảm ơn, anh ta không có ngu, lập tức hiểu ý của Tưởng Vân Sinh, khóe miệng hơi nhếch lên, cu ỏi ha ha. Chuyện này thì dễ nói. Tưởng Vân Sinh lạnh lùng liếc nhà Mạc Phàm một cái, xoay người rời đi, tiếng động cơ xe càng lúc càng xa. Mãi đến khi Tưởng Vân Sinh rời đi, lúc này Trần Trùng mới cười lạnh lùng nhìn một nhà Mạc Phàm, giống như sói đói. Nhìn thấy con mồi, tiểu tử, Tưởng ra bỏ mặc các người còn quen biết ai ở thành phố Nam Sơn nữa không, có thì cứ gọi hết tới đây, nếu như không gọi được ai, vậy các người không thể đến Tưởng ra rồi. Sắc mặt cha mẹ Mạc Phàm trầm xuống. Trên mặt lộ ra lo lắng. Đám người này còn nhiều hơn ở trạm xăng vừa rồi, nhìn cũng lợi hại hơn, Mạc Phàm đối phó được sao? Dù sao bọn họ chưa có chân chính nhìn thấy Mạc Phàm ra tay. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Cha, mẹ, hai người lên xe trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho con. Đám Trần Trùng nghe Mạc Phàm nói vậy cười to, giống như nghe được chuyện. Cười. Tiểu tử này mạnh miệng cũng không xem trường hợp. Nơi này giao cho mày, tiểu tử, mày được sao? Trần Trùng cười khoát tay một cái, không muốn nói linh tinh với Mạc Phàm. Nữa, mười mấy tên thuộc hạ bao vây Mạc Phàm. Bọn họ chưa tới bên cạnh Mạc Phàm, một giọng nói truyền từ trong xe ra. Mạc tiên sinh không được, Trần Trùng, cậu thấy lão phu có được không? Lại là tên không biết sống chết nào thế? Một thuộc hạ của Trần Trùng không kiên nhẫn nói. Người Tưởng ra tới, quản cũng không quản liền rời đi. Nếu như Tưởng ra thật sự trâu bò, cho dù mâu thuẫn bên trong cũng mang người đi. Sở dĩ bọn họ không mang đi vì Trùng ca bọn họ không dễ chọc. Người Tưởng ra mới đi, bỗng nhiên lại xuất hiện một người muốn chết. Đúng là hàng năm đều có người muốn chết, hôm nay đặc biệt nhiều. Thành phố Nam Sơn này có nhiều người không biết sống chết như vậy từ khi nào thế? Trần Trùng cười khinh thường nói. Thành phố Đông Hải trừ phi lão gia tử Tần ra tới, anh ta sẽ nhận ra ngay lập tức, nếu không cho dù Đường Long tới cũng không có tác dụng. Trần Trùng, cậu nói lão phu không biết sống chết sao? Trên xe Mobile Home, Chu Trường Hoàng đi xuống. Chu Trường Hoàng vừa xuống xe, chủ những chiếc xe khác đều lắc đầu thở dài. Chỉ là một lão đầu thì có ích lợi gì chứ, Trần Trùng không kính lão như thế. Một thuộc hạ của Trần Trùng thấy một lão đầu lông mày tuyết trắng ra khỏi xe, lửa giận hiện lên trên mặt, quơ quơ cây gậy trong tay. Còn tưởng đại nhân vật nào ngồi trên xe, ai biết chỉ là một lão già. Lão đầu, có phải ông ngại mình sống quá lâu hay không, không ngồi yên trên xe mà tới đây tự tìm đường chết, có cần tôi tiễn ông một đoạn đường không? Anh ta vừa mới dứt lời, một màn không tưởng tượng nổi xảy ra. Bốp một tiếng, một cái tát đánh mạnh vào thuộc hạ kia. Câm miệng, không muốn sống nữa à, dám nói chuyện với Chu đại sư như thế. Đám thuộc hạ của Trần Trùng ngẩn ra, nhìn Trần Trùng với vẻ khó mà tin, một cái tát vừa rồi là Trần Trùng đánh. Trần Trùng lại vì một ông già, đánh thuộc hạ của mình. Đây là tình huống gì thế? Từng đôi mắt khó có thể tin rời đi nhìn Chu Trường Hoàng ra khỏi xe Mobile Home. Chu đại sư, chẳng lẽ ông già này là... Quả thật thành phố Nam Sơn có một Chu đại sư nổi tiếng cả thành phố, nghe nói có thể xua quỷ ngự thần, thi pháp lộng thuật, biết được quá khứ, biết được tương lai, gần như không gì không làm được. Không ít người đánh vỡ đầu chỉ vì muốn mời ông ta coi tướng số xem phong thủy, nghe nói xếp hàng đến tận 3 năm sau. Chẳng lẽ ông già này là Chu đại sư? Có không biết bao nhiêu người nuốt nước miếng theo bản năng. Chu đại sư là người ngay cả Lý Hưng ở Nam Sơn cũng phải tôn kính, ông chủ Tiền đứng sau bọn họ cũng tôn kính ông ta 3, 4 phần, vậy mà vừa rồi bọn họ còn nói Chu đại sư không biết sống chết. Thuộc hạ của Trần Trùng bị tát một cái vội vàng che miệng, thở cũng không dám thở mạnh. Trần Trùng cũng không ngờ Chu đại sư lại ngồi trên xe biển số thành phố Đông Hải. Chu đại sư, sao ông lại ở trên chiếc xe này? Sắc mặt Trần Trùng trắng bệch, cung kính hỏi. Nếu Chu đại sư chỉ có thanh danh hiển hách anh ta sẽ không sợ, chuyện gì cũng phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nhưng người khác chỉ biết Chu đại sư qua lời truyền miệng, anh ta thì tận mắt chứng kiến Chu đại sư thi pháp. Một năm trước nhà ông chủ anh ta xảy ra chuyện ma quái, mời Chu đại sư trừ tà giúp.
anh ta vốn xuất thân từ bộ đội đặc chủng, căn bản không tin chuyện này. Kết quả anh ta tận mắt nhìn thấy Chu đại sư gọi ra một ác quỷ, nuốt quỷ hồn trong nhà ông chủ anh ta xuống, ngay cả cặn cũng không còn. Lúc Chu đại sư gọi ác quỷ kia ra, hung hãn như anh ta căn bản không có ý nghĩ phản kháng. Một màn đó đến bây giờ anh ta nghĩ lại vẫn có chút nghĩ mà sợ. Vì sao tôi lại ở trên xe Mạc tiên sinh ra, có cần phải khai báo với cậu không? Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng, lại đi tới bên cạnh Mạc Phàm, cúi người. Nói, Mạc tiên sinh, nên xử lý đám người này thế nào đây? Một câu đơn giản khiến mọi người đều khiếp sợ. Vậy mà Chu đại sư ở Nam Sơn cung kính với một tiểu tử như thế. Chuyện này có khả năng sao? Có người dụi dụi mắt nhìn lần nữa, Chu Trường Hoàng vẫn duy trì tư thế cúi người, phương hướng đúng là Mạc Phàm. Chuyện này, lúc này Trần Trùng cảm thấy rất loạn, với thân phận và thực lực của Chu đại sư, anh ta cảm thấy cả thành phố Nam Sơn cũng không tìm được người khiến Chu đại sư thần phục, không ngờ Chu đại sư lại tôn kính với tiểu tử này như vậy. Rốt cuộc tiểu tử này là ai? Đến cảnh giới của Chu đại sư, thanh danh đã không thể khiến ông ta khuất phục, có thể khiến ông ta khuất phục là thực lực. Ánh mắt mọi người nhìn Mạc Phàm hoàn toàn thay đổi, nhất là Trần Trung. Dựa theo cuộc đối thoại của bọn họ với Tưởng Vân Sinh vừa rồi, đứa nhỏ này là cháu ngoại của Tưởng gia, từ thành phố Đông Hải tới. Thanh niên họ Mạc ở thành phố Đông Hải. Mạc, Mạc Đại. Nghĩ đến xưng hô này, trái tim Trần Trung đập nhanh hơn. Trên mặt không có một chút huyết sắc. Tuy thành phố Nam Sơn cách thành phố Đông Hải một khoảng, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi, chỉ cần một chiếc điện thoại tin tức sẽ truyền xa mấy ngàn cây em, huống chi thành phố Nam Sơn cách Đông Hải cũng không xa lắm. Thành phố Đông Hải xảy ra chuyện lớn. Gì, trên cơ bản anh ta lập tức biết ngay, nhất là những chuyện liên quan đến thế lực thành phố Đông Hải. Chu đại sư, chẳng lẽ Mạc tiên sinh ở Đông Hải này là Mạc, Mạc? Chu Trường Hoàng lạnh lùng liếc Trần Trùng một cái, tức giận nói. Cậu nghĩ là ai? Gương mặt vốn hung hãn của Trần Trùng xám như cho tàn. Lúc trước anh ta còn nghi ngờ, tiểu tử dạng gì mới có thể bình tĩnh đối mặt với bọn họ như vậy. Bây giờ anh ta có đáp án rồi, đó chính là người có địa vị cao hơn anh ta. Một Chu đại sư có thể diệt sạch đám bọn họ, nếu lời đồn là thật, đám bọn họ không đủ để Mạc Phàm nhét kẽ răng. Nếu không cũng may Chu đại sư đi ra, đợi Mạc Phàm ra tay, có khả năng bọn họ đã chết rồi. Mạc tiên sinh, vừa rồi thật sự là hiểu lầm, tôi không biết là Mạc tiên sinh đại. Giá quang lâm. Trần Trùng nói, mồ hôi chảy ròng ròng. Trần Trùng mới mở miệng, đám thuộc hạ của anh ta mờ mịt không hiểu gì. Tê tuổi của Chu đại sư bọn họ biết, Mạc tiên sinh này là cái quỷ gì. Trùng ca, tiểu tử này là ai thế? Không phải nó phá trạm xăng dầu của chúng ta sao, còn đánh 30 anh em chúng ta bị thương nữa. Một tên lỗ mãng hỏi, Trần Trùng cau mày, mồ hôi trên trán lại chảy nhiều hơn nữa, đúng là không mở nắp bình thì ai biết trong bình có gì. Đi chết đi, anh ta đá một cước vào đùi người nọ. Răng rắc, tiếng xương cốt gãy lập tức vang lên. Những người khác sửng sốt, một đám người không dám nói chuyện. Ngay cả cha mẹ Mạc Phàm cũng đánh giá Mạc Phàm với vẻ khác lạ. Thanh danh của Mạc Phàm đã lan truyền đến Nam Sơn rồi sao? Mạc tiên sinh, cậu xem nên xử lý những người này thế nào, ông chủ đứng. Sau bọn họ là Tiền Bảo Lâm của Tiền gia, trùm bất động sản thành phố Nam Sơn. Chu Trường Hoàng liếc mắt nhìn đám Trần Trùng một cái. Tôi đánh người của các anh, hủy đi trạm xăng dầu của các anh, còn đòi công đạo không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không cần, không cần. Trần Trùng vội vàng nói. Cho dù bây giờ có 100 lá gan anh ta cũng không dám muốn. Tôi cần câu trả lời thỏa đáng, chuyển lời của tôi cho Tiền Bảo Lâm, bảo ông ta mang 5.000 vạn tới Tưởng ra tìm tôi, nếu ông ta không đến, tôi sẽ đi tìm ông. Ta, Mạc Phàm nhớn mày, vô cùng bình tĩnh nói. 5.000 vạn, Trần Trùng nuốt nước bọt. Vừa rồi Mạc Phàm nói bọn họ bồi thường 5.000 vạn, thật sự phải đưa 5.000 vạn. Thế nào? Có ý kiến? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không có, tôi nhất định sẽ chuyển lời của cậu cho ông chủ Tiền. Trùng vội vàng nói, không muốn nhìn thấy trạm xăng Trần. Tôi giàu kia nữa, nếu lại nhìn thấy tôi sẽ đi tìm ông chủ các anh nhìn. Mà làm đi. Mạc Phàm nói tiếp, dạ, dạ. Trần Trùng gật đầu liên tục, gặp phải Mạc Phàm, chuyện này không
phải chuyện anh ta có thể quyết định, anh ta chỉ có thể chuyển lời. Còn chưa tránh xe ra. Cơ thể Trần Trùng run lên, vội vàng bảo người lái xe đi. Mạc Phàm ngồi lên xe Mobile Home, tiếp tục đi về phía nội thành Nam Sơn. Chủ xe xung quanh đưa mắt nhìn nhau, hôm nay đúng là gặp phải chuyện khó tin hơn gặp quỷ. Trần Trùng đại danh đỉnh đỉnh lại cúi đầu với một đứa bé. Trần Trùng mãi mà chưa phản ứng kịp, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. May mà không ra tay, ra tay thì không chỉ bồi thường 5.000 vạn đơn giản như. Vậy, có khả năng cả đám bọn họ sẽ phải chết. Bán Sơn Thự ở thành phố Nam Sơn, tên cũng như nghĩa, là biệt thự được xây ở lưng chừng núi. Chỉ cần đứng trong biệt thự, có thể nhìn thấy phong cảnh phồn hoa tịnh lệ của thành phố Nam Sơn. Vị trí địa lý ưu việt khiến giá nhà bán Sơn Thự đứng đầu thành phố Nam Sơn, chưa có nơi nào vượt qua được. Cho dù vị trí địa lý của Tây Sơn cư gần như bán Sơn Thự, nhưng kém bán Sơn Thự rất nhiều. Gia tộc nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn đều mua biệt thự ở đây, biệt thự của Tưởng gia cũng nằm ở đó. Bởi vì đại thọ của lão phu nhân, hôm nay trong biệt thự của Tưởng gia vô cùng náo nhiệt. Tuy tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, cửa biệt thự đã đỗ đầy xe, không ít xe đỗ ra tới đường, cơ bản mỗi xe đều có giá trị xa xỉ, không có chiếc nào dưới 50 vạn. Trong phòng khách trang trí xa hoa, ngoại trừ người Tưởng gia gia. Gần như 80% trở lên nhân vật nổi tiếng ở thành phố Nam Sơn đều phái người tới, có một số người còn tự mình tới, tặng quà và chúc lão phu nhân. Không chỉ quà bên cạnh lão phu nhân Tưởng gia như ngọn núi nhỏ, thu tiền biếu đều dùng thùng tới đựng bữa tiệc cũng sắp xếp từ phòng khách đến bên ngoài, cục diện vô cùng to lớn. Lúc này anh em Tưởng Vân Phong, Tưởng Vân Thiên luôn đứng bên cạnh lão phu nhân Tưởng gia không ngừng cảm ơn khách đến, đắc ý trên mặt cũng càng nhiều hơn. Đây có những người ông ta mời đến, ví dụ khách quý như Trương gia, Lý gia, Khổng gia, phần lớn đều nghe nói là sinh nhật của lão phu nhân, nên tự mình tới cửa. Nếu thực lực của Tưởng gia không đủ, những người sẽ không mời tự đến sao? Nhị công tử, tôi nghe nói công tử qua thí luyện của Hoa Hạ Thần Kiếm, trở thành thành viên dự bị của Hoa Hạ Thần Kiếm, đúng là đáng ăn mừng, đây là chút lòng thành mong ông nhận lấy, sau này vẫn mong nhị công tử chiếu cố nhiều. Hon. Một phú hào chúc thọ lão phu nhân xong lại lấy ra một bao lì xì, nịnh nọt đưa cho Tưởng Vân Phong. Hóa ra là ông chủ Chu, nói hay lắm. Khóe miệng Tưởng Vân Phong nhếch lên, nhận lấy lì xì cười nói. Tưởng Vân Phong thấy khách đã có mặt gần đủ rồi, đi đến bên cạnh lão phu. Nhân, mẹ, chúng ta bắt đầu khai tiệc đi, khách đã đến gần đủ rồi. Lão phu nhân Tưởng gia là một bà cụ tóc bạc có 5-6 phần tương tự lão mẹ Mạc Phàm, bà nhíu mày, trong mắt tràn đầy chờ mong nhìn đám người. Nhà Tố Tố đến đây chưa? Con đã gọi điện thoại rồi, nhưng em ấy còn chưa có tới. Tưởng Vân Phong giả bộ bất đắc dĩ nói. Mẹ, con thấy chúng ta không cần đợi nữa đâu, đã là lúc nào rồi còn chưa tới, chắc em ấy không đến đâu, có nhiều khách còn đang đợi như vậy mà. Bên cạnh Tưởng Vân Phong, một người phụ nữ xinh đẹp chanh chua nói. Người nọ là Triệu Nguyệt vợ của Tưởng Vân Phong, một người phụ nữ giang nam rất cay nghiệt. Lão phu nhân nhìn cửa, lông mày nhíu càng chặt hơn. Tưởng Vân Phong thấy lão phu nhân còn không cam lòng, hỏi Tưởng Vân Sinh vừa đến. Lão Tam, không phải Trần Trung gọi điện thoại nói có người Tưởng gia gây chuyện trên địa bàn bọn họ à, là đám Tố Tổ sao? Không phải, em căn bản không biết mấy người kia. Tưởng Vân Sinh cười nhạt nói, nhà Mạc Phàm căn bản không có khả. Năng tới Tưởng gia, ông ta nói thế nào cũng không sao cả. Mẹ, mẹ xem có thể là Tố Tố bị chậm trễ trên đường, nói không chừng lát nữa sẽ tới thôi, có phải chúng ta nên bắt đầu trước, rồi để vị trí cho bọn họ hay không? Tưởng Vân Phong giả mù sa mưa nói, giống như một người con hiếu thuận. Mẹ, chúng ta cứ khai tiệc đi, để khách đợi quá lâu cũng không tốt lắm, nếu mẹ muốn gặp con gái mẹ. Đợi ngày nào rảnh con mang mẹ đến thành phố Đông Hải, tìm bọn họ hỏi rõ, đúng là con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, vì kiếm tiền, ngay cả lão mẹ cũng không cần. Đối diện Tưởng Vân Phong, Tưởng Vân Thiên cũng khuyên bảo. Lão phu nhân nhíu mày, khẽ thở dài một cái khoát tay áo. Thôi, đến thành phố Đông Hải thì không cần, khai tiệc đi. Vừa mới nói xong, một chiếc xe Ben Mobile Home dừng trước Tưởng gia, không ít người lập tức nhìn qua. Tuy ở cửa đỗ rất nhiều chiếc xe xa hoa, đã làm người ta vô cảm. Nhưng xe 50 vạn kém xa 500 vạn,
nhất là xe mobile home không phải dạng thường. Ai tới sao? Ngay cả Tưởng Vân Phong cũng nhíu mày nhìn bên ngoài. Đây chỉ có Tưởng Vân Sinh chau mày, lạnh lùng nhìn chiếc xe này. Sao ông ta có thể không biết chiếc xe này, chỉ là không ngờ nhà Mạc Phàm sẽ đến. Sao đám Trần Trung lại bỏ qua cho bọn họ nhỉ? Không đợi ông ta suy nghĩ cẩn thận, nhà Mạc Phàm chui từ trong xe ra. Tiểu Vũ ôm một cái hộp lớn chạy chậm tới, chạy đến chỗ lão phu nhân Tưởng. Ra! Chào bà ngoại, cháu là Mạc Vũ, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là quà mừng thọ cha mẹ cháu chuẩn bị cho bà. Tiểu Vũ vô cùng đáng yêu nói. Tuy lão phu nhân Tưởng ra thấy Mạc Vũ vài lần, nhưng sao không biết Mạc Vũ, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền từ. Tiểu Vũ thật ngoan, cháu cầm lấy cái này đi. Lão phu nhân lấy một chiếc vòng ngọc đỏ như máu trên tay xuống, đeo cho Tiểu Vũ. Lão phu nhân vừa gỡ vòng ngọc này ra, sắc mặt người Tưởng ra lập tức thay đổi. Chiếc vòng này là đồ gia truyền của lão phu nhân, cũng là một trong những đồ cưới của bà. Nghe nói có lịch sử ngàn năm, sau khi đeo vào không chỉ đông ấm hè mát, còn có thể khiến người ta khỏe mạnh không bệnh. Lão phu nhân lớn tuổi như vậy, còn không bị bệnh nặng gì, hơn phân nửa là vì chiếc vòng này. Bọn họ đều thèm muốn chiếc vòng này lâu rồi, ai biết Mạc Vũ vừa tới bà lại đưa cho Mạc Vũ. Mẹ, mẹ cũng quá bất công rồi, bằng bằng cũng đưa quà mừng thọ cho mẹ, chắc chắn quà mừng thọ đắt hơn Tiểu Vũ. Sao con không thấy mẹ đưa vòng tay cho thằng bé có phải là cháu nội của mẹ không? Triệu Nguyệt không nhịn được nói. Câm miệng, lão mẹ làm thế nào ai cần em lo? Tưởng Vân Phong vội vàng khiển trách. Tuy Tưởng Vân Phong cũng rất khó chịu, nhưng dù sao hôm nay cũng là tiệc mừng thọ của lão phu nhân, ở đây lại có nhiều người ngoài, để người ta nghe thấy không có lợi với Tưởng gia bọn họ. Triệu Nguyệt cũng không nói gì thêm, trong mắt đều là oán hận nhìn một nhà. Mạc Phàm. Lúc này cha mẹ Mạc Phàm và Mạc Phàm cũng đi đến, từng người chúc mừng lão phu nhân. Mạc Phàm chúc xong đứng sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua. Những gương mặt quen thuộc, một chút trí nhớ kiếp trước hiện lên. Quốc Hoa, sao các con lại đến muộn như vậy, trên đường xảy ra chuyện gì? Sao? Lão phu nhân ân cần hỏi hạn, thành phố Nam Sơn cách thành phố Đông Hải một khoảng, nhưng đến đây trước khi ăn cơm thì không có vấn đề gì. Cha Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tưởng Vân Sinh đứng bên cạnh, nhưng không nói chuyện từng gặp Tưởng Vân Sinh. Trên đường có chút chuyện nên chậm trễ thời. Gian, không sao ạ. Tưởng Vân Sinh thấy cha Mạc Phàm không nói chuyện trên đường, khóe miệng hơi nhếch lên, còn rất thức thời đó. Lão phu nhân và cha mẹ Mạc Phàm nói vài câu, Tưởng Vân Phong liền xen miệng vào. Mẹ, nếu Tố Tố đã đến rồi, chúng ta khai tiệc thời trước đi. Lát nữa sẽ có rất nhiều. Gian nói chuyện phiếm, đúng lúc chúng con cũng có một số chuyện muốn nói với Quốc Hoa. Ông ta vốn cho rằng Mạc gia không dám tới, nếu đã đến đây thì nói chuyện thật tốt. Không chỉ chuyện xưởng dược, chuyện lần trước ông ta đến thành phố Đông Hải bị mất mặt cũng phải lấy lại. Được, lát nữa nói chuyện. Lão phu nhân cười gật đầu, vui vẻ hơn. Trước rất nhiều. Lúc này bữa tiệc bắt đầu. Một đám người nhao nhao ngồi vào vị trí. Lúc này trong đám người, vài người nhìn thấy Mạc Phàm vẻ mặt thay đổi, thừa dịp nhiều người chụp vài tấm hình, vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại. Một nhà Mạc Phàm cũng được tiếp đón như khách dẫn tới một bàn ăn. Một bàn thức ăn được phục vụ mặc đồ đỏ nhanh chóng bưng lên, Tiểu Vũ cũng có chút đói, cầm lấy đũa kẹp một con tôm, mới cắn một miếng đã chu miệng. Anh, con tôm này ăn không ngon như ở Hồ Đình Tâm. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, chỉ cười. Chắc chắn đồ ăn ở đây không thể so sánh được, ít nhất bàn bọn họ là như vậy. Kiếp trước hắn cũng đến đây, vì trên đường bị kẹt xe đến tương đối muộn, cũng ngồi ở vị trí này. Mới đầu hắn cũng không để ý, sau đó mới phát hiện hóa ra đồ ăn trên bàn cũng khác nhau. Càng là bàn gần lão phu nhân, cấp bậc đồ ăn cũng càng cao, đồ ăn cũng càng ngon, những chuyện này đều do Tưởng Vân Phong cố ý làm vậy. Bàn bọn họ ở phía ngoài cùng, bàn bọn họ có mấy ông chủ nhỏ, gần như là những người không mời tự đến, tất nhiên đồ ăn sẽ không ngon hơn chỗ nào. Một ấm trà trong đình Hồ Tâm cũng mấy ngàn tệ, một bàn ở đây có thể so sánh được sao? Quay về anh sẽ mang em đến đình Hồ Tâm ăn. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ đầy cường chiều nói. Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu, sau đó lộ ra vòng tay lão phu nhân tặng.
anh thấy vòng tay bà ngoại tặng em đẹp không? Hai mắt Mạc Phàm sáng lên, chiếc vòng này giống hệt nguyên liệu chiếc vòng hắn cho Chu Hiệt, đều là bích huyết thạch, đeo lâu dài sẽ có lợi với cơ thể. Nhất là đối với tu giả bọn họ, ưu đãi càng nhiều hơn, chỉ cần hắn thêm chút tế luyện, khí huyết cường đại bên trong sẽ có thể như cái mạng thứ hai, cho dù trái tim bị đâm thủng cũng có thể cứu trở về. Nhưng nhìn thấy chiếc vòng này, trong mắt hắn lóe lên khác thường. Kiếp trước chính vì cái vòng tay này, Tiểu Vũ xảy ra mâu thuẫn với mấy đứa bé Tưởng gia, cuối cùng còn bị Tưởng Vân Sinh tát một cái, cha bị chế nhạo. Cuối cùng lão phu nhân lấy lại chiếc vòng này, đưa cho một đứa bé của Tưởng gia, chuyện này mới tính là kết thúc. Đẹp, cẩn thận đừng để người ta đoạt đi. Mạc Phàm nói đùa. Bây giờ người ta rất lợi hại, người nào dám cướp em đánh người đó, không đánh lại có anh đây rồi, ai dám cướp chứ? Tiểu Vũ lè lưỡi nói. Nói cũng có đạo lý. Mạc Phàm cười nói. Kiếp trước kiếp này, sớm đã khác biệt. Lão mẹ Mạc Phàm nhìn thấy vòng tay trên tay Tiểu Vũ, lông mày lập tức nhăn lại, trên mặt hiện lên lo lắng. Tiểu Vũ không biết giá trị của vòng tay này, sao bà có thể không biết, đây là đồ cưới của lão phu nhân, vô giá. Khi bà gả cho cha Mạc Phàm, lão phu nhân muốn đưa vòng tay cho bà làm đồ cưới, bị lão gia tử lúc ấy còn khỏe mạnh ngăn cản. Có không biết bao nhiêu người Tưởng ra thèm muốn chiếc vòng này. Tiểu Vũ, đừng để người khác nhìn thấy. Vòng tay này. Vì sao vậy mẹ? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Lão mẹ Mạc Phàm còn chưa giải thích với Tiểu Vũ, hai người giúp việc mỹ nữ đi. Tói. Tứ tiểu thư, bên cạnh lão phu nhân có hai chỗ trống, bảo mọi người để hai người đi trước. Lão mẹ Mạc Phàm đứng thứ tư, nên gọi là tứ tiểu thư. Hai chỗ trống. Lão mẹ Mạc Phàm nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử, bốn người bọn họ chỉ có hai vị trí. Nghĩ một lát, bà nói với cha Mạc Phàm. Quốc Hoa, để Tiểu Vũ, Tiểu Phàm đi trước đi. Hay là em và Tiểu Vũ đi trước nói chuyện với lão phu nhân, anh và Tiểu. Phàm ở đây được rồi, lát nữa sẽ qua đó. Cha Mạc Phàm cười nói. Mạc Phàm cười gật đầu, lần này hắn tới vì một người Tưởng ra, ngồi đâu cũng không sao. Được rồi, đợi lát nữa bên kia có vị trí, em sẽ bảo người qua gọi hai người. Lão mẹ Mạc Phàm nói, mang theo Tiểu Vũ rời đi. Hai người vừa rời đi không lâu, hai anh em Tưởng Vân Phong, Tưởng Vân Thiên. Mặt đỏ bừng bưng chén rượu đi tới. Mấy ông chủ nhỏ cùng bàn với nhà Mạc Phàm vừa thấy hai người đến đây, kính chén rượu, vội vàng tránh ra, hai. Người ngồi xuống, một bàn chỉ còn lại bốn người. Cha Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tưởng Vân Thiên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Vân Thiên. www.xmmakitzlobal.com kiếp trước nếu không phải Tưởng Vân. Thiên lấy đi tiền của xưởng dược, sao xưởng dược có thể bị phá sản? Sao cha mẹ có thể chỉ sống hơn 40 rồi buồn bực mà chết? Nếu hắn muốn giết người, Tưởng Vân Thiên chắc chắn là một người trong đó. Thế nào, không chào đón tôi sao? Tưởng Vân Thiên thấy cha Mạc Phàm không để ý tới ông ta, giận quá hóa cười nói. Tôi với anh không có gì để nói. Cha Mạc Phàm nói không lưu tình chút nào. Tưởng Vân Thiên lấy tiền của xưởng dược đi, nợ gần 1 triệu đều dồn lên ông. May mà Mạc Phàm bái sư phụ tốt, nếu không nhiều nợ nần như vậy ông thật sự. Không biết trả thế nào. Đầu sỏ gây nên toàn bộ mọi chuyện là Tưởng Vân Thiên, đối với một người ép bọn họ đến đường cùng, ông không có lời gì để nói. Quốc Hoa, cho dù lão đại không đúng, dù sao mọi người cũng là thân thích, vì chút tiền bạc mà gây xích mích thì không đáng, hôm nay là tiệc mừng thọ. Của lão phu nhân, không dễ dàng gì mọi người mới ngồi cạnh nhau, hay là chúng ta giải quyết luôn chuyện này đi, thế nào, không phải chỉ là chút tiền thôi sao? Tưởng Vân Phong hào phóng nói. Giống như tiền bạc là cặn bã trước mặt ông ta. Đúng vậy, không phải tôi chỉ cầm 50 vạn thôi sao, sao cậu nhỏ mọn thế? Tưởng Vân Thiên cười khinh thường nói. Chút tiền ấy không đủ cho tôi bao hai người tình. Mạc Phàm cười lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh nhưng không nói gì, quả nhiên vẫn là 50 vạn. Mắt cha Mạc Phàm mở to, nếu không phải là tiệc mừng thọ, chắc chắn ông đã đứng dậy túm áo Tưởng Vân Thiên. Nếu Tưởng Vân Thiên chỉ lấy đi 50 vạn, thì ông không nói gì, 50 vạn căn bản không ảnh hưởng gì đến đại cục của xưởng dược. Nhưng Tưởng Vân Thiên cầm đi hơn 2.000 vạn, số tiền này là tiền lương công nhân,
tiền nhập hàng, có một chút là trả ngân hàng, toàn bộ bị Tưởng Vân Thiên lấy đi mất, xưởng dược trực tiếp xong đòi. Vậy mà ông ta chỉ nói lấy đi 50 vạn. Tưởng Vân Thiên, anh lặp lại lần nữa, anh chỉ lấy 50 vạn của xưởng dược sao? Cha Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Không phải 50 vạn sao, vậy có thể là 60 vạn, dù sao cũng không vượt quá 100. Van. Tưởng Vân Thiên cười nói, không sợ hãi chút nào. Đây là Tưởng gia, Mạc Quốc Hoa cũng không làm gì được ông ta. Ha ha, cha Mạc Phàm lắc đầu cười. Không tiếp tục nói với Tưởng Vân Thiên. Tưởng Vân Phong thấy cha Mạc Phàm không nói lời nào, hai người nhìn nhau cười, đắc ý càng đậm hơn. Quốc Hoa, tôi còn tưởng lão đại cầm của cậu bao nhiêu tiền chứ, hóa ra chỉ. Có 50 vạn, chút tiền đó cũng đáng để cậu tức giận, tới Tưởng ra tìm lão đại nhiều lần như vậy sao, đúng thật là, sớm biết như vậy tôi đã đưa tiền cho cậu, như vậy đi, lão đại, anh đưa cho Quốc Hoa 50 vạn, sau đó nói xin lỗi với Quốc Hoa, chuyện này đến đây thôi, dù sao chúng ta đều là thân thích, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, sẽ khiến Tố Tố khó xử, lão phu nhân không vui. Tưởng Vân Phong cười nói, 50 vạn thì thôi, xin lỗi cũng không cần, hôm nay tôi chỉ tới chúc thọ lão phu nhân, không nói chuyện khác. Mạc Phàm khoát tay nói, bây giờ xưởng được làm ăn rất tốt, đơn cha đặt hàng trên triệu của Tần Doãn Nhi đều bị ông từ chối, hiếm lạ 50 vạn này sao? Còn người giả nhân giả nghĩa xin lỗi, ông càng không tiếp nhận. Anh em Tưởng ra không tức giận, giống như đã dự liệu từ trước. Cậu không cần cũng được. Có phải lợi nhuận gần đây của xưởng dược nên chia cho tôi một nửa không? Tưởng Vân Thiên ưỡn ngực, nghiêm mặt, cười âm hiểm nói. Tuy ông ta ở thành phố Nam Sơn, nhưng cũng chú ý tới tin tức xưởng dược. Xưởng được sản xuất tứ tham thang trị Super Sơ, cho dù muốn giấu giếm cũng không giấu giếm được. Xưởng được buôn bán tốt như vậy, chia hoa hồng có thể thiếu cổ đông là ông ta sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.